chào các thính giả thân mến, trong trăm ngàn kênh đọc truyện trên mạng vậy mà bạn lại thấy được video này của mình, đó là thông điệp của vũ trụ gửi đến chúng ta rất có duyên, còn chờ gì nữa mà bạn không bấm một like để ngày mai trúng số, cho một chia sẻ gia đình vui vẻ, sức khỏe dồi dào, làm việc gì cũng thuận buồn xuôi gió, cảm ơn bạn, mời bạn bắt đầu nghe truyện 61 chương 61. Kế tiếp sự tình muốn thuận lợi rất nhiều, vương bằng cùng Bạch Tiểu Hà vốn chính là bởi vì ít lợi kết hợp, một phương bị trảo sau, tự nhiên không cam lòng một bên khác tiêu giao tự tại, tưởng đều không cần tưởng, liền phải kéo Bạch Tiểu Hà cùng chết. Cho nên, đương Bạch Tiểu Hà tránh ở nhà mẹ đẻ, nôn nóng lại hưng phấn chờ vương bằng thành công tin tức tốt khi, đã bị vọt vào tới các cảnh sát trực tiếp khảo mang đi, lúc ấy nàng cả người đều sụi lơ xuống dưới, hỗn độn kinh sợ trong đầu chỉ dư một ý niệm. Đó chính là xong rồi. Nàng vinh hoa phú quý toàn xong rồi. Nàng thậm chí bắt đầu hối hận chính mình lòng tham, nếu nàng không nháo ra những việc này, có phải hay không như cũ là cao cao tại thượng phó thái thái. Có lẽ là còn ông cuối cùng một tia ảo tưởng, Bạch Tiểu Hà bị giam giữ thời điểm, như cũ bưng cao cao tại thượng, phó lão tướng quân con dâu tư thái, kêu gào muốn gặp phó lập chí. Đồng công an bên kia đã sớm được sở trường phân phó, nói phó lão tướng quân làm cho bọn họ theo lễ công bằng xử lý, chỉ là rốt cuộc suy xét đến, Bạch Tiểu Hà mang thai, thai phụ loại tình huống này đích xác xử lý không tốt. Hơn nữa, bọn họ hai người hiện tại thật là phu thê quan hệ, thế nào Phó Lập Chí đều có nghĩa vụ lại đây một chuyến. Phó Lập Chí được tin tức sau, chỉ suy xét mười mấy giây, liền cầm hai phân văn kiện đuổi lại đây. Lúc này Bạch Tiểu Hà chỉ dư đầy mặt tái nhợt cùng hoảng sợ, đặc biệt xứng với nàng kia cẩu gặm dường như kiểu tóc, nhìn lập tức phỏng tựa già rồi mười mấy tuổi. Nhưng lúc này nàng đã hoàn toàn không rảnh lo, thấy Phó Lập Chí tới như vậy nhanh chóng, chỉ cho rằng người nam nhân này cuối cùng là luyến tiếc chính mình chịu khổ, ánh mắt triền niên nhìn hắn, thói quen tính liền bắt đầu lắp bắp khóc lóc kể lể lập chí ta đình chỉ ta tới cũng không phải là nghe ngươi hát tuồng ngươi đem cái này ký đi nói phó lập chí vẻ mặt không kiên nhẫn đem đã sớm chuẩn bị tốt ly hôn hiệp nghị cách song sắc đưa cho bạch tiểu hà bạch tiểu hà là biết chữ tự nhiên xem đã hiểu mặt trên viết chính là cái gì nàng cũng không phải thực ngoài ý muốn rốt cuộc nửa năm trước phó lập chí liền muốn cùng nàng ly hôn huống chi là hiện giờ chính mình muốn hắn bệnh thời điểm nếu biết không nhưng vãn hồi, nàng đảo cũng dứt khoát, chỉ là nhanh chóng xem xong hiệp nghị sau, Bạch Tiểu Hà tức giận chất vấn, ngươi tưởng một phân tiền không cho, liền tống cổ ta. Phó Lập Chí cười nhạt, liền ngươi còn muốn tiền. Bạch Tiểu Hà da mặt vặn vẹo hạ, nàng đã biết, chính mình đã từng làm thực xin lỗi Phó Lập Chí sự tình, bị Vương Bằng tất cả đều đổ đi ra ngoài. Thậm chí, liền nàng trong bụng hài tử, là Vương Bằng sự tình, Phó Lập Chí cũng biết, tuy là nàng lại mặt dày vô sĩ, cũng minh bạch việc này nàng không chiếm lý, nếu này nam nhân muốn cáo nàng, không nói được nàng còn muốn tội thêm nhất đẳng, tuy nói hiện tại làm giày rách sẽ không, nhưng lao vẫn phải làm. Nghĩ đến đây, Bạch Tiểu Hà theo bản năng liền bưng kín bụng. Bởi vì nàng mang thai, tuy rằng những cái đó cảnh sát thực khinh bỉ nàng, lại vẫn là tận trách cùng nàng giải thích, chỉ cần nàng ở vào mang thai hoặc bú sữa kỳ, như vậy nàng là có thể bị người nhà tạm thời nộp tiền bảo lãnh đi ra ngoài. Hết thảy chờ nàng qua bú sữa kỳ lại nói, Cụ thể nàng không phải thực hiểu, nhưng Bạch Tiểu Hà biết, đây là nàng duy nhất cơ hội. Chỉ là chính mình người nhà chết đòi tiền bản chất, Bạch Tiểu Hà vẫn là rất rõ ràng, nếu nàng ly hôn không chiếm được tiền, đừng nói nộp tiền bảo lãnh nàng, hận không thể không quen biết nàng còn kém không nhiều lắm. Hài tử Đúng rồi, hài tử Bạch Tiểu Hà che lại bụng nhỏ, như là bưng kính cái gì bù hộ mệnh, nàng đáy mắt có cuối cùng điên cuồng, muốn ta ly hôn cũng có thể, ngươi cho ta 10 vạn. Không, ngươi cho ta 20 vạn, ta lập tức ký tên, cái này tiền đối với ngươi mà nói không tính nhiều, ta cũng không quá đáng, ngươi đừng quên, chúng ta còn có phương phương, ngươi là phụ thân hắn, ngươi không thể mặc kệ nàng, này tiền coi như là ta cấp phương phương muốn. Phó lập chí lạnh nhạt nhìn trước mắt tham lam nữ nhân, cái gì cũng chưa nói, chỉ ở Bạch Tiểu Hà khó hiểu trong ánh mắt, lại đệ một phần văn kiện cho nàng. Bạch Tiểu Hà không hiểu này phân văn kiện mặt trên số liệu, thẳng đến phiên đến nhất phía dưới một tờ, liền nhìn đến mặt trên viết. Không duy trì phó lập chí vì phó Phương Phương sinh vật học phụ thân. Bạch Tiểu Hà chỉ cảm thấy trong cổ họng khô khốc khó nhịn, sau một lúc lâu, nàng run rẩy tay, nhéo cái biết cái không báo cáo, ôm cuối cùng một tia mong đợi nhìn về phía phó lập chí, trung giọng dò hỏi, "Này, này, là có ý tứ gì?" Phó lập chí bình tĩnh nói, "Ở ngươi cùng ta nói, ngươi lại lần nữa mang thai sau, ta liền cầm Phương Phương kia hài tử tóc, đưa đi cản thành kiểm tra rồi, nga, chuyên nghiệp tên kêu DNA giám định." ngươi ước chừng không biết, mấy năm trước, cũng đã có thể thông qua một cây tóc, kiểm nghiệm ra hài tử có phải hay không thân sinh, thế nào? Kinh hỉ không? Thần không thần kỳ. Thần kỳ mẹ ngươi. Bạch Tiểu Hà quả thực muốn chọc giận điên, nàng nào biết đâu rằng trên đời này còn có như vậy tà môn kiểm tra, giờ khắc này, nàng liền cảm thấy, chính mình hết thảy tính kế cùng đắc chí, quả thực là cái chê cười. Liền ở Bạch Tiểu Hà há mồm thở dốc, sắp không chịu nổi đã kích ngất xỉu đi khi, Phó Lập Chí lại theo một câu, "Nga, đã quên theo như ngươi nói, chính nhiều năm trước, lão tử liền buộc garo, cho nên phương phương việc này cũng muốn cảm tạ ngươi, nếu không phải ngươi nói cho ta, ngươi mang thai, ta khả năng cả đời cũng sẽ không hoài nghi phương phương." Nói tới đây, Phó Lập Chí không hề xem Bạch Tiểu Hà, hắn phủi phủi trên vai, như là muốn phất đi thứ đồ dơ gì, làm lơ Bạch Tiểu Hà phẫn nộ âm độc ánh mắt, quay đầu liền đi. Ở sắp đi tới cửa thời điểm, làm như lại nghĩ tới cái gì, nam nhân đầu cũng không quay lại, chỉ là lượt hạ cuối cùng một câu, ngươi biết ta, nếu buổi tối ta không thể thu được ngươi ly hôn hiệp nghị, người nhà ngươi bên kia. Ngươi hiểu được. Bạch Tiểu Hà không ngu ngốc, tự nhiên nghe minh bạch nam nhân chưa hết uy hiếp, nếu nàng không ký tên, như vậy nàng liền đợi không được người nhà tới nộp tiền bảo lãnh. Nói đến nàng cũng là kẻ tàn nhẫn, nhanh chóng suy nghĩ cẩn thận này trong đó lợi và hại sau, trước nay đều không ngu bạch Tiểu Hà, đều không có chờ đến buổi tối, lập tức cùng trông coi ở bên cạnh, vẻ mặt khinh thường cảnh sát muốn một chi bút, nhanh chóng thêm hảo tự. Sau đó không hề xem một cái, cẩn thận ôm bụng, về tới lâm thời giam giữ địa phương. Chuyện tới hiện giờ, thật lớn vẫn nộ qua đi, Bạch Tiểu Hà ngược lại bình tĩnh xuống dưới, nàng biết, chỉ cần nàng trong bụng này một miếng thịt ở, nàng rất có khả năng liền không cần ngồi tù. Cho nên, chẳng sợ giờ phút này nàng chán ghét chết trong bụng hài tử, lại chỉ có thể đem hắn trở thành bảo, hảo hảo che chở. Nằm ở lại ngạnh lại hẹp trên giường gỗ, Bạch Tiểu Hà ngơ ngẩn nhìn chầm chầm phía trên, trong lòng nảy sinh ác độc, chờ sau khi rời khỏi đây, nhất định phải thông đồng một cái so phó gia lợi hại hơn nam nhân, đến lúc đó chính là nàng báo thù trở về thời điểm. Tuy nói bận về việc chính mình những cái đó chó má sụp đổ sự tình, nhưng là phó lập chí bất thời giờ liền sẽ hướng lão thái thái bên này chạy, ai làm nhi tử ở đâu. Hôm nay buổi tối, phó lập chí lại một lần sách theo bao lớn bao nhỏ thứ cốt lại đây, tiếng phòng liền theo bản năng bắt đầu tìm kiếm nhi tử, không thấy được người, hắn mới thất vọng nhìn về phía ngồi ở trên sofa, nhìn báo chí lão phụ thân dò hỏi, ba, tiểu nhị đâu? Phó công lúc này mới dương mắt liếc hắn liếc mắt một cái, mẹ ngươi lãnh hai tiểu nhân đi ra ngoài la cà, nhưng thật ra ngươi, hai ngày này như thế nào luôn trở về? Từ mấy ngày hôm trước cháu gái đại tác phẩm bán 3.8 vạn, thẩm bội lan đốn cảm thấy dương mi thổ khí, không phải mang theo hài tử đi ra ngoài mua mua mua, chính là mang theo hài tử đi trong viện chuyển động, đặc biệt thích đi những cái đó nói qua toan lời nói nhân gia, nhưng đem lão thái thái đắc ý hỏng rồi. Phó lập chí như là không nghe ra phụ thân ghét bỏ, buông trên tay đồ vật, cười ngồi vào lão gia tử đối diện, tranh công nói, ta cấp tiểu nhị định xe, hôm nay tới rồi, liền chạy nhanh cho hắn đưa tới. Người khác nếu là như vậy quán hài tử, phó công tất nhiên sẽ nói thượng vài câu, nhưng là nhị tôn tử từ nhỏ hiểu chuyện, cho nên lão gia tử chỉ là nhíu hạ mi, liền không nói cái gì nữa. Mà là buông báo chí, Đạm Thanh hỏi, ta nghe nói Bạch Tiểu Hà ngày hôm qua sinh non. Phó Lập Chí vì chính mình thêm chén nước trà, nghe vậy cười hướng lão gia tử so cái ngón cái, ba, ngày này tin tức còn rất linh thông. Phó Côn Trừng mắt, nếu không phải ngươi cái thằng nhóc chết tiệt nháo ra như vậy mất mặt sự, lão tử đến nổi kéo xuống mặt già, tìm ông bạn già muốn tin tức sao. Nghe vậy, Phó Lập Chí cực nhã biểu tình không cấm trệ trệ. Phó Lập Chí vẫn luôn biết, người nhà nhìn ghét bỏ hắn, kỳ thật sau lưng vẫn luôn chú ý hắn, ngay cả cái kia bị hắn thương tổn nhi tử, có lẽ là lo lắng cho mình gần nhất đã chịu đã kích quá lớn, tuy rằng như cũ không thích, lại cũng nhẫn nại tính tình không hề trốn hắn. Nghĩ vậy chút năm, bởi vì hắn cứ bạch tiểu hà cấp trong nhà mang đến không ít trò cười, hắn khó được ở phụ thân trước mặt lộ ra yếu ớt, ba, thực xin lỗi, ngần ấy năm. Nhi tử cho các ngươi mất mặt. Hắn đã từng thực thất bại, về sau, hắn sẽ nỗ lực làm một cái hảo nhi tử, hảo phụ thân. Hơn 40 tuổi đại nam nhân, còn làm nũng, lão gia tử lại thở dài một hơi, ở nhi tử đáng thương vô cùng vọng lại đây thời điểm, nâng lên tay. Bang! Một tiếng, liền phách về phía hắn tráng, độ một trách mắng, làm cái gì cái này biểu tình. Hù dọa ai đâu? Ai chê ngươi mất mặt? Phó lập chí không hề phòng bị bị như vậy lập tức, cả người đều không tốt, nam nhân nghe răng trợn mắt che lại đầu, chỉ cảm thấy đầu óc ầm ầm vang lên, lão gia tử tấu khởi người tới uy lực như cũ không giảm năm đó a, à, đau chết hắn một cái tác chụp đi nhi tử trên người nản lòng, thấy hắn lại khôi phục ngày xưa không hề hình tượng tác phong, phó côn ám nhẹ nhàng thở ra, lại cầm lấy một bên báo chí triển khai, làm bộ lơ đảng hỏi, kia nữ sinh non không phải ngươi làm đi? phó lập chí vô ngữ mắt trợn trắng, sao có thể a? À, nhi tử lại không đàng hoàng, cũng sẽ không đối vô tội sinh mệnh động thủ. hừ, vậy là tốt rồi. nếu là ngươi thật làm, lão tử mới không nhận ngươi đứa con trai này. làm sai sự không sợ, nhưng là người không thể ném đế hạng. Tuy rằng lão gia tử cũng hận kia bạch tiểu hà, nhưng là nhất không biết cố gắng vẫn là nhi tử, chính mình nhi tử mắt mù, hắn muốn ở bạch tiểu hà trên người xả giận, bao che cho con lão gia tử tỏ vẻ không phản đối, nhưng là, bạch tiểu liên trong bụng kia khối thịt, không thể từ phó gia người động. Phó lập chí xã môi, là vương bằng gọi người động tay, nghe nói hắn ở bên ngoài tiểu đệ, giúp hắn nghe được, bạch tiểu hà khả năng bởi vì mang thai, tránh được hình pháp, ít nhất một năm rưỡi trong vòng, sẽ không bị hình phạt, thậm chí còn có thể cùng giống như người không có việc gì ở tại bên ngoài. Vương bằng nhiều hiểu biết Bạch Tiểu Hà kia nữ nhân A, có thủ đoạn có tâm kế, một năm rưỡi thời gian quá dài, liền tính không đủ nàng xoay người, cũng đủ nàng lại lần nữa thông đồng nam nhân, mang nàng thoát đi quốc nội, đến lúc đó nàng nếu là nhập cư trái phép đến nước ngoài đi, ai còn có thể tìm được. Trái lại chính mình, hắn đã hỏi qua cảnh sát, liền tính không có ở tù chung thân, cũng có mười mấy hai mươi năm lao ngục tai ương, chờ ra tới thời điểm, hắn đều 60 xuất đầu, nhật tử còn có cái gì hy vọng. Lúc này vương bằng, cùng với nói hận phó lập chí, hắn càng hận ngược lại là Bạch Tiểu Hà, nếu không phải Bạch Tiểu Hà thông đồng hắn, hắn hiện tại còn ở bên ngoài tiêu giao tự tại. Đối với Bạch Tiểu Hà trong bụng kia một miếng thịt, vương bằng căn bản không để bụng, hắn cũng là có gia thất người, thành niên nhi tử đều hai cái. Trước kia chướng bắt thê tử cùng hài tử, hiện tại lại bởi vì có thê tử hài tử, kêu hắn đối Bạch Tiểu Hà trong bụng hài tử tàn nhẫn đến hạ tâm cho nên hắn liền làm trước kia tiểu đệ hỗ trợ nhìn chằm chằm bạch tiểu hà hơn nữa cho bạch tiểu hà đệ đệ 500 đồng tiền ở bạch tiểu hà người nhà tới làm nộp tiền bảo lãnh thời điểm nàng kia thấy tiền sáng mắt đệ đệ trực tiếp đem bạch tiểu hà vướng ngã thả vì vạn vô nhất thất bạch tiểu hà kia đệ đệ càng là làm bộ vô tình một chân dẫm lên bạch tiểu hà trên bụng hài tử không đưa đến bệnh viện liền rớt cái này hảo nộp tiền bảo lãnh cũng không cần chờ dưỡng hảo thân mình trực tiếp có thể hình phạt rốt cuộc nàng cùng vương bằng hợp mưu giết người là sự thật phạm tội. Đến nỗi có hy vọng, cuối cùng lại bị thân đệ đệ, vô tình, dẫm diệt sau Bạch Tiểu Hà sẽ là như thế nào điên cuồng, đã không còn là phó lập chí yêu cầu để ý sự tình. Hôm nay là các cường đi vào thành phố Di ngày thứ 10, cũng là nàng cùng ca ca chuẩn bị hồi thành phố ép Nhật Tử. Bởi vì phó lập chí tặng phó khuê một chiếc xe jeep, cho nên bọn họ trở về liền không có lại ngồi xe lửa, mà là từ phó khuê lái xe trở về. Hai bên khoảng cách khá xa, Lái xe ước chừng sau ngồi xe lửa dùng nhiều gấp đôi thời gian, lão gia tử bọn họ tự nhiên không yên tâm, cuối cùng vẫn là phó lập chí làm chính mình trợ lý bồi chạy một chuyến, dặn dò nhà mình trợ lý đã đem hai đứa nhỏ đưa đến thành phố S khu, hắn lại ngồi xe lửa trở về. Tuy rằng phó khuê không phải rất tưởng phiền toái người khác, nhưng là khi trợ lý thản ngôn lão bản cấp quá nhiều, hắn rất vui lòng kiếm cái này khoản thu nhập thêm. Thậm chí vẻ mặt ngươi nếu không phải không cho ta đi, chính là trở người phát tài lộ, thực không địa đạo vân vân. Thiếu niên cũng chỉ đến bất đắc dĩ đáp ứng xuống dưới. Có người trợ lý đồng hành, không thể không nói, Phó Khuê vẫn là yên tâm rất nhiều. Thiếu niên vẫn luôn biết, phụ thân đơn vị, có không ít công nhân đều là xuất ngũ quân nhân, đặc biệt vị này trợ lý ở các phương diện đều là hiếm có nhân tài, cùng với nói là trợ lý, kỳ thật càng như là một người bảo tiêu. Thập niên 80 Trung Kỳ, một mình lái xe lên đường, là không nhiều an toàn một sự kiện, nửa đường cướp đường người không tính thiếu. Nếu là Phó Khuê chính mình một người, hắn nhưng thật ra không sợ, nhưng là tiểu cô nương ở, so với không thành thục thể hiện, thiếu niên càng để ý nhà hắn ý ý an toàn. Đãi hết thảy chuẩn bị ổn thỏa sau, phó khuê cùng các tường cười vẫy tay từ biệt. Thân nhân, bước lên trở về thành chi lộ. Cùng mẫu thân phân biệt tiểu 10 ngày, tuy rằng mỗi ngày đều sẽ thông điện thoại, thành phố Di cũng thực hảo chơi, nhưng là các tường vẫn là nhớ nhà. Này không! Xe chạy sau khi rời khỏi đây, nàng thực mau liền bình phục biệt ly khó chịu, trong lòng chỉ còn lại lòng tràn đầy cùng ba mẹ gặp mặt vui mừng. Chương 62 chương 62 Các tuyết từ trong lúc ngủ mơ bừng tỉnh. Quay đầu hướng ngoài cửa sổ nhìn lại, phát hiện thiên đã hơi lộ ra ra đạm bạch. Nguyên lai là mộng A. À. Tuy rằng là mộng, các tuyết cũng không có buồn ngủ, nàng nhẹ nhàng hư ra một hơi, vừa mới chuẩn bị rời giường, bên cạnh nam nhân liền duỗi tay ôm lấy nàng eo, đem người mang tiếng trong lòng ngực, ách tiếng nói hỏi, như thế nào tỉnh, trượng phu gần nhất thực vất vả, mỗi ngày bận bận rộn rộn, đi sớm về trễ, các tuyết không hảo bởi vì một giấc mộng cảnh nói cái gì, liền chỉ hồi ôm lấy hắn eo, đem mặt vùi vào trong lòng ngực hắn, nhẹ giọng hồi, không có việc gì, chỉ là làm giấc mộng. Phó Lập Thành trầm mặt vài giây, cúi đầu hôn hôn thê tử phát đỉnh, sau đó xoay người rời giường, liền ánh ban mai lờ mờ, nhanh chóng vì nàng vọc một ly sữa bò. Nước ấm hồ thủy ôm trải qua một đêm thời gian, đã không tính năng, nam nhân trước nhấp một ngụm, xác định độ ấm thích hợp sau, mới lại về tới mép giường. Trên giường các tuyết đã ngồi dậy, nàng đã thói quen bị nam nhân như vậy chiếu cố. Cho nên ở trượng phu đem trà lưu đưa qua thời điểm, các tuyết chưa nói cái gì, trực tiếp nhận lấy, cái miệng nhỏ cái miệng nhỏ uống, lúc này nàng cũng xác thật có chút đói. Phó Lập Thành ngồi ở mép giường, giúp nàng đem có chút hỗn độn tóc hướng phía sau khẩy khẩy, chờ thê tử uống xong sữa bò, lại đem trà lưu phóng tới một bên trên tủ đầu giường, mới ôm lấy người ngủ xuống dưới chờ hai người điều chỉnh tốt thoải mái tư thế sau, nam nhân nhẹ nhàng chụp vỗ về thê tử phía sau lưng, nhẹ giọng hỏi, mơ thấy cái gì? Nếu hai người đều thanh tĩnh, các tuyết cũng không giấu giếm nữa, ta mơ thấy tiểu nhị cùng ý ý gặp được ngoài ý muốn, cụ thể sự tình gì, không lớn nhớ rõ, chỉ biết bọn họ không có nguy hiểm, lại muốn nhìn rõ ràng khi, liền tĩnh, ước chừng là ta tưởng bọn nhỏ. Tối tâm trung, phó lập thành ánh mắt ám ám, chụp vỗ thê tử tiết tấu lại một chút chưa loạn, ngược lại cười trấn an, mộng đều là phản không nói tiểu nhị duỗi tay không tồi ta khuê nữ cũng không phải tay trói gà không chặt nhị ca cũng phái người đi theo nói nữa ta trước một thời gian nhìn chu công giải trong mộng mơ thấy con cái gặp được nguy hiểm hơn nữa có thể hóa hiểm vi di đại biểu phải có tài vận cho nên tuyết tuyết phú bà yên tâm đi các tuyết cũng chút ngượng ngùng cọ cọ trượng phu ngực ngươi còn xem chu công giải mộng a bất quá ngươi nói như vậy ta liền an tâm rồi là ta có chút chuyện bé xé ra to một giấc mộng mà thôi không có việc gì, ngủ đi, ngủ tiếp trong chốc lát. Ân. Qua một hồi lâu, nghe thê tử dần dần nhẹ nhàng tiếng hít thở, phó lập thành nhưng thật ra đã không có buồn ngủ, tối tâm trong hoàn cảnh, hắn mày nhíu chặt. Cũng không biết kia hai hài tử đến nơi nào. Đôi khi, thân nhân chi gian cảnh trong mơ chính là một loại nhắc nhở. Các tường bọn họ đích xác gặp được không tốt lắm sự tình. Xuất phát ngày hôm sau, ước chừng buổi sáng 8 giờ, về nhà lộ trình qua đi một nửa khi, ở một cái đại đạo thường, bọn họ xui xẻo gặp được cướp đường. Nhìn cách đó không xa cầm khảm đao bảy tám cái nam nhân, bên trong xe ba người tự hồ còn có chút không thể tiếp thu chính mình xui xẻo vận khí. Trợ lý đường quân dẫm hạ phanh lại, bảo câu thô khẩu, không thể tưởng tượng nói, ta rõ ràng tuyển chính là đại lộ, cũng không đi đêm lộ, tự nhiên còn có thể gặp được cướp đường, phía trước ta những cái đó huynh đệ cùng ta nói, hiện tại này đó cướp đường thực kiêu ngạo, ta còn không lớn rõ ràng kiêu ngạo tới rồi cái gì trình độ, hôm nay ta xem như trường kiến thức trước kia ta cùng lão bản đi ra ngoài cũng gặp được quá rất nhiều lần nhưng là khi đó đều là ở trên đường nhỏ các ngươi nhìn một cái hiện tại nhóm người này này nơi nào là kiêu ngạo a à, quả thực chính là vô pháp vô thiên táo bạo sau nhìn cười giữ tận hướng về bọn họ bước đi tới mấy cái cao tráng nam nhân đường quân mặt mày một lệ trầm giọng phân phó nói các ngươi ngồi ổn lúc này không thể xuống xe chúng ta chỉ có thể tiến lên phó khuê cùng các tường tuổi tuy rằng tiểu nhưng là cũng sẽ không rớt dây xích sinh ra một ít trâu ria đồng tình, đụng vào người như vậy, bọn họ cũng sẽ không ấy nấy. Cao lớn thiếu niên trực tiếp đem, ngồi ở chính mình bên cạnh tiểu cô nương ôm chặt trong ngực trung, lo lắng tiểu cô nương nhìn đến cái gì huyết tinh hình ảnh bị dọa đến, nghĩ nghĩ, lại đem nàng đầu nhỏ ấn tiếng chính mình trong lòng ngực. Phó khuê tắt mí mắt cũng chưa chớp một chút, gắt cao nhìn chầm chầm phía trước. Liền sắp tới sắp sửa đụng phải đi nháy mắt, phó khuê đồng tử đột nhiên co rút, một tiếng quát lớn, dừng xe. Này sương đường quân phản ứng cũng thật nhanh chóng, thiếu niên giọng nói rơi xuống thời điểm, đã đột nhiên dẫm ở phanh lại. Cấp tốc hạ mảnh phanh xe, quán tính quá lớn, ba người tất cả đều khống chế không được đi phía trước lao xuống, cũng may đằng trước làm đủ trong lòng chuẩn bị, kịp thời bắt được cửa xe phía trên bắt tay, may mắn cũng chưa đã chịu cái gì thương. Thời gian cấp bách, mấy người không kịp quan tâm lẫn nhau bị thương cùng không, bởi vì bên ngoài người đã cầm đao, hùng hùng hổ hổ uy hiếp mấy người xuống xe, hơn nữa làm ra một lời không hợp liền phải chém xe tư thế. Đường quân sắc mặt khó coi, không đến vạn bất đắc dĩ, tự nhiên sẽ không ngây ngốc xuống xe, nếu con đường phía trước không thông, như vậy chỉ có thể đem xe sau này đảo. Nhưng mà, không biết khi nào, mặt sau trên đường cùng phía trước giống nhau, nằm hai tên lão nhân, trực tiếp đem trước sau lộ đều trắng gắt gao. Đường quân mạnh mẽ chụp phía dưới hướng bàn, cả giận nói, mẹ nó, đây là có bị mà đến. Nói, đường quân quay đầu lại đối với phó khuê phân phó nói, chờ ta xuống xe đem mấy người kia kiềm chế, ngươi chạy nhanh lái xe chạy lấy người, không cần phải xen vào ta, ta có năng lực thoát thân. Đối với đường quân năng lực, phó khuê vẫn là tin tưởng, nhưng là nhìn ngoài xe hung thần ác sát mấy người, hắn không cảm thấy cái này cái gọi là thoát thân có thể lông tóc không tổn hao gì. Tư cập này, phó khuê cái gì cũng chưa nói, mà là trực tiếp từ xe dưới tòa mặt rút ra hai căn côn sắt, đây là phụ thân cho hắn chuẩn bị, không nghĩ tới thật sự sẽ dùng tới cho đường quân một cây sau, quay đầu liền nhìn đến bên ngoài đạo tặc đã dơ lên cao khởi trên tay đao, tính toán chém môn. Phó khuê mắt phượng trung lạnh lẽo một mảnh, đây chính là xe mới, thiếu niên tỏ vẻ chém hắn đến nhiều đau lòng. Tư cập này, hắn không hề trì hoãn, một cái mạnh mẽ đột nhiên đẩy ra cửa xe, trực tiếp đem chuẩn bị chém lại đây đạo tặc cấp đâm sau này ngưỡng đảo. Phó khuê cũng nương cái này khe hở bay nhanh lao xuống xe, mạnh mẽ đóng cửa lại đồng thời, thiếu niên vội vàng bỏ xuống một câu lời nói, ý ý đừng xuống xe. Vừa dứt lời hạ, hắn đã cùng bên ngoài mấy cái cùng hung cực ác nam nhân dằn co lên. Đường quân nơi nào nghĩ đến thiếu niên như vậy mãn, thảo một tiếng, cầm lên vũ khí cũng đi xuống hướng. Hai người đều là có chút bản lĩnh, không đề cập tới từ nhỏ đã bị tiểu thúc tham gia quân ngũ viên huấn luyện phó khuê, ngay cả đường quân cũng là giải nghệ bộ đội đặc chủng. Bất luận là cách đấu kỹ xảo, vẫn là lẫn nhau gian tính nhiệm, hai người thực mau liền ăn ý dựa lưng vào nhau, hành thành nhất thích hợp nên địch trận thức, linh hoạt cùng đối phương truyền đấu nhưng mà bọn họ hung mãnh đối phương cũng không yếu, đặc biệt bọn họ có 7-8 cá nhân, thả mỗi người trên tay còn cầm lực sát thương không nhỏ vũ khí, thậm chí trong đó một người trong tay lấy vẫn là một phen có chút cũ nát. Lúc này, còn không có được đến nghiêm khắc quản không hạn chế, rất nhiều đương quá dân binh nông gia đều có, tuy nói súng ống cũ xưa, cùng hiện tại súng ống công kích tính năng không thể so sánh, nhưng là thương chính là thương. Người nọ đứng ở cách đó không xa, dơ thương nhắm ngay bọn họ bên này, làm hai người ứng phó bảy tám cái hung hãn đạo tặc đồng thời còn muốn thời khắc cảnh giác cầm súng người động tác cho nên tuy là hai người duỗi tay đều không tồi nhất thời cũng lâm vào cục diện bế tắc tránh ở trong xe các tường đem ca ca cùng đường thúc thúc khốn cảnh xem ở trong mắt nàng trải qua ngắn ngủi hoảng loạn sau lập tức mệnh lệnh chính mình bình tĩnh xuống dưới lúc này hoảng không được ở trong lòng lại lần nữa thúc giục đoàn tử đồng thời nàng khó khăn tìm được cơ hội lặng lẽ mở ra bên kia cửa xe thừa cơ lưu đi xuống sau đó mượn từ xe che đậy, ngồi xổm xuống thân mình, cắt gao nhìn chầm chầm cầm súng người nọ. Có lẽ là không nghĩ tới sẽ gặp được ngạnh tra, bị đánh cướp người không có bị thương, nhưng thật ra người một nhà bên này đã ngã xuống đi ba cái, côn sắt gõ ở trên người, kia cũng không phải là giống nhau đau xót, ít nhất cũng là nước xương. Cho nên lúc này ngã trên mặt đất đạo tặc, đã không có đứng lên năng lực, toàn bộ ôm chân kêu thảm thiết liên tục. Một màn này mang đến nguy cơ không nhỏ, kia vốn dĩ chỉ tính toán làm kinh sợ cầm súng người, bắt đầu điều chỉnh họng súng phương hướng, hiển nhiên là muốn đau hạ sát thủ. Các tường gắt gao cắn môi, cũng ở ngay lúc này, nàng mới hiểu được, vì cái gì đường thúc thúc không có nói ra tiêu tiền tiêu tai. Hắn tất nhiên là hiểu biết nhóm người này cùng hung cực ác trình độ, bọn họ không chỉ có đòi tiền muốn xe, còn muốn nhổ cỏ tận gốc, rốt cuộc trên thế giới này chỉ có người chết mới có thể bảo vệ cho bí mật. Có thể ở thời đại này có được ô tô, ngốc tử đều biết trong nhà không đơn giản, nếu cướp bóc xong liền thả người đi, sớm muộn gì sẽ gặp được trở về trả thù. Càng muốn, các tường khuôn mặt nhỏ càng nhăn nheo, cũng không biết bọn họ này mấy người là đệ mấy phê kẻ xui xẻo, bất quá xem này đó ác đồ hung hãn thả không chút nào cố kỵ bộ dáng, hiển nhiên không phải một hai lần. Vẫn luôn ngồi xổm cũng không phải cái biện pháp, nàng cần thiết hỗ trợ mới được, bằng không thời gian lâu rồi đối ca ca bọn họ thực bất lợi. Các tường bái xe pha lê cẩn thận lại quan sát một chút ca ca bên kia, phát hiện bọn họ cũng chú ý tới cầm súng người chuẩn bị động thủ, đang ở nhanh chóng biến hóa phương vị hảo kêu kia cầm súng người không hảo nhắm chuẩn thấy một màn này các tường hơi chút thả lỏng một chút sau đó lại ở trong lòng thúc giục bay ra đi tìm tiểu đồng bọn đoàn tử nôn nóng hỏi đoàn tử nhanh lên a ngươi còn muốn bao lâu tới rồi tới rồi lập tức liền đến nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh đoàn tử mới vừa nói xong lời nói không bao lâu không trung phần phật liền bay qua tới mấy trăm chỉ điểu tới gần phương nam mảnh đất cơ bản đều là thể tích tiểu nhân chim sẻ, hỷ thước linh tinh, khởi không đến cái gì công kích hiệu quả, nhưng là quấy nhiễu cũng đủ rồi. Đoàn tử tính tình thực giảo hoạt, trả thù tâm cũng trọng, tục xưng lòng dạ hẹp hòi, nó cũng không cho này đó chim chóc mạo hiểm, chỉ là phân phó chúng nó hướng những người đó trên đầu trên người ị phân. Không ngừng phân đạn từ không trung rơi xuống, thả đều tin chuẩn nện ở kia mấy người trên đầu trên người, nhất thời đem mấy người ghê tởm quá sức, nơi nào còn lo lắng bên, sôi nổi bắt đầu mắng tránh né nhưng là những cái đó điểu liền cùng có thể phân chia tốt xấu người giống nhau mỗi cái bọn bắt cóc trên đỉnh đầu không đều xoay quanh mấy chục chỉ điểu thật thật là đi đến nào theo tới nào ngay cả nằm trên mặt đất mấy cái người già cũng chưa có thể tránh được cứt chim tập kích không nói lực sát thương như thế nào đi dù sao vũ nhục tính rất cường tương so với mấy cái tuổi trẻ hùng hùng hổ hổ đạo tặc các lão nhân càng thêm mê tín thậm chí bắt đầu thần thần đạo đạo dập đầu trong miệng thẳng hô báo ứng a ông trời nhìn không được a ta liền nói không thể làm như vậy, đây đều là lòng dạ hiểm độc tiền A. À. Xong rồi, đều xong rồi, ông trời hiển linh. Bồ Tát tha mạng A, à, ta cũng không dám nữa. Nhìn mấy cái lão nhân lúc này nhưng thật ra giống cái người bị hại giống nhau, khóc lóc thảm thiết sám hối, các tường chỉ cảm thấy châm chọc. Bất quá. Tiểu cô nương nắm cái mũi, đoàn tử này nhất chiêu cũng quá cách ứng người, liền bọn họ chính mình đều có chút khiên không được, này ước chừng chính là cái gọi là thượng đã thương địch thủ một ngàn, tự tổn hại 800. Đường quân nhìn chầm chầm bị chúng chim sẻ truy kích, kéo cả người tanh tử chạy vắt dò lên cổ mấy cái cái hán tử, nhìn nhìn lại chính mình cùng phó khuê trên người sạch sẽ, hắn nhịn không được phát ra linh hồn chỗ sâu trong hò hét, này. Hiện tại liền chim sẻ cũng có tinh thần trọng nghĩa sao? Nghe vậy phó khuê ánh mắt lóe lóe, hẳn là có người chăn nuôi đi, liền cùng huấn luyện bồ câu anh vũ như vậy, bộ đội không cũng huấn luyện cảnh quyển. Đường quân. Nói như vậy giống như cũng không sai có chút điểu còn sẽ nói tiếng người đâu, có lẽ thật là chính mình ít thấy việc lạ. Bất quá hiện giờ không phải nghiên cứu cái này thời điểm, mặc kệ là nào lộ thần tiên ban vội, bọn họ đều phải cảm tạ, hơn nữa, sấn hắn bệnh muốn hắn mệnh, những lời này là chân lý. Như vậy nghĩ, đường quân cũng không rảnh lo chính mình có khả năng bị này đó chim sẻ ngộ thương, sách theo côn sắt cuối người vọt qua đi, đối với đã bị càng ngày càng nhiều điểu đàn vây quanh, mấy người chân bộ hung hăng tạp qua đi. Chỉ nghe răng rắc răng rắc vài tiếng vang, mấy cái đạo tặc thực mau cũng ngã xuống đất gia nhập phía trước kêu trên ba người giữa cùng lúc đó phó khuê tắt hướng đối với không trung nổ súng đuổi điểu nam nhân tiến lên thực hiển nhiên hắn là này giúp đạo tặc dẫn đầu chỉ là còn không đợi thiếu niên đánh lén đến nam nhân kia dư quang liền thấy bên cạnh vụt ra tới một đạo nhỏ xinh thân ảnh kia thân ảnh nương điểu đàn che đậy nhanh chóng hướng tới cầm súng người phóng đi này trong nháy mắt phó khuê chỉ cảm thấy chính mình trái tim đều phải bị cái kia vô pháp vô thiên tiểu nha đầu sợ tới mức sậu ngừng thiếu niên khóe mắt muốn nứt ra, trong đầu không còn có bên, chỉ dư một ý niệm, đó chính là dùng hết toàn lực hướng bên kia chạy, nhất định phải ngăn trở kia không biết sống chết nha đầu thúi. Lại không nghĩ, nha đầu thúi chân đoạn về đoạn, nhưng là chạy lên so con thỏ còn nhanh. Hắn chỉ, có thể trơ mắt thấy kia tiểu nha đầu lẻn đến cái kia cầm súng nhân thân biên, một giây cũng không tạm dừng nhảy lên đứng dậy, thừa dịp cao cao nhảy lên khi sung lượng, một đôi chân nhắm ngay nam nhân ngực hung hăng vừa dẫm này hai chân lực đạo thật là không nhỏ, đem cao to đạo tặc đặng lùi lại vài bước, cũng không có thể ổn định thân mình, trực tiếp ngã trên mặt đất, phát ra phanh một thanh âm vang lên. Mà đánh lén thành công tiểu cô nương, không trung một cái xoay người vững vàng dừng ở một bên, nhanh chóng từ quan ngã ngốc nam nhân trong tay đoạt qua thương. Cũng vào lúc này, khi nam nhân mới hậu tri hậu giác bị cả người đau nhức đổi về tự hỏi năng lực, hắn theo bản năng há mồm kêu rên, lại không biết có phải hay không cố ý, một con chim sẻ vừa lúc nhắm ngay hắn miệng, bình tĩnh kéo xuống một đống phân, khi trường hợp. Nhìn quỳ rạp trên mặt đất, thủ sẵn cổ họng nôn mửa nam nhân, các tường tinh xảo khuôn mặt nhỏ vạn vẹo hạ, liền dây biến ngoan ngoãn đem súng ống bối ở sau người, sau đó ngây thơ nhìn về phía đã đi vào chính mình bên người thiếu niên, ngẩng đầu lên, ngón tay nhỏ trên mặt đất thê thảm nam nhân cáo trạng nói, ca, thương là hư, hắn hù dọa chúng ta. Phó khuê lạnh lùng nhìn chầm chầm tiểu nha đầu, trong ánh mắt đều là khiển trách, khiển trách nàng lỗ mãn. Các tường nhịn không được có chút chột dạ, nàng là thật sự có nắm chắc. Vì dời đi bị thiếu niên nhìn chăm chú, nàng trong mắt dạo qua một vòng, đột nhiên lại chỉ chỉ kia bi thảm nam nhân, cáo trạng, ca, hắn ăn phân. Nôn. Vốn dĩ tính toán tấu tiểu hài tử phó khuê một mặt. Ta cảm ơn ngươi. Chương 63 chương 63. Hiện tại làm sao bây giờ? Các tường tiếp tục nói sang chuyện khác, dù sao thu sau tính sổ gì đó tốt nhất không cần, nói nữa, đoàn tử này phiên thao tác cũng là nàng không có tưởng tượng đến A, à, liền hảo gia hỏa. Mỗ tiểu cô nương hoàn toàn không phản ứng lại đây, thiếu niên tức giận căn bản là không phải đoàn tử hành vi, mà là nàng lỗ mãn. Phó khuê liếc tiểu nha đầu liếc mắt một cái, rốt cuộc không nói cái gì nữa, dù sao về sau có rất nhiều thời gian tính sổ, không vội nhất thời. Hắn nhìn về phía đường quân, đường thúc, những người này cần thiết đưa đến đồn công an. Đường quân hung hăng phun ra một ngụm trọc khí, thẳng đến này trong chốc lát mới hoàn toàn yên lòng hắn gật đầu cần thiết đưa đồn công an xem bọn họ vừa rồi tàn nhẫn kính trên tay án tử cũng không ít nói không chừng còn có thể dắt ra mặt sau cá lớn đường quân tuy ở cùng người thiếu niên nói chuyện dư quan nhưng vẫn lưu ý phía trước cầm súng người nọ quả nhiên ở hắn nói xong lời này khi từ người nọ trên mặt bắt giữ tới rồi rất nhỏ biến hóa hắn thầm mắng câu thô tục bắt đầu ngay tại chỗ lấy tài liệu dùng dây đằng đem những người này tay chân toàn bộ bó thượng liền kia mấy cái không bị thương lão nhân cũng không buông tha. Bó người tốt sau, đường quân dùng cánh tay cọ hạ giữa trán mồ hôi, phó khuê, người lái xe mang theo các tường đi phía trước tìm người, ấn trên bản đồ xem, lại quá 30 km tả hữu, hẳn là chính là Vĩnh Hải huyện, ta ở chỗ này nhìn bọn họ. Phó khuê nhíu mày tự hỏi nháy mắt, đối tiểu cô nương nói, làm đoàn tử lưu lại nơi này. Rốt cuộc những người này trừ bỏ ngoài miệng hùng hùng hổ hổ, thực tế hành động lại không có quá nhiều giải dụa. Hiếu niên có chút lo lắng đạo tặc nhóm có hậu tay, lưu trữ đoàn tử có thể hỗ trợ. Các tường hiểu ca ca ý tứ, ở trong lòng nhanh chóng cùng đoàn tử câu thông hạ. Câu thông kết quả là, ước chừng 200 chỉ chim sẽ ngồi sổng ở xe díp đỉnh, một đường hộ giá hộ tống bồi hai người hướng gần nhất huyện thành xuất phát. Còn thừa mấy trăm chỉ chim sẽ tắt phân bố ở quanh thân chặt cây thượng, thậm chí ở đường quân bả vai trên đầu đều sống ở mấy chỉ, toàn bộ như hổ trình mồi nhìn chầm chầm chật vật đạo tặc một màn này nhìn quỷ dị cực kỳ, nếu không phải tình huống không đúng, đường quân thật có thể cười phun. Nói ra đi ai có thể tin. Bảy tám cái hung thần ác sát bỏ mạng đồ đệ, cư nhiên bị cất chim cấp làm nằm sắp xuống. Đột nhiên, ngồi sổm ở đường quân trên đầu đoàn tử chi lăng lên, nó chuyển động tròn vo chăng đầu nhỏ, như là ở tuần tra cái gì, sau đó phát ra hai tiếng dồn dập pi pi thanh. Trong nháy mắt, trên cây sở hữu chim chóc đều hướng tới đoàn tử dẫn dắt phương hướng bay đi ước chừng ở hai ba mươi mễ ngoại một chỗ đường dốc hạ, nằm bò hai cái nam nhân, bọn họ đem phía trước phát sinh quỷ dị sự kiện, dùng kính viễn vọng đều xem ở trong mắt, trong đó một người gian nan nuốt nuốt nước miếng hỏi, chúng ta còn có cứu hay không? Cứu cái cây búa, ngươi không nhìn thấy vừa rồi tình huống. Khi hai người là người thường sao? Liền tính không có này những không thể hiểu được điểu, chúng ta cũng đánh không lại, vẫn là chạy nhanh lưu đi, lão đại bọn họ này đi vào, đảo thời điểm khẳng định sẽ cung ra đôi ta, còn không bằng thừa dịp không bị phát hiện chạy nhanh trở về thu thập thứ tốt trốn chạy chính là chúng ta mặc kệ lão đại ngươi đánh thắng được sao muốn cứu ngươi đi cứu dù sao lão tử không đi nói người nọ cũng đã bắt đầu cẩn thận sau này lui làm một cái thành thục tập thể đạo tặc nhóm đích xác cho chính mình để lại đường lui mỗi lần đều là thay phiên hôm nay vừa vặn đến phiên hai người kia nhưng mà ngoài ý muốn đột phát hai người mới hoạt động không hai bước đã bị ở không trung xoay quanh chim chóc nói cho đoàn tử. Kế tiếp, gọi người không nở nhìn thẳng một màn lại lần nữa phát sinh, hai cái nam nhân cũng đã chịu chim chóc nhóm trọng điểm công kích. Hùng hùng hổ hổ thanh âm, truyền vào cùng lại đây kiểm tra đường quân trong tay, mẹ nó, này đàn điểu là điên rồi, lão lục. Nôn. Không cần phải xen vào chúng nó, chạy nhanh triệt. Nếu đã bị phát hiện, cũng liền không có tiếp tục trốn tránh tất yếu, hai người sách theo khảm đao, không quan tâm liền hướng trái ngược hướng chạy này sương đường quân sớm có chuẩn bị cấp tốc truy ở sau người không hề ngăn cản hắn thực mau liền đuổi theo sau đó lăn không một chân trực tiếp trước làm phiên một cái nếu trốn không thoát như vậy cũng chỉ có thể căng da đầu thượng vốn dĩ hai người nghĩ chỉ còn lại có một người nam nhân không nói được đua một chút còn có chạy thoát cơ hội kết cục lại minh xác nói cho hai người bọn họ đánh giá cao chính mình cũng không đúng phải nói là bọn họ xem nhẹ đường quân còn không có truyền đấu mấy cái hiệp hai người đã bị nhất nhất lược đảo, sau đó cũng bị không lưu tình chút nào buộc chặt hảo, cùng phía trước đạo tặc nhóm đưa làm đôi. Bên kia, nhớ thương một mình lưu thủ đường quân, phó khuê một đường đua xe, nếu không có chút mặt đường ổ gà gập ghềnh, hắn không nói được sẽ khai càng mau. Ước chừng chạy 10 phút tả hữu, xa xa liền thấy được một chiếc xe từ đối diện xử tới. Mặt đường cũng không rộng mở, phó khuê nhíu mày đem trắng vị điều thấp, lại đem chân dịch đến phanh lại thượng, thao tác hoàn thành sau, mới phát hiện phía trước cư nhiên là một chiếc quân tạp. Các tường cũng thấy được, nàng hưng phấn nói, ca ca, là quân nhân, chúng ta tìm bọn họ hỗ trợ đi. Phó khuê không lên tiếng, hắn tổng cảm thấy hết thảy quá mức trùng hợp, có lẽ là mới vừa rồi trải qua quá mức hung hiểm, kêu hắn biến đa nghi, bản năng liền dâng lên phòng bị tâm. Hắn không có lập tức cầu cứu, mà là ánh mắt cảnh giác nhìn chầm chầm càng ngày càng gần quân tạp, thẳng đến hai chiếc xe giao hội khi, mới phát hiện, mặt đường quá mức hẹp, hai bên đều không thể không thả chậm tốc độ. Đúng lúc này, đối diện quân tạp thượng, một cái khuôn mặt cương nghị nam nhân từ cửa sổ xe ló đầu ra, nhìn về phía Phó Khuê bọn họ bên này, vừa muốn vất tay ý bảo bọn họ trước quá, tầm mắt liền chú ý ngồi ở trên ghế phụ tiểu cô nương, hắn trong mắt kinh ngạc đột nhiên sinh ra, hướng về phía bên này chần chờ kêu, "Các tường." Các tường cũng có chút ngốc, nàng vô thố nhìn về phía Phó Khuê, nhận thức ta. Phó Khuê cũng nhíu mày, ngươi không quen biết. Lúc này đối diện nam nhân đã từ trên xe nhảy xuống tới. Nam nhân rất cao lớn, nhìn cực kỳ cường tráng, đại xoải bước đi đến hai người xe bên, hắn trước dùng xem kỹ ánh mắt, trên dưới đánh giá phó khuê một hồi lâu, thẳng đem thiếu niên xem không thể hiểu được, mới hướng về phía tiểu nha đầu nhíu mày, các tường. Ngươi như thế nào tại đây? Ngươi không phải hẳn là ở thành phố S sao? Này nam chính là ai? Còn có, tiểu cô biết ngươi ra tới sao? Các tường bị trước mắt nghiêm túc giống như chủ nhiệm giáo dục anh đỉnh nam nhân liên tiếp vấn đề cấp lộng ngốc hậu tri hậu giác mới phản ứng lại đây người tới thân phận nàng thử nói hạo đường ca giống như kêu mụ mụ tiểu cô hơn nữa vẫn là quân nhân chỉ có các hạo đi các hạo mày kiếm nên càng khẩn không nhận ra ta hai ba năm không gặp liền không quen biết ca ca các tường chột dạ nàng nhanh chóng mở cửa xe nhảy xuống ngượng ngùng gãi gãi đầu ngửa đầu ngây ngô cười a à. đã lâu không gặp ta nhất thời không nhận ra tới, hạo đường ca, ngươi như thế nào ở chỗ này a? À? Cũng quá xảo. Các hạo như cũ sụ mặt, trầm giọng nói, ta ra nhiệm vụ trở về, ngươi đâu? Trả lời ta vấn đề, ngươi một tiểu nha đầu như thế nào chạy đến nơi đây tới? Các tường ông chặt đã xuống xe, đi vào chính mình bên người thiếu niên cánh tay, cười nói, đường ca, đây là ta ba ba chất nhi, kêu phó khuê, ta phía trước đi thành phố Di tham gia một cái hội họa thi đấu, ca ca không yên tâm, bồi ta cùng đi, mụ mụ biết đến nha. Nghe nói lời này, các hạo giữa mày mới buông ra chút, nhìn về phía phó khuê ánh mắt cũng ôn hòa vài phần, hắn hướng tới thiếu niên gật gật đầu, tiểu nha đầu phiền toái ngươi. Phó khuê đã là minh bạch trước mắt nam nhân thân phận, hắn đương nhiên gật đầu, hẳn là. Các ngươi trên nóc xe là chuyện như thế nào? Các hạo chỉ chỉ xe díp trên đỉnh chen chút chim sẻ. Lời này vừa ra, các tường một phách tráng, nháy mắt từ nhìn thấy người nhà vui sướng trung hoàng hồn, nàng miệng nhỏ bá bá, thực mau liền đem phía trước sự tình giảng thuật một lần, đường ca, chúng ta vốn dĩ tính toán đi tìm cảnh sát, gặp được các ngươi thật tốt quá. Loại chuyện này chậm trễ không được, các hạo cũng không rảnh lo hỏi lại chim sẻ sự tình, nếu mày nhìn về phía phó khuê, trầm giọng nói, dẫn đường. Dứt lời gian, hắn đã nhanh chóng chạy hướng bên cạnh quân tạp. Có quân nhân hỗ trợ, hơn nữa là một chiếc quân tạp, mười mấy đạo tặc cùng nhau bị đưa đến huyện thành đồn công an. Làm người bị hại, cho dù là phòng vệ chính đáng, Mấy người sở hữu lưu trình đi xuống tới, cũng chậm trễ vài tiếng đồng hồ. Mặt sau một nửa lộ trình, không biết có phải hay không bởi vì phía trước quân tạp bi hiếp lực, dù sao mãi cho đến buổi tối 7 điểm, bọn họ tới rồi trong nhà, cũng không tái ngộ đến lần thứ hai ngoài ý muốn. Các tuyết còn không biết hai đứa nhỏ gặp được nguy hiểm sự, cao hứng ông nữ nhi, lại nhìn nhìn phó khuê, mới cười hỏi, như thế nào như vậy vãn? Ta còn tưởng rằng các ngươi buổi chiều 3, 4 giờ là có thể về đến nhà đâu, làm cho ta lo lắng, không xảy ra chuyện gì đi. Trước cuộc có chút để ý cái kia cảnh trong mơ, các tuyết nhịn không được liền hỏi ra tới. Gia là có thể hoàn toàn thả lỏng lại địa phương, mẫu thân mang thai, các tường vô tình làm nàng lo lắng, cho nên trở về trên đường đã cùng ca ca thống nhất đường kính. Nàng lắc đầu, không có việc gì, chính là trên đường quá cái hố, không dễ đi, mụ mụ, ta tưởng rửa mặt chảy đầu một chút, cả người quá bẩn, hơn nữa ta có điểm đói, có ăn sao. Nghe được lời này, các tuyết lập tức buông ra nữ nhi dỗi nói có biết các ngươi phải về tới lý tỷ cho các ngươi hai cái tiểu gia hỏa chuẩn bị không ít ăn ngon chạy nhanh đi tẩy tẩy thúc giục xong bọn nhỏ các tuyết lại hướng tới đường quân cười nói vị này chính là đường trợ lý đi phiền toái ngươi đưa bọn nhỏ trở về thật sự là vất vả ngươi nếu là không ngại đi theo tiểu nhị cùng đi rửa mặt chải đầu một chút lại qua đây ăn cơm đường quân đích xác yêu cầu chỉnh đốn một buổi tối cũng không chậm lại đi theo phó khuê phía sau đi lầu một rửa mặt gian. Trên đường đường quân đột nhiên đối với chính mình lão bản có chút một lời khó nói hết, trước kia đi, nhà hắn lão bản thích bạch tiểu hà kia một khoản, cảm thấy nàng lớn lên đẹp, người cũng ôm nhu. Đường quân liền cảm thấy giống nhau, còn không có chính mình tức phụ đẹp đâu, tuy rằng không ôm nhu đi, ít nhất chân thật, khi đó hắn còn tưởng rằng là chính mình thẩm mỹ có vấn đề. Thẳng đến hôm nay, nhìn thấy phó lập thành thê tử, đường quân mới một lần nữa xác lập tin tưởng, tuyệt đối không phải hắn thẩm mỹ có vấn đề khẳng định là lão bản mắt mù, không tật xấu. Phó Lập Thành trở về thời điểm, đã là buổi tối 10 điểm. Hắn đã từ các hạo trong miệng biết được bọn nhỏ ba ngày tao ngộ, về đến nhà sau, hắn không có vội vã đi xem thê tử, mà là đi tới chất nhi phòng. Phó Khuê đã ngủ hạ, hai ngày này lái xe vốn dĩ liền tương đối mệt, hơn nửa buổi sáng kia vừa ra, ăn xong cơm chiều không bao lâu liền có buồn ngủ. Xác định chất nhi không có bị thương, thả trong lòng cũng không đã chịu cái gì kinh hách, nam nhân mới hoàn toàn yên lòng, hắn cảm khái vỗ vỗ đã cùng hắn không sai biệt lắm cao thiếu niên, không tồi, tiểu tử ngươi không lo binh đáng tiếc. Phó Khuê cười khẽ, tương đối với tham gia quân ngũ, hắn đối với làm buôn bán càng thêm cảm thấy hứng thú, này đại khái vẫn là giống chính mình cái kia không đàng hoàng cha đi. Được rồi, ngươi tiếp tục ngủ đi. Xác định hài tử không có việc gì, Phó Lập Thành liền chuẩn bị rời đi, ôm thanh an ủi gì đó không thích hợp bọn họ thúc cháu. Hắn vốn dĩ nghĩ, nếu tiểu nhị thực sự có chút bóng ma, hắn liền đem người sách đi ra ngoài đánh một trận, mệt đến ngã đầu liền ngủ, liền không có lung tung rối loạn ý tưởng, chính là như vậy thô bạo. Tiểu thúc, đoàn tử, nhìn tiểu thúc đã chạy tới cửa phòng, phó khuê trần chờ thử hạ, hắn không tính toán nói ra đoàn tử bí mật, nhưng là hắn có chút tò mò, tiểu thúc có biết hay không? Phó lập thành bước chân dừng một chút, sau đó cũng không quay đầu lại rời đi, chỉ để lại một câu, đừng nghĩ nhiều như vậy, ngủ đi. Tuy rằng tiểu thúc không nói gì thêm, nhưng là phó khuê đã là được đến chính mình muốn đáp án. Hắn ngắn mũi cười khẽ thanh, lại nằm hồi trên giường, nhắm mắt lại, lại lần nữa tiến vào mộng đẹp. Bọn nhỏ hôm nay ra chuyện gì? Không được gạt ta. Phó lập thành mới vừa về phòng, nên diện tạp tới chính là thê tử chất vấn. Hắn ho nhẹ thanh, nhìn về phía, ngồi ở trên giường, rối tung tóc dài nữ nhân, cười nói, sự tình gì? Ngươi nghe được cái gì? các tuyết nhíu mày lập thành ta không các ngươi tưởng như vậy yếu ớt bọn nhỏ lui tới xảy ra chuyện ta không đến mức nhìn không ra tới bất quá bọn họ không nghĩ nói liền tính nhưng là ngươi không được ngươi cần thiết nói cho ta phó lập thành cởi bỏ đai lưng treo ở một bên trên giá nghe vậy trong mắt nhiễm bất đắc dĩ cuối người nhẹ nhàng nhéo hạ thê tử gương mặt ngươi như thế nào còn khác nhau đối đãi đâu các tuyết vỗ rớt trượng phu tác loạn tay ta không thể khác nhau đối đãi có thể khẳng định có thể Nam nhân thái độ ôn hòa không được, dù sao ở thê tử trước mặt nhận túng cũng không có gì mất mặt, bất quá, ngươi nếu là không vây nói, chờ ta tắm xong trở về chậm rãi cùng ngươi nói. Các tuyết nhíu mày nghĩ nghĩ, sau đó từ trên giường đứng dậy, ở trượng phu khó hiểu trong ánh mắt, lê đóng giày tử, túng người liền đi ra ngoài, quần áo đã ở dưới lầu rửa mặt giang, ta bồi ngươi đi, ngươi biên bên cạnh nói. Phó lập thành ánh mắt ám ám, hầu kết đều nhịn không được cấp tốc hoạt động vài cái. Còn có này chuyện tốt. Chương 64 chương 64 Hôm sau Các tường cùng phó khuê đều ngủ lười giác Rời giường thời điểm Trực tiếp đuổi kịp giữa trưa cơm Trên bàn cơm Trừ bỏ nhà mình ba người Hôm nay còn nhiều một cái Tạm thời nghỉ ngơi chỉnh đốn các hạo đồng chí Làm phụ mẫu tổng hội cảm thấy hài tử ra một chuyến xa nhà Chính là mệt Phải bổ một bổ Này không Tràn đầy một bàn đều là hảo đồ ăn Các thuyết mặt mày ôm nhu khuyên bọn họ ăn nhiều một chút thường thường còn lấy công đổ vì mấy người gấp đồ ăn. Các tường trộn đem mẫu thân kẹp đến nàng trong chén cà rốt, nhập cư trái phép đến ca ca trong chén, ở thiếu niên nhìn qua thời điểm, tay nhỏ tạo thành chữ thập, làm mặt quỷ đã bái bái. Phó khuê mắt phượng hơi liễm, nhìn trong chén nhiều ra tới tam khối cà rốt, kẹp lên hai khối nhanh chóng ăn luôn. Sau đó ở tiểu cô nương cười tủng tỉm biểu tình trung, đem cuối cùng một khối kẹp lên tới đưa tới nàng bên môi, không tiếng động nói, ăn các tường khuôn mặt nhỏ lập tức suy sụp xuống dưới lại cũng không dám cò kè mặt cả vẻ mặt đau khổ ngao ô một mụn liền đem cà rốt nguyên lành ăn đi xuống sau đó lại nhanh chóng gấp một khối nàng yêu nhất thịt kho tàu xương sườn nhét vào trong miệng che đậy rất khoang miệng trung kia cổ kỳ quái cà rốt hương vị tiểu thiếu niên gian động tác như vậy kỳ thật là có chút quá mức thân mật nhưng là các tường cùng phó khuê này mấy tháng đã thói quen cũng không có giác có cái gì không đúng nhưng thật ra các hạo có chút kinh ngạc nhướng mày vì hai người thân mật cũng vì hai đứa nhỏ cảm tình chi hảo hạo hạo đen không ít mấy năm nay như thế nào phơi như vậy hắc sao ngươi tiểu dượng còn hắc nam nhân cũng không cần quá hắc bằng không đối tượng đều không hảo tìm các tuyết nhìn lại cao lại tráng chất nhi thói quen tính liền nhắc mãi vài câu tương so với các nguyên ôn nhuận các hạo tính tình muốn nặng nề rất nhiều nghe tiểu cô như vậy nói chính mình hắn hoàng hồn sao mắt cũng chưa chớp một chút đương nhiên hồi nam nhân điểm đen bình thường các tuyết trừng hắn liếc mắt một cái, ngươi này nơi nào là bình thường. Tiểu nhị như vậy mới đẹp đâu, ngươi cũng quá hắc. Các hạo nhất lên mí mắt, ngắm mắt ngồi ở đối diện tuấn mỹ thiếu niên, tưởng tượng một chút, này một thân lãnh bạch làn da ấn ở chính mình trên người, là cái bộ dáng gì sau, tuy là có chút bản khắc các hạo, biểu tình cũng nứt ra một cái chớp mắt, giờ khắc này, hắn tỏ vẻ nói cái gì đều không nghĩ nói. Các tuyết không thấy ra chất nhi kháng cự, cuốn lên khẩu canh sau, vừa chưa từ bỏ ý định kiến nghị nói, nếu không ta cho ngươi làm một lọ mặt sương đi, ngươi mỗi ngày sát, liền không dễ dàng phơi như vậy hắc. Lời này vừa ra, không nói tác hạo, ngay cả phó khuê đều thiếu chút nữa một ngụm phun ra tới. Thiếu niên buông trong tay canh chén, đồng tình nhìn về phía các hạo, đầu một hồi may mắn chính mình trời sinh lãnh bạch gia, tuy nói ở trong mắt rất nhiều người cùng cái tiểu bạch kiểm dường như, nhưng là đi, giờ khắc này cuối cùng nổi lên điểm tác dụng, ít nhất không cần mặc cái gì mặt sương đi. Tiểu thẩm có điểm đáng sợ. Các hạo như cũ không nghĩ trả lời, cũng không biết như thế nào trả lời, chỉ theo bản năng nhanh hơn ăn cơm tốc độ, nghĩ ăn xong chạy nhanh chạy. Vốn dĩ hắn cũng chỉ là tưởng chính mắt trông thấy tiểu cô quá thế nào. Hiện giờ xem nàng khí sắc hồng nhuận, mặt mày thư lãng, nhìn so trước hai năm còn rộng rãi không ít, vừa thấy liền biết tiểu dượng đem nàng chiếu cố thực hảo. Nếu xác định tiểu cô quá thực hảo, các hạo lúc này chỉ nghĩ chạy nhanh cơm nước xong chạy lấy người, hắn một cái các lão gia kiên quyết không sát hương, nếu như bị chiến hữu thấy được, hắn còn muốn hay không lăn lộn. Chỉ là hắn ý đồ lừa dối quá quan thủ pháp, tự hồ không khởi đến cái gì tác dụng, mắt thấy tiểu cô ánh mắt cắt gao nhìn chầm chầm chính mình, một hai phải đến cái đáp án. Lừa dối là lừa dối bất quá đi, các hạo chỉ phải căng da đầu nói, tiểu cô, thật không cần, nam nhân dùng không đến này đó, sẽ bị người chê cười. Các tuyết nháy mắt mày liễu dựng ngược, ai chê cười. Ta liền không hiểu các ngươi là nghĩ như thế nào, mùa đông thời điểm, kia mặt thuân cùng lão võ cây dường như, cũng không muốn sát mặt xương, có phải hay không ngốc? Các hạo cùng phó khuê tỏ vẻ không dám đáp lời, vùi đầu liều mạng lùa cơm. Các tuyết xem bọn họ như vậy làm vẻ ta đây, vừa bực mình vừa buồn cười, tính, từng cái, ta không hy đến quản các ngươi, ái thuân không thuân, về sau xem các ngươi tức phụ trị được trị không được các ngươi, hừ, ngươi tiểu dưỡng như vậy lợi hại, không giống nhau bắt đầu lao. Các hạo, phó khuê, phúc. Sau khi ăn xong, các hạo trốn cũng dường như rời đi tiểu cô gia, Hắn lo lắng lại đã đi xuống, hắn cũng muốn giống tiểu dượng như vậy bị tẩy não, bắt đầu sát thơm, cũng là tại đây một khắc, vốn dĩ đối hôn nhân liền không có cái gì ý tưởng các hạo tỏ vẻ, hôn nhân gì đó thật là đáng sợ, hắn một người khá tốt. Lòng mang như vậy phức tạp tâm tình, thừa dịp còn có nửa ngày kỳ nghỉ, các hạo lại xuất phát đi tam giáp bệnh viện, tính toán trông thấy đồng dạng 2-3 năm không thấy đường ca các nguyên. Lại không nghĩ, tới rồi bệnh viện cửa giao thông công cộng trạm, mới vừa xuống xe liền thấy một hồi tai nạn xe cộ. Một chiếc xe hơi mất khống chế, trực tiếp đụng vào đường cái bên trên thân cây, không chỉ có đem thụ đụng vào, ngay cả xe cũng bị đâm thay đổi hình. Hảo mệt nơi này chính là tam giác bệnh viện cửa, xe cứu thương đều không cần ra, trong đám người có người hướng bệnh viện chạy, gọi người ra tới cứu giúp, cũng có một bộ phận người hướng xe phương hướng chạy tới, chuẩn bị cứu người. Các Hạo là một người quân nhân, nhìn đến tình huống như vậy, càng là suy xét đều không cần suy xét vọt đi lên từ cửa sổ xe quan sát phát hiện biến hình trong xe chỉ có ghế điều khiển vị thượng có một người đầy mặt là huyết đã hôn mê các hạo duỗi tay mạnh mẽ kéo túng hạ giá sử thất môn phát hiện bởi vì cửa xe biến hình căn bản kéo không nổi hắn cũng không phải thực ngoài ý muốn lập tức từ bỏ tính toán kéo ra cửa sau đem người từ phía sau túng ra tới chỉ là hắn nửa cái thân mình mới vừa thăm tiến bên trong xe đột nhiên nghe được rất nhỏ nước chảy thanh âm các hạo trong lòng trầm xuống có dự cảm bất hảo, hắn nhanh chóng thối lui thân mình, cúi người quỳ rạp trên mặt đất, quả nhiên nhìn đến bình xăng đã lậu du. Không kịp suy xét bình xăng khi nào va chạm đến, hắn trên cổ gân xanh bạo khởi, đối với còn ở hỗ trợ mười mấy người qua đường cao giọng giận kêu, toàn bộ đều rời đi, xe lậu du, có khả năng sẽ cháy. Chờ kêu xong những lời này, các hạo cũng không đi xem chạy đi người, giờ phút này hắn không dám chậm trễ mảy may, hắn đang ở cùng thời gian thi chạy, một tia phân tâm đều là kéo dài theo thời gian trôi đi xăng xôn xao càng lưu càng nhiều các hạo mồ hôi trên trán cũng đại tích đại tích đi xuống lạc nhưng là từ đầu đến cuối chẳng sợ đã thối lui đến cách đó không xa người kêu hắn không cần lo cho hắn cũng không có từ bỏ chỉ vì hắn phải đối trên người quân trang cho nên chẳng sợ chính mình trong lòng cũng khẩn trương không thôi trên tay hắn động tác như cũ chút nào không loạn duy nhất may mắn chính là hôn mê ở trên ghế điều khiển người là cái thân hình nhỏ gầy nam nhân các Hạo cũng không có phí rất nhiều thời gian liền đem hắn tấp kéo dài tới ghế sau. Không kịp kiểm tra người bệnh tình huống, chỉ có thể dùng hắn biết, cấp người bệnh mang đến thấp nhất thương tổn biện pháp, trực tiếp đem người chặn ngang bế lên, sau đó bay nhanh hướng tới đã chờ ở cách đó không xa nhân viên y tế chạy tới. Có lẽ thật là bọn họ mệnh không nên tuyệt, liền ở Các Hạo chạy ra 10 tới bước thời điểm, mặt sau xe đột nhiên quanh một tiếng, toàn bộ đều bẫy rập biển lửa bên trong. May mắn chính là, kia xe cũng không có nổ mạnh nếu không nổ mạnh sở mang đến lực đánh vào, liền đủ các hạo uống một hồ. Này niên đại bệnh viện cũng không phải rất bận, tiểu đau tiểu bệnh, dân chúng căn bản là luyến tiết thượng bệnh viện xem bệnh, này cũng dẫn tới bệnh viện trọng chứng bệnh khu bên kia bên ngoài, tương đối thanh lãnh. Cho nên, nghe nói cửa ra tai nạn xe cộ, chỉ cần có nhàn rỗi nhân viên y tế đều đuổi ra tới, hy vọng có thể giúp được vội. Ra tới mới biết được, bị thương chỉ có một người nam nhân, cho nên hoàng bảo ánh cùng lâm linh như vậy, phụ khoa bác sĩ liền cũng không có đi phía trước thấu chuyên nghiệp không đối khẩu không nói còn có khả năng chậm trễ chủ nhiệm nhóm cứu trị cho nên nàng hai liền đứng ở trong đám người quan vọng dần dần hoàng bảo ánh bị cách đó không xa quân lục sắc thân ảnh hấp dẫn đi ánh mắt nàng ngơ ngẩn nhìn phía trước thân hình cao lớn biểu tình cương nghị nam nhân cả người đều ngây dại nhìn hắn đuổi đi sở hữu muốn hỗ trợ người qua đường chính mình lại chống đỡ được nguy hiểm đầy mặt đầy người dơ bẩn lại liều mạng muốn đem thương hoạn từ trong xe lây ra tới. Nàng mắt sắc, thấy hắn sốt ruột thời điểm, tay không bạo lực bẻ ra biến hình xe tòa, cửa xe kia bị phủi đi thương tay, kia tảng lớn vết máu, đến có bao nhiêu đau a. À? Người nam nhân này lại như là không thấy được, đỉnh tùy thời khả năng nổ mạnh nguy hiểm, cố chấp quyết chí tiến lên, trong mắt tựa hồ chỉ còn lại cứu người cái này ý niệm. Khi một khắc, Hoàng Bảo ánh cảm thấy chính mình chỉnh trái tim đều nắm đổ cổ họng, hơn nữa có tùy thời nhảy ra nguy hiểm liền sợ cái này xa lạ quân nhân, đã chịu thương tổn. Thẳng đến nam nhân thành công đem người cứu ra, hơn nữa ôm người, ánh hỏa quan giống các nàng cái này phương hướng xông tới thời điểm, thấy rõ kia trương anh đỉnh dung nhan, đụng phải cặp kia quả cảm kia nghị ánh mắt. Hoàng bảo ánh trái tim nhảy càng nhanh, chưa bao giờ từng có mau, đến cuối cùng, nàng chỉ có thể giơ tay che lại ngực, phòng ngừa nó rời bỏ chính mình, chạy về phía đã đi vào bệnh viện nam nhân. Cũng không biết trải qua bao lâu, hoàng bảo ánh tiếng nói mờ mịt, Tựa như ảo mộng, Linh Linh, ta không cùng ngươi làm chị em dâu. Linh Linh. Ha. Hoa khai hai đầu, các biểu một chi. Bên kia, các tường quyết định lười biến nửa ngày, ngày mai lại bắt đầu vẽ tranh, đi theo ca ca đi tới rồi cửa hàng. Hôm nay là tám nguyệt 11 hào, trời đi nghiệp còn có năm thiên thời gian. Bọn họ rời đi này 10 ngày qua, cửa hàng không ngừng trang hoàng hoàn thành, liền hóa cũng thượng giá thành công. Mấy ngày nay đều là ở làm cuối cùng kiểm tra cùng nhân viên công tác huấn luyện. Bốn gian sáu mươi bình mặt tiền đã thông, dùng để làm một cái tự mua cửa hàng. Ở cái này tiểu thương phẩm phô sang sát niên đại, tuyệt đối là hấp dẫn trong mắt. các tường một loạt kệ để hàng một loạt kệ để hàng bắt đầu chuyển động, tỉ mỉ nhìn mặt trên lâm lan trước mắt thương phẩm. Đãi hai trăm nhiều bình toàn bộ dạo xong, lại lần nữa trở lại ca ca bên người khi, thời gian đã qua đi bốn mươi mấy phút. Thế nào? Tiểu cắt tường. Vệ cẩn ca sửa sang lại không tồi đi. Vệ cẩn hướng tới tiểu cô nương đắc ý lộ ra một cái cười. Các tường gật đầu, ánh mắt sáng lấp lánh, ta cảm thấy đặc biệt hảo, đôi khi, ta khả năng chính mình cũng không biết chính mình khuyết thiếu cái gì, nhưng là ở dạo thời điểm, thấy được, liền sẽ nghĩ đi mua, này có phải hay không cũng là xúc tiến tiêu phí một loại cách làm. Nha! Chúng ta tiểu các tường còn biết cái gì kêu xúc tiến tiêu phí đâu. Không tồi không tồi, có người vệ cẩn ca ca vài phần bản lĩnh vệ cẩn như củ cà lơ phất phơ. Phó Khuê liếc hắn liếc mắt một cái, chưa nói cái gì, chỉ là khai một lon coca đưa cho tiểu cô nương, mệt mỏi liền ngồi trong chốc lát. Các tường lắc lắc đầu, tỏ vẻ chính mình cũng không mệt. Đúng rồi, hôm trước nhị cậu đi trường học thời điểm, làm ta cùng ngươi nói tiếng chúc mừng, chúc mừng ngươi tác phẩm mua đến giá tốt. Vệ cẩn làm như nhớ tới cái gì, đối với tiểu cô nương chúc mừng nói, trong mắt tràn đầy đều là thưởng thức. Không thể không nói, này tiểu cô nương thật sự quá ra ngoài bọn họ dự kiến, nhân sinh như là khai quải giống nhau. Bị quốc gia đỉnh cấp quốc họa đại gia chủ động thu đồ đệ, sau đó ở thu đồ đệ ngắn ngủn một hai tháng, bằng vào một bộ họa tác, đạt được thanh mỹ triển cả nước đệ nhị danh, càng thậm chí, ở cuối cùng thành giao giá cả thượng, nghiền áp quán quân, trực tiếp bán ra 3.8 vạn giá cao, này không phải khai ngoại quải là cái gì. Tuy là vệ cẩn như vậy từ nhỏ không thiếu tiền, cũng bị như vậy một bút thu vào chấn động. Nghĩ đến đây, vệ cẩn nhìn về phía tiểu cô nương cố ý đậu nói tiểu cát tường ngươi cảm thấy vệ cẩn ca ca người thế nào cát tường không hiểu hắn lời này có ý tứ gì liền cũng thành thật hồi hỏi ngươi nói phương diện kia a vệ cẩn một nghẹn nguyên lai hắn ở tiểu cát tường trong mắt được không còn muốn xem nào một phương diện bái hắn có chút không phục vậy ngươi cảm thấy nhị ca người thế nào tiểu cô nương không chút do dự hảo đặc biệt hảo vệ cẩn vui chưa từ bỏ ý định ta còn không có hỏi ngươi nào một phương diện đâu. Nơi nào đều hảo. Vệ cẩn. Vệ cẩn lau mặt, không đi xem huynh đệ khoe khoang sắc mặt, mang lên thống khổ mặt nạ, tiếp tục đầu, đến. Tính vệ cẩn ca ca miệng tiện, tự rước lấy nhục, ta là muốn hỏi ngươi, nếu là vệ cẩn ca ca kinh tế quay vòng không mở ra, có thể hay không tìm chúng ta tiểu các tường mượn một chút a? À? Các tường miệng nhỏ kinh ngạc mở ra, sau đó ngượng ngùng gãi gãi mặt, ấy nấy. Nói, thực xin lỗi a, à? vệ cẩn ca ca, ta trên người không có tiền. Vệ cẩn theo bản năng cảm thấy chính mình không nên hỏi đi xuống, nếu không chịu đã kích khẳng định là chính hắn, nhưng là đi, hắn người này chính là tiện hề hề, lòng hiếu kỳ bốc lên lên khi, căn bản khống chế không được chính mình kia há mồm, hắn miệng so đầu óc mau, tiền đâu. Lần này vô dụng các tường trả lời, phó khuê đắc ý nâng nâng cầm, khoe ra, ở ta này. Vệ cẩn. Hắn liền biết, ba, tám vạn, đều ở người này phó khuê trên mặt đắc ý càng thêm rõ ràng, đương nhiên, ý ý bắt được tiền cùng ngày liền đều cho ta, nói là cho ta làm buôn bán. Các tường phối hợp gật đầu. Vệ cẩn tỏ vẻ hắn ghen ghét hỏng rồi, rồi lại không nghĩ kêu nào đó cái đuôi sắp kiều trời cao nam nhân, nhìn ra hắn ghen ghét, một giống nhau mặt, sau một lúc lâu rốt cuộc không nhịn xuống, dỗi mấy chữ. Không biết xấu hổ. Chương 65 chương 65 Tự chọn cửa hàng khai trương hôm nay là chủ nhật. Buổi sáng 8 giờ linh 8 phần, pháo bùng bùng nổ vang sau, cửa hàng chính thức bắt đầu buôn bán. Bởi vì giai đoạn trước làm cũng đủ tuyên truyền, cửa hàng trước cửa sớm liền tới rồi rất nhiều người, nếu một tổ ong đều ủng đi vào, đừng nói mua đồ vật, chuyển cái thân đều khó khăn. Cuối cùng vì tránh cho không cần thiết phiền toái, chỉ có thể an bài các khách nhân từng nhóm đi vào. Các tường vốn chỉ là đến xem náo nhiệt, nàng đoán được như vậy mới mẻ độc đáo tự chọn cửa hàng, sinh ý hẳn là thực hảo, lại không nghĩ rằng sẽ như vậy hảo cuối cùng đừng nói trong tiệm vốn dĩ công nhân, ngay cả nàng cũng căng da đầu đứng ở trên quầy hàng mặt hỗ trợ. Ngày này, bận bận rộn rộn, cơ hồ không ngừng nghỉ chút nào, các tường cảm thấy chính mình đối với thời đại này, dân chúng sức mua, có một cái hoàn toàn mới nhận tri, mua những cái đó đồ vật khi, liền cùng không cần tiền giống nhau điên đoạt, thế cho nên tới rồi buổi tối, chẳng sợ bị hóa lại sung túc, rất nhiều nhiệt tiêu thương phẩm cũng bán cái không. Các tường ghé vào trên bàn, cảm thấy chính mình sắp mệt nằm liệt, Nàng rầm rì hỏi bên cạnh thiếu niên, "Ca ca, này cũng quá khoa trương, ngươi về sau đến thỉnh bao nhiêu người a?" À? Tiểu cô nương là biết đến, trước mắt trong tiệm sở hữu công nhân, thêm lên tổng cộng có 8, đều là ba ba an bài lại đây xuất ngũ quân nhân. Nghe giống như rất nhiều, nhưng là về sau ca ca bọn họ đều đi đi học, những người này các tư này chứ, cũng liền miễn miễn cưỡng cưỡng đủ dùng. Phó khuê giữa mày cũng có chút mỏi mệt, nhưng là càng nhiều còn lại là khí phách hăng hái, nghe được tiểu cô nương hỏi chuyện, hắn lười biến nói mấy ngày hôm trước chỉ là mới mẻ cảm, hơn nữa chúng ta nơi này đồ vật so bên tiểu điếm tiện nghi chút, cho nên mới sẽ có 3 ngày cục diện, quá hai ngày liền sẽ vững vàng xuống dưới. Các tường nghĩ nghĩ, đích xác cũng là đạo lý này. Có đói bụng không? Muốn hay không ăn trước đồ vật lót một lót? Ca ca còn muốn cùng cửa hàng trưởng an bài một chút sự tình, chờ hạ là có thể đi trở về. Khi nói chuyện, Phó Khuê đã từ một bên cầm mấy cái tiểu điểm tâm phóng tới tiểu cô nương trong tầm tay. Các tường lắc lắc đầu, ta không đói bụng, ca ca ngươi đi vội đi, ta bò một lát liền hành. Thiếu niên không nói cái gì nữa, đứng dậy rời đi thời điểm nhéo nhéo nàng bàn lên đỉnh đầu phát nắm. Mấy ngày kế tiếp, các tường như cũ mỗi ngày đều sẽ đi theo tới, nhưng là phó khuê không bao giờ làm nàng làm việc, thậm chí còn cho nàng an bài giấy bút, làm nàng hội họa nhân sinh trăm thái. Chính hắn tắt phía trước phía sau tự mình đi theo, ngắn ngủn mấy ngày, hàm dưới tuyến đều càng thêm rõ ràng. Cũng may, loại này vội đến gót chân đánh cái ót tình huống, không có duy trì bao lâu, liền như ca ca đoán trước như vậy, ước chừng ở ngày thứ năm thời điểm, nhiệt độ dần dần bình ổn xuống dưới. Lúc sau các tường không có lại đi theo ca ca ra vào, trở về từ trước sinh hoạt trạng thái, không phải vẽ tranh chính là ôn tập công khóa, thời gian đảo cũng quá sung túc. Mà phó khuê mấy người bọn họ như cũ không thanh nhàn đãi mặt tiền cửa hàng nhất ổn định xuống dưới, liền mang theo cửa hàng trưởng bắt đầu tìm kiếm chi nhánh vị trí. Để nhất kiện tự chọn cửa hàng, chỉ là bọn hắn một cái thí thủy, kết quả vượt qua đoán trước hảo, các thiếu niên tự nhiên muốn thừa dịp cái này hảo thế, chậm rãi mở rộng, tranh thủ đêm này phát triển trở thành cả nước tính chất chuỗi cửa hàng mặt. Đây cũng là bọn họ lúc ấy khai cửa hàng phía trước, liền triển vọng tốt quy hoạch. Công việc lưu bù lên sau, thời gian quá thật sự thật mau. Mới nghe được ca ca bọn họ tìm được rồi chi nhánh vị trí, ký xuống hợp đồng không hai ngày, thời gian liền đi tới 8 tháng đế. Không ngừng các tường sắp khai giảng, trở thành một người sơ tam học sinh, ngay cả phó khuê bọn họ, cũng muốn xuất phát đi thành phố di đọc đại học. Ly biệt hôm nay, các tường từ buổi sáng cảm xúc liền héo héo. Trước cuộc muốn lại lần nữa gặp mặt, phải chờ đến ăn Tết, nàng sớm đã thành thói quen đi nơi nào đều có ca ca che chở, hiện giờ đối mặt phân biệt, cả người đều buồn bã yểu xìu lên. Dù sao cảm xúc thật không tốt, thậm chí có chút tưởng phát tiểu tính tình. Chỉ là biết chính mình đây là ngang ngược vô lý cho nên nàng nỗ lực khống chế được, gắt gao nhìn chằm chằm cùng ba ba nói chuyện thiếu niên. Phó lập thành vui mừng vỗ vỗ chất nhi bả vai. vào đại học chính là đại nhân, ngươi từ nhỏ hiểu chuyện, ta cũng không nói nhiều cái gì, chỉ cần nhớ rõ, có chuyện đừng chính mình một người khiên. Phó khuê cười khẽ, đáy mắt tràn đầy tinh quang, khó được tính trẻ con ôm hạ, cái này đem chính mình trở thành nhi tử nuôi lớn nam nhân, sau đó ở hắn ghét bỏ trước thối lui, lại hướng tới tiểu thẩm vương tay cánh tay giả vờ muốn một cái ôm sau đó không ngoài ý muốn bị tiểu thúc ngăn trở hắn làm bộ không nhìn thấy tiểu thúc bị tiểu thẩm véo thẳng nhíu mày mà là hảo tâm tình hướng tới buồn bực tiểu cô nương rộng mở ôm ấp cười ôm nhu ý ý bất quá tới cấp ca ca ôm một cái sao ca ca liền phải rời đi đâu vốn đang ở nháo tiểu tính tình người nào đó nhìn thấy ca ca cái này động tác rốt cuộc không chống đỡ được trực tiếp nhào vào thiếu niên trong lòng ngực đem khuôn mặt nhỏ giấu đi lặng lẽ đỏ hốc mắt lại là luyến tiếc thời gian vẫn là hào không ngừng nghỉ thúc giục thiếu niên cuối cùng véo véo tiểu cô nương mềm một quai hàm phỏng tựa không thấy được tiểu cô nương đỏ khóe mắt trêu chọc nói ca ca đi lạp ý ý không cần khổ sở lâu lắm a à. nói xong phó khuê không hề dừng lại đi nhanh hướng đi chính mình kia chiếc xe jeep hắn còn muốn đi tiếp vệ cẩn cùng nghiêm lệnh an chờ các tường mấy người cùng ra tới thời điểm xe đã chạy đi ra ngoài chỉ tới kịp nhìn đến đi xa đuôi xe tiểu cô nương bẹp bẹp miệng nhịn sáng sớm thượng cảm xúc rốt cuộc tại đây một khắc vỡ đê, khuôn mặt nhỏ vùi vào mẫu thân trong lòng ngực, nước mắt đại viên đại viên đi xuống tạp. Mà phó khuê, cũng xa không có biểu hiện ra ngoài như vậy tiêu sái, mới vừa ngồi trên xe, thượng kiều khóe miệng liền kéo thành thẳng tắp, đẹp mắt phượng trung chỉ dư hiu quạng. Sau một lúc lâu, hắn nhìn chăm chú này phương xa, hít sâu khẩu khí, lại hung hăng phun ra một ngụm trọc khí, mới đưa trong lòng chua xót cảm xúc cấp áp chế đi xuống. Lúc này, đột nhiên một tiếng pi pi tiếng vang lên, Phó Khuê còn không có phản ứng lại đây, liền thấy một đạo bóng trắng bay đến hắn trước mắt, sau đó ở hắn thấy rõ là lúc nào, lại ngồi sổn đỉnh đầu hắn. Phó Khuê chớp chớp mắt phượng, sau một lúc lâu, đột nhiên thấp thấp bật cười, giữa mày ủ dục cũng đảo qua mà quan, ý ý làm ngươi tới bồi ta. Đoàn tử đậu xanh mắt cục cục chuyển động, chính là không trở về lời nói, nỗ lực làm bộ nó chính là một con bình thường bạc hầu đuôi dài tước. Phó Khuê ho nhẹ một tiếng, tiếp tục nói, được rồi, đừng trang, ý ý đều nói cho ta, ngươi có thể nghe hiểu chúng ta nói chuyện, trừ phi ngươi ngốc. Lời này nói, đoàn tử lập tức liền tạc, nó tức giận dùng nhọn nhọn cái miệng nhỏ, mổ thiếu niên đầu, trong miệng còn pi, pi, pi hùng hùng hổ hổ. Phỏng tựa lại nói, làm ngươi gạt người, làm ngươi gạt người, ngươi mới ngốc, ngươi cả nhà ngốc. Trên đỉnh đầu truyền đến một chút thứ đau, kêu thiếu niên hoàn toàn cười lên tiếng, đáy mắt càng là trụy đầy ôm nhu, nhà hắn tiểu cô nương vẫn là như vậy đau người. Lão sư, ngài muốn đi Mỹ viện dạy học. Ca ca rời đi cùng ngày, vẫn luôn ở thành phố Di Mễ Lão Gia Tử tới điện thoại, báo cho đệ tử hắn đã trở về. Các tường lập tức thu thập hảo đê mê cảm xúc, đem chính mình gần nhất tác phẩm toàn bộ mang lên, vội vội vàng vàng liền chạy tới sư phó gia, không nghĩ tới, vừa vào cửa, lão sư trước lượt hạ như vậy một cái kinh thiên tiếng sấm. Mễ Khánh gật gật đầu, không tồi, ta trước kia chính là Mỹ viện giáo thụ, chỉ là trước hai năm thân thể không hảo mới về quê điều dưỡng. Nói tới đây, Mễ Thánh uống ngụm trà, hướng tới tự hồ bị chính mình nói, sợ ngây người tiểu đồ đệ cười cười, tiếp tục nói, sư phó hiện tại thân thể hảo, bên kia lại luôn mãi mời, ta liền nghĩ, thừa dịp ta bộ xương già này còn có thể nhúc nhích, lại phát huy phát huy nhiệt lượng thừa cũng là khá tốt. Việc này đối với các tường đánh sâu vào đích xác có chút đại, nàng không nghĩ tới ca ca vừa ly khai đi thành phố Di đi học, sư phó cũng phải đi thành phố Di dạy học, chinh lăng một hồi lâu mới hoàng hồn. Nàng ấp úng hỏi, khi ngài khi nào xuất phát a à? mễ lão gia tử cười hồi ta mang chính là nghiên cứu sinh mười hào tả hữu mới đi ngươi học tập không cần lo lắng lão sư sẽ đúng giờ cho ngươi bố trí bài tập đến lúc đó ngươi chỉ cần đem tác nghiệp gửi cấp lão sư liền hảo các tường đảo không đến mức lo lắng cái này chỉ là có chút luyến tiếc thôi đặc biệt còn cùng ca ca sự tình tích lũy ở bên nhau liền khó chịu trình độ đều chồng lên nhìn ra tiểu nha đầu không tha lão gia tử mặt mày hoảng hoảng không hề nói cái gì làm nàng chậm rãi tiêu hóa, chính mình tắt lấy quá nàng mang đến hỏa tác, bắt đầu tinh tế lời bình lên. Buổi tối về đến nhà. Các tường liền đem lão sư cũng phải đi thành phố di sự tình, nói cho mẫu thân. Các tuyết giữa mày nhăn lại, sau một lúc lâu mới hỏi, vậy ngươi nghĩ như thế nào? Các tường không hiểu, cái gì nghĩ như thế nào? Các tuyết giơ tay điểm điểm nữ nhi trơn bóng cái tráng, phía trước A, ngươi nói Mỹ viện tầng hiệu trưởng cho rằng ngươi trình độ, hoàn toàn có thể tiến vào Mỹ viện đọc đại học, không phải kiến nghị ngươi trực tiếp khảo mỹ viện sao? Các tường ta thanh mới hậu tri hậu giác phản ứng lại đây mẫu thân nói cái gì? Chuyện này vẫn là lúc ấy nàng vừa đến thành phố di thời điểm, tầng hiệu trưởng kiến nghị mỹ thuật chuyên nghiệp nói trắng ra là vẫn là khảo hội họa bản lĩnh, tuy rằng thưa thất trong lịch sử lại cũng không phải không có học sinh trung học trực tiếp thi đại học tiền lệ. Nàng nghĩ nghĩ cuối cùng vẫn là lắc đầu, không được, ta còn là làm từng bước đi, nhân sinh cũng không phải chỉ có hội họa tuy rằng đi thành phố di cùng ca ca gặp mặt cơ hội liền sẽ nhiều lên đối nàng có nhất định lực hấp dẫn nhưng là nàng vẫn là muốn đi bước một tới cái gì tuổi làm chuyện gì vườn trường sinh hoạt nàng cũng là thực thích nói nữa mẫu thân còn mang thai mấy năm nay nàng càng hy vọng làm bạn ở mẫu thân bên người chờ đệ đệ hoặc là muội muội sau khi sinh có thể làm bạn mẫu thân nàng mới có thể yên tâm rời đi phó lập thành khi trở về đã đã khuya phát hiện thê tử không ở phòng ngủ hắn chinh lăng hạ, liền phản ứng lại đây, thê tử hẳn là ở nữ nhi phòng. Như vậy nghĩ, hắn gót chân vừa chuyển, liền đi tìm người. Các tuyết đích xác bồi nữ nhi đâu, tiểu nha đầu hôm nay tâm tình không tốt, các tuyết có chút không yên tâm, liền trực tiếp ngủ ở bên này. Nhìn khó khăn bị chính mình hống ngủ khuê nữ, các tuyết chụp vỗ động tác như cũ chưa đình, giống như trước như vậy, đem nữ nhi ôm trong ngực trung, một chút một chút, có tiết tấu, trấn an. Cửa phòng thượng vang lên rất nhỏ tiếng đập cửa khi, các tuyết không sai biệt lắm cũng muốn ngủ rồi. Nàng theo bản năng nhìn về phía nữ nhi, phát hiện nàng hô hấp hòa hoãn vững vàng, mới tay chân nhẹ nhàng đứng dậy xuống giường. Mở cửa sau, các tuyết dò ra đầu ngửa đầu nhìn về phía trượng phu, nhỏ giọng nói, ý ý hôm nay tâm tình không tốt, ta bồi nàng ngủ, hôm nay chính ngươi ngủ đi. Xét đánh giữa trời quang cũng bất quá như thế, đã thói quen ôm ôm hương Nguyễn Ngọc đi vào giấc ngủ nam nhân, mày ninh thành xuyên tử, hắn duỗi tay đem thê tử kéo ra tới, lại đóng cửa lại, mới nhỏ giọng hỏi, ý ý còn chưa ngủ. Các tuyết dùng khí âm hồi, ngủ, mới vừa ngủ. Phó lập thành ánh mắt sáng lên, hai lời chưa nói, một cái không lưng ôm thê tử liền hướng bọn họ phòng ngủ đi. Các tuyết ngốc một cái chớp mắt, hoàn toàn không nghĩ tới trượng phu sẽ có như vậy cái hành động, nàng vỗ vỗ nam nhân, giận giận, không phải nói ta muốn bồi nữ như sao. Phó lập thành dùng chân đá văng ra phòng ngủ môn, tiến vào sau, lại dùng mũi chân nhẹ nhàng đóng cửa lại, cười nói, Nữ nhi không phải đã ngủ rồi sao? Các tuyết, cho nên đâu? Nam nhân đương nhiên, đến viên hống ta ngủ a? À? Các tuyết, mặt đâu? Một phen tuổi, còn biết xấu hổ hay không? Từ bỏ. Chương 66 chương 66 9 tháng đã nhập thu, độ ấm vẫn như cũ rất cao. Trở thành một người quan vinh sơ tam sinh sau các tường cự tuyệt ba ba làm tiểu trương thúc thúc đón đưa kiến nghị, trừ bỏ ngày mưa. Mỗi ngày trên dưới học đều dựa vào chính mình hai cái đùi buôn bán. Người kỳ thật rất kỳ quái, rõ ràng nàng không phải cái ái kiều ăn không hết khổ tính tình, chính là ở ca ca trước mặt, lại thói quen tính đi ỉ lại, lười đến như là đã không có xương cốt giống nhau. Lúc này ca ca đi vào đại học đi, nàng chính mình một người cũng rất nhanh nhẹn. Không chỉ có xe đạp dẫm bay nhanh, còn thành công gia nhập đại viện tiểu đoàn thể nội, mỗi ngày hi hi ha ha đi theo đại gia cùng nhau trên dưới học, sinh hoạt trừ bỏ học tập chính là vẽ tranh lại cùng các bạn nhỏ ngẫu nhiên nhảy cái da gân, đá cái quả cầu, sinh hoạt dần dần biến quy luật lên, bình đạm lại phong phú. Ca ca như cũ có rảnh liền sẽ cho chính mình tới điện thoại, thường thường còn sẽ cho chính mình gửi lễ vật, hết thảy tự hồ cũng không có gì quá lớn biến hóa. Nga, cũng không thể nói như vậy, ít nhất ở tháng 11 thời điểm, vẫn là có một việc, ra ngoài các tường dự. Vư nhớ rõ ngày đó tan học thời điểm, các tường ở cổng trường gặp được một đôi khí chất nho nhã lão nhân hai vị lão nhân tự hồ đang tìm kiếm người nào, thẳng đến đối thượng các tường tầm mắt. Sau, hai người ánh mắt mới sáng lên, sau đó hướng tới nàng vẫy tay. Các tường chần chờ hướng phía sau nhìn nhìn, xác định là ở kêu chính mình, tuy rằng không quen biết, nhưng là trước công chúng, nàng cũng không có gì hảo lo lắng, liền trực tiếp đi qua. Ngươi là các tường sao? Trong đó một vị khuôn mặt hiền từ lão thái thái vui mừng nhìn các tường, kích động đến trong mắt nước mắt đều bắt đầu lăn lộn. Các tường trong nháy mắt có chút không biết làm sao, chạy nhanh từ trong túi móc ra sạch sẽ khăn đưa cho lão thái thái, ta là các tường, xin hỏi ngài là. Lão thái thái có chút thụ sủng nhược kinh tiếp nhận khăn xoa xoa mặt, mới dạng khởi một mặt xấu hổ tươi cười, tới rồi giờ khắc này, phản phất đột nhiên không biết hẳn là như thế nào giới thiệu chính mình giống nhau, khô cằn do dự lên. Vẫn là một bên lão gia tử vỗ vỗ thê tử bả vai, tiếp nhận lời nói ra, trực tiếp biểu lộ thân phận, ta kêu Lý Ngọc Thư, đây là ta lão bà tử tú mẫn, Ngươi không quen biết chúng ta, nhưng là chúng ta nhi tử ngươi hẳn là nhận thức. Hắn kêu Lý Văn hút. Lời này vừa ra, các tường trên mặt vốn đang treo lễ phép tươi cười, lập tức thu liễm hiểu rõ lên. Nàng nói cái gì cũng chưa nói, xoay người đã muốn đi. Lão Thái Thái thấy tiểu cô nương như vậy, vội vàng duỗi tay giữ chặt nàng, vội vàng giải thích: Ngươi đừng nóng giận, chúng ta không có ý khác. Ta cùng lão nhân cũng là hôm qua mới biết kia nghịch tử đã từng cưới vợ sinh quá hài tử. Các tường muốn ném ra cánh tay thật dễ dàng nhưng là lão thái thái tha thiết nhìn chính mình, tràn đầy đều là cầu xin, nước mắt cũng đại viên đại viên đi xuống rớt, sắc mặt càng là tiều tụy, nàng miếm môi, tuy rằng không có lập tức chạy lấy người, nhưng là sắc mặt như cũ không thế nào đẹp, ngài muốn làm cái gì. Lão thái thái đã khóc không thành tiếng, nói chuyện cũng gập ghềnh, cuối cùng vẫn là lão gia tử lý ngọc thư khai khẩu, văn hút mấy ngày hôm trước đi. Các tường ngốc một cái chớp mắt, một hồi lâu mới biết được đi là có ý tứ gì, nàng mắt hạnh mở to lưu viên, hoàn toàn không nghĩ tới Lý Văn Húc cư nhiên qua đời. Sau một lúc lâu, nàng há miệng thở dốc, nhìn lão thái thái che lại khăn khóc thê thê thảm thảm, rốt cuộc chưa nói ra cái gì khắc nghiệt lời nói, chỉ rầu rĩ nói, hai vị nén bi thương. Lý Ngọc Thư kéo kéo khóe miệng, một hồi lâu cũng không có thể xả ra một cái tươi cười, vì thế hắn thở dài nói, kỳ thật này 10 năm tới, Văn Húc kia hài tử tính tình càng ngày càng cực đoan, làm việc cũng càng ngày càng không từ thủ đoạn, ta cùng lão bà tử cũng quản không được hắn, dần dần, cũng không thế nào liên hệ, mấy ngày hôm trước vẫn là cảnh sát tìm tới chúng ta, nói văn hút qua đời, là bị hắn kia tức phụ vương phương độc chết. Nghe đến đó, các tường nhịn không được mở to miệng nhỏ, thật sự không nghĩ tới, Lý Văn Hút cư nhiên là bị người độc chết, còn bị chính mình thê tử độc chết. Tuy rằng nàng tuổi không lớn, nhưng là từ lần trước gặp mặt thời điểm, nàng cũng có thể nhìn ra tới, cái kia kêu vương phương nữ nhân, có bao nhiêu để ý Lý Văn Hút, lúc này mới bao lâu. Như thế nào liền giết người đâu có lẽ là quá mức kinh ngạc các tường ngoài miệng một cái khoan khoái trực tiếp liền hỏi ra tới vì cái gì a à? lý ngọc thư lại thở dài nói đến đều là mất mặt văn hút kia hài tử cũng là tự tìm hắn bởi vì sự nghiệp bị nhục thường xuyên bị tra ra vấn đề cũng không biết hắn nghĩ như thế nào leo lên một cái rất có địa vị nữ nhân muốn cùng vương phương ly hôn tuy rằng lão gia tử không có nói thực minh bạch nhưng là các tường cũng đã hiểu sự nghiệp bị nhục hẳn là ba ba làm người ra bất quá các tường không cho rằng này có cái gì sai nếu lý văn hút tự thân không có gì vấn đề ba ba cũng không thể lung tung xếp vào tội danh hiển nhiên hắn thân gia vốn là không trong sạch lúc này mới chịu không nổi một chút sóng gió đối với lý văn hút loại người này các tường nhất thời cũng không biết hẳn là như thế nào đánh giá mới hảo dù sao nàng là như thế nào cũng tưởng không rõ lý văn hút vì cái gì liền không thể làm đến nơi đến chốn dựa vào chính mình một hai phải dựa dẫm lên từng cái nữ nhân quá thượng hảo nhật tử như nguyên lai cát tuyết tỷ như vương phương lại tỷ như hiện tại cái này cái gọi là có địa vị nữ nhân rõ ràng chính hắn đầu óc cũng không ngu ngốc vì cái gì một hai phải đi loại này cái gọi là lối tắt kia kia ngài nhị vị hôm nay tới là thông qua vừa rồi ngắn ngủi tiếp xúc các tường cảm thấy hai vị này lão nhân tư tưởng vẫn là rất chính phái chẳng sợ nói lên giết bọn họ nhi tử vương phương thái độ cũng thực bình thản lần này là lão thái thái khai khẩu chúng ta không có ý khác chính là ngày hôm qua đi cục cảnh sát thấy vương phương thời điểm, nàng nói cho chúng ta, văn hút trước kia còn từng có thê nhi, là ta cùng lão nhân không giáo dục hảo nhi tử, là chúng ta thực xin lỗi các ngươi mẹ con, cho nên muốn đến xem ngươi, ngươi yên tâm, ta biết ngươi cùng mụ mụ ngươi hiện tại sống rất tốt, chúng ta cũng sẽ không lại đến quấy rầy, chỉ là muốn gặp một lần ngươi, lại nói cho ngươi văn hút đi, hài tử, ngươi về. Sao không cần lại có điều cố kỵ, hảo hảo sinh hoạt. Nói, Lão thái thái từ trong túi móc ra một cái vòng ngọc, kéo qua các tường tay, không màng nàng cự tuyệt liền bộ đi lên, nàng hốc mắt sưng đỏ, tràn đầy nếp nhăn khóe mắt chỗ chậm rãi vượng ra một mặt nhỏ vụn cười, đừng có gánh nặng, coi như là một cái không thể hiểu được trưởng bối, cấp lễ gặp mặt, hảo hài tử, ta cùng lão nhân liền đi trở về, các ngươi chính mình hảo hảo, đến nỗi văn hút bên kia, coi như không quen biết đi, không tế bái, không nhớ, chính là người qua đường, giúp ta cùng mẫu. Thân ngươi mang một câu thực xin lỗi. Nói xong này đó, lão thái thái thanh âm khống chế không được run rẩy, khóc mắt trung nước mắt lại bắt đầu đảo quanh, nàng chạy nhanh cúi đầu dùng khăn thử thử, mới cười hướng các tường từ biệt, xoay người cùng trượng phu lẫn nhau nâng đi ra ngoài. Nên diện liền gặp phải một cái quỳnh tư hoa mạo, điệt lệ tuyệt thế mỹ lệ nữ nhân, một cái đẹp đến không giống phàm nhân nữ nhân. Lão thái thái liếc mắt một cái liền nhận ra người tới thân phận, không chỉ là bởi vì các tường cùng nàng có tám phần tương tự dung mạo, càng bởi vì, trước hai ngày, bọn họ thu thập nhi tử di vật khi, nhìn thấy xem qua trước nữ nhân hai tất ảnh chụp. Nhi tử bảo tồn thực hảo, cố ý dùng trong suốt lá mỏng phong ấn lên. Làm một cái mẫu thân, nàng tự nhiên có thể nhìn ra được tới, nhi tử đối với ảnh chụp chủ nhân tâm tư, chỉ là muốn oán cũng oán chính hắn lòng tham, có tốt như vậy thê tiểu không biết quý trọng, cố tình phải đi đường vòng. Đã từng nàng cũng oán mất nói bất công, nàng cùng lão gia tử cả đời dạy học và giáo dục, cuối cùng bị chính mình học sinh cử báo, biến thành cái gọi là phần tử xấu. Nếu không có lần đó rung chuyển, bọn họ văn hút có lẽ liền sẽ không thay đổi thành sao lại kia khổ mục đáng ghét bộ dáng. Bất quá, theo sau nàng cũng suy nghĩ cẩn thận, lão nhân nói rất đúng, vẫn là hài tử chính mình vặn vẹo tâm tính, rốt cuộc bọn họ mặc khác mấy cái hài tử, giống nhau bị khổ, lại như cũ có thể từ gian khổ trung bò dậy, đường đường chính chính làm người, có lẽ không như vậy ưu tú, nhưng sống lưng tử là thẳng. Nghĩ đến đây, hai bên sai thân mà qua là, lão thái thái hướng tới các tuyết hơi hơi không không lưng tỏ vẻ nàng xin lỗi các tuyết tuy rằng không biết tình huống như thế nào như cũ trở về cái lễ sau đó mới đi đến nữ nhi bên người nắm tay nàng hỏi kia hai vị là ai ta vừa rồi giống như nhìn đến bọn họ là ở nói với ngươi lời nói nhìn thấy mẫu thân các tường cũng không ngoài ý muốn buổi sáng ở trong nhà thời điểm mẫu thân liền nói hôm nay muốn đem hai mặt theo đưa đến trân tú phường buổi tối thuận tiện tới đón nàng các tường nhìn hai vợ chồng già thượng một chiếc chờ ở cách đó không xa xe taxi mới đưa trên cổ tay vòng tay lui ra tới cấp mẫu thân một bên đỡ người đi ra ngoài một bên đem mới vừa rồi sự tình giải thích một liền cuối cùng nói vừa rồi ta không tiếp theo giống như cũng không tốt ta xem lão nhân gia đều sắp xỉu đi qua nếu không chờ lần sau trở về cấp nải nải đi các tuyết trong lòng nhất thời cũng không biết là cái cái gì tư vị nàng đều không có nghe trượng phu nói đột nhiên biết được như vậy cái tin tức đối với Lý Văn hút nàng là không có gì cảm xúc, chỉ là có chút thổn thức làm phụ mẫu. Ca ca vào đại học sau, thời gian quá không có các tường cho rằng như vậy chậm, có lẽ là vẫn luôn không có đình chỉ liên hệ, hai người chi gian còn không có tới kịp sinh ra xa lạ cảm, đương nàng ăn mặc trắng chắc áo bông, từ vườn trường gian nan dịch ra tới thời điểm, nên diện lại lần nữa thấy được, phân biệt mấy tháng cao lớn thiếu niên. Nàng ngắn mũi kinh hô thanh, lại lần nữa chớp chớp mắt, xác định thật sự không phải chính mình hoa mắt, thật là ca ca chính hướng tới chính mình gian hai tay cánh tay, tiểu cô nương cao hứng điên rồi, trong cổ họng phát ra chung bạc tiếng cười, nhanh chóng hướng về thiếu niên chạy đi. Trực tiếp bổ nhào vào người trong lòng ngực, đem thiếu niên đâm sau này lão đảo vài bước, nàng mới đỡ thiếu niên cánh tay, lại nhảy lại nhảy cười nói, ca ca, ngươi chừng nào thì trở về. Nắm người đạp lên mềm xốc tuyết địa thượng, phát ra kẻo kẹt kẻo kẹt nhỏ vụn tiếng vang, phó khuê cũng cười, thanh lãnh giữa mày tràn đầy vui mừng, hắn thói quen tính tiếp nhận tiểu nha đầu cặp sách, hướng cách đó không xa xe đi đến, còn không có về nhà đâu, liền trước tới đón ngươi cái tiểu nha đầu, thế nào? Có mặt mũi không? Các tường cười thanh khách, rét lạnh thời tiết, mang ra không ít xương trắng, có mặt mũi, quá có mặt mũi. Khi nói chuyện, hai người đã ngồi trên xe, các tường đem khăn quàng cổ đi xuống lay lay, cảm thấy lạc không như vậy khó chịu mới cười nói, ta còn tưởng rằng ca ca ăn tết muốn ở thành phố Di bồi nải nải bọn họ đâu. Thiếu niên cười nhéo nhéo tiểu nha đầu phấn phát phát gương mặt, ta này không phải sợ có chút người khóc nhè sao. Các tường không phục vỗ rất hắn tay, kháng nghị, ca ca, ta đều một mẻ 61, ngươi đừng còn khi ta là tiểu hài tử. Phó khuê phát động xe, hồi dỗi, nha, không tồi a, à, bất quá ca ca đã một mẻ 92, ngươi cần phải cố lên a. À. Các tường, làm nàng tự bế trong chốc lát. Phó khuê đột nhiên xuất hiện, đừng nói là các tường, ngay cả các tuyết cũng là cao hứng không được, đỉnh cái bụng to liền đón đi lên, túng người trên dưới đánh giá một phen lại là vui mừng lại là lo lắng nói như thế nào gầy nhiều như vậy không hảo hảo ăn cơm đi về nhà phải hảo hảo bổ bổ nếu không sang năm không cần trọ ở trường ngươi ở bên ngoài tìm cái phòng ở thuê không đến liền mua tiểu thẩm có tiền lại thỉnh cái a di giúp ngươi làm tam cơm thiếu niên nghe tiểu thẩm lãi nhãi cũng không ngắt lời chỉ là mặt mày ôn hòa đỡ nàng hướng trong phòng đi không có biện pháp tiểu thẩm bụng xem phó khuê thật sự khẩn trương hoảng Hắn đến đem người đỡ đến trên sofa ngồi định rồi, hắn mới cười trả lời, không cần, trường học ly nải nải ra không xa, nàng lão nhân gia ba ngày hai đầu liền cho ta đưa ăn, ta cũng không ốm, còn trọng mấy cân, chính là lại cao chút, mới nhìn gầy đi. Các tuyết đôi tay ôm bụng, lại tinh tế đánh giá thiếu niên, cười giận, ngươi cũng ngồi xuống, quá cao, xem tiểu thẩm cố hết sức, cũng không thể lại trường vóc dáng, đều phải sau so ngươi tiểu thúc cao đi, quá cao cũng khó coi. Phó khuê ngồi ở nàng đối diện, gập lên chân dài cười nói, cùng tiểu thúc giống nhau cao. Các tường thấy mẫu thân cùng ca ca liêu cao hứng, nàng liền đi phòng bếp nói cho Lý Thẩm ca ca đã trở lại, thỉnh nàng nhiều làm mấy cái ca ca thích ăn đồ ăn, lại vì chính mình cùng thiếu niên một người vọt ly nhiệt sữa bò, ấm áp thân mình. Mang sang tới thời điểm, các tường hỏi mẫu thân muốn hay không uống một chén. Các tuyết vốn dĩ không nghĩ uống, bất quá nghe nồng đậm nải hương, liền cũng muốn một ly. Đại phó lập thành cùng tiểu trương trở về thời điểm, nhìn thấy chính là một nhà ba người ngồi ở trên sofa, một người ôm một cái cái ly, một bên uống sữa bò, một bên nói chuyện phím hình ảnh. Nữ Nhi còn kiều khí nửa dựa ở thiếu niên bên người, thường thường phát ra cao hứng tiếng cười. Một màn này quá mức ấm áp, đặc biệt ở như vậy một cái rét lạnh thời tiết, giống như một con suối nước nóng đem chính mình lôi cuốn giống nhau, Phó Lập Thành công công môi, đem mũ treo ở cạnh cửa trên giá, lại phủi phủi trên người lây dính lạnh lẽo, mới đi nhanh hướng đi ba người sau đó ở mấy người đồng thời quay đầu lại triều hắn cười thời điểm, nam nhân cũng cười, ngồi ở thê tử bên người sau, cẩn thận đem người ôm tiếng trong lòng ngực, nhìn đối diện bọn nhỏ, gia nhập bọn họ đề tài. Chương 67 chương 67 Mùa xuân tam nguyệt, đang quế phiêu hương Phó lập thành 39 tuổi này một năm ấm xuân, nên đón nhân sinh lại một cái đỉnh, nôn nóng canh giữ ở phòng sinh ngoại, đợi 7-8 tiếng đồng hồ sau, cuối cùng chờ tới một cái ngọc tuyết đáng yêu tiểu thiên sứ, Nam nhân không kịp nhìn kỹ, lo lắng dò hỏi thê tử tình huống, biết được hết thảy đều hảo, mới ỷ vào thân cao, lòng tràn đầy vui mừng nhìn, đã bị mẫu thân thẩm bội lan cùng các thúy phương cùng nhau súng lại hài tử. Không biết có phải hay không thời gian mang thai dưỡng hảo, tiểu hài tử mặt cũng không nhăn nheo, ngược lại thực bóng loáng, cũng nguyên nhân chính là vì bóng loáng, mới có thể càng rõ ràng nhìn ra hài tử ngũ quan hình dáng, nam nhân trên mặt cao hứng chi sắc tàn đều tàn không được, nhìn cùng chính mình thê tử cực kỳ tương tự dung mạo, vui sướng hỏi, nữ hài sao?" Tiểu hộ sĩ cười nói, "Nam hài." Phó Lập Thành. Các Thúy Phương cười mắng con rể, lớn lên giống như Tuyết Tuyết, vừa thấy chính là Nam hài, đều nói Nam hài giống mụ mụ, nữ hài mới giống ba ba liệt. Thẩm Bội Lang cũng cười mỉm mắt, "Thẳng niệm A Di Đà Phật, giống mụ mụ hảo, giống mụ mụ hảo, tiểu Tuyết như vậy đẹp, đứa nhỏ này lớn lên đến không được, a da, nhiều ít tiểu cô nương đuổi theo chạy nha, may mắn không giống Lập Thành, khuê nữ giống Lập Thành nói vẫn là tính tính. Ghét bỏ xong nhi tử sau, thẩm bội lan thỏa mãn ôm tiểu tôn tử, nhịn không được lại lần nữa niệm vài biến Phật. Phó lập thành. Tân sinh nhi sinh ra cấp vốn là ấm áp trong nhà, mang đến càng nhiều hoang thanh tiếu ngữ. Bảo bảo nhũ danh kêu Tam Nguyệt, là cái cơ linh nói ngọc tiểu gia hỏa. Từ Tam Nguyệt sinh ra, năm tháng như là đột nhiên điên trướng lên, nhìn hắn một ngày một cái biến hóa, từ một cái cả ngày ăn ngủ, ngủ ăn nải đoàn tử, trưởng thành một cái tam đầu thân manh qua, thả có thể linh hoạt truy ở các tường phía sau chạy thời điểm. Thời gian đã cực nhanh 3 năm. Các tường đã là một người liền học lớp 12 đại cô nương. 18 tuổi nàng, trúc đi trẻ con phì, vũ quan dần dần nảy nở, từ một cái xinh đẹp tinh xảo thủy tinh oa oa, thành công lột xác thành đường công rõ ràng mỹ lệ cô nương. Mỹ lệ tới trình độ nào đâu, ước chừng chính là cái loại này, đi ở trong đám người, vĩnh viễn đều là tiêu điểm, rồi lại làm người không dám dễ dàng đụng chạm, liền sợ một chạm vào tức toái, chỉ vì nàng mỹ không giống chân nhân hôm nay chung tăng học vang lên khi các tường sách thượng thư bao liền ra bên ngoài hướng một chút thân là nhu nhược đại mỹ nhân trực giác cũng không nàng hiện tại trạng huống cùng những cái đó bảo mẹ cũng sắp xỉ trong nhà có cái tam đầu thân tiểu yêu tinh mỗi ngày câu dẫn nàng về nhà phụ thuộc trung học cao trung bộ năm kia ở con đường hai bên trồng đầy tử vi thụ bảy nguyệt chính thức mùa hoa nở gió nhẹ đánh úp lại tảng lớn phấn màu tím cánh hoa theo gió lay động từ từ bay xuống rơi rụng trên mặt đất, duy mỹ cực kỳ. Tan học thời điểm, biển hoa giang lui tới bọn học sinh hi hi ha ha chạy vội truy đuổi, thậm chí có mấy cái nam hài, ra vẻ soái khí vận bóng rổ, muốn hấp dẫn cách đó không xa, cái kia mỹ lệ giống như tinh linh nữ hài chú ý. Các tường, từ từ ta. Sắp đến xe lều thời điểm, đắm chìm ở chính mình suy nghĩ, chỉ lo vùi đầu đi đường các tường nghe được có người kêu nàng, thanh âm rất là quen thuộc. Nàng cười quay đầu lại, quả nhiên là trần điềm, hai người cao trung sau không có lại cùng lớp, bất quá cũng liền ở cách vách, cho nên thường xuyên chạm mặt. Dừng lại bước chân chờ chạy mau lại đây Trần Điềm, đã nhân tới rồi trước mặt nàng mới hỏi, làm sao vậy? Trần Điềm chống đầu gối thở hỗn hển mấy khẩu, mới hồi, ta ngày mai muốn đi thị thư viện mua chút thư, ngươi có đi hay không? Các tường vô ngữ, ta xem ngươi là muốn đi thư phô thuê tiểu thuyết đi. Hắc hắc, mỹ nhân, nếu đã biết, hà tất chọc phá đâu, còn có phải hay không hảo tỉ muội Trần Điềm đâm đâm lão ngồi cùng bàn bả vai, một chút cũng không có ngượng ngùng. Các tường liếc nàng liếc mắt một cái, ngươi liền không thể chờ một chút. Lại quá hơn một tuần liền thi đại học, chờ thi đậu đại học, còn không phải tùy tiện ngươi chơi. Trần Điềm che lại ngực, a nha, chính ngươi trông như thế nào không rõ ràng lắm sao. Mau đừng hướng tới ta liếc mắt đưa tình, ta một nữ cũng khiên không được, cả người cùng qua điện dường như. Nói xong, Trần Điềm ở lão ngồi cùng bàn xem thường trung cười ha ha, nói tiếp, ta trước kia cũng cảm thấy vào đại học liền tự do, nhưng là đi, ta một cái biểu tỷ năm kia thi đậu đại học sau, ta cảm giác nàng so chúng ta cái này cao trung sinh cũng nhẹ nhàng không đến chạy đi đâu, nghe nàng kia ý tứ, còn muốn khảo đến nước ngoài lưu học đâu, chật chật chật. Chân chính là học vô trường mực A, ta liền tính, có thể thi đậu đại học liền A Di Đà Phật. Nghe được Trần Điềm nói ra quốc, các tường vốn dĩ nhu hòa biểu tình trệ trệ, bất quá cũng chỉ một cái chớp mắt, lại khôi phục bình tĩnh, đột nhiên liền không có nói chuyện phiếm tâm tình, nàng nâng cổ tay nhìn nhìn đồng hồ nói, chủ nhật ta còn có việc, liền không bồi ngươi đi. Trần Điềm cũng là mới vừa rồi nhìn đến lão ngồi cùng bàn, mới nghĩ hỏi một câu, nàng không đi cũng tại dự kiến trong vòng, đừng nhìn mấy năm nay, lão ngồi cùng bàn rổ mã càng ngày càng đẹp, cùng đóa kiều hoa giống nhau, nhìn cũng là mềm mại bộ dáng, kỳ thật căn bản không có cái gì bằng hữu. Không phải người khác không nghĩ cùng nàng giao bằng hữu, hoàn toàn là nàng bản thân, quá lưu luyến gia đình, còn luyến đệ đệ, trước kia đề tài thường xuyên đều là ca ca hiện tại xuất hiện ở nàng trong miệng đã tất cả đều là cái kia kêu tam nguyệt tiểu khả ái mẹ tam nguyệt đâu không thể không nói làm ở chung mấy năm lão đồng học trần điềm vẫn là hiểu biết các tường này không mới vừa về đến nhà các tường thói quen tính liền bắt đầu tìm đệ đệ lầu trên lầu dưới chuyển động một vòng cũng không phát hiện nguyễn manh tiểu gia hỏa cuối cùng đi vào mẫu thân phòng ngủ tìm kiếm thấy mẫu thân một người ngồi ở theo giá trước bận rộn há mồm hỏi. Năm tháng bất bại mỹ nhân, ba năm qua đi, thời gian tựa hồ luyến tiếp ở trên người nàng lưu lại bất luận cái gì dấu vết, các tuyết như củ mỹ kinh người. Thấy nữ nhi trở về, nàng cười quay đầu lại, ngươi nãy nãy lại đây, mang tam nguyệt đi ra ngoài chơi. Các tường ánh mắt sáng lên, cái nào nãy nãy? Các thúy phương cùng thẩm bội lan đều là nãy nãy, những năm gần đây quá bên này rất nhiều lần, cho nên các tường mới có này vừa hỏi. Các tuyết thu cuối cùng một châm sau đứng dậy, Ngươi bội lang nải nải. Đối với thẩm bội lang, các tường cũng là thực thích, nàng giúp đỡ mẫu thân nhéo nhéo vai cổ, tò mò, nải nải như thế nào đột nhiên tới. Phía trước cũng chưa nghe nói, đây là phải cho chúng ta kinh hỉ sao. Các tuyết hiếp mắt hưởng thụ nữ nhi tri kỹ phục vụ, thả lỏng bả vai cơ bắp, nghe vậy cười ý vị thâm trường, hẳn là tưởng cho ngươi kinh hỷ đi. Các tường sửng sốt. Không phải thực minh bạch lời này là có ý tứ gì, hỏi lại mẫu thân, nàng lại thần thần bí bí không muốn nhiều lời. Thật sự hỏi không ra tới các tường cũng liền không miễn cưỡng, dù sao nên biết đến, sớm muộn gì sẽ biết, lại cùng mẫu thân trò chuyện trong chốc lát việc nhà, nàng liền tính toán đi thư phòng làm bài tập đi. Lại quá 10 ngày, các tường cũng muốn tiến vào trường thi, bắt đầu trong cuộc đời cực kỳ quan trọng trung khảo, chẳng sợ nàng hiện giờ thành tích đã cầm cờ đi trước, ghi danh cũng là mỹ viện, nhưng là đối với văn hóa khóa thành tích, nàng vẫn luôn cũng chưa từng thả lỏng. Lại không nghĩ, mở ra cửa thư phòng, gặp được một cái ngoài ý liệu người cái kia xuất ngoại hai năm nam nhân. Đúng vậy, nam nhân, rõ ràng cũng mới 20 xuất đầu người, giờ phút này người mặc một thân thỏa đáng âu phục, nhìn trầm ổn lại có thể dựa. Các tường chinh lăng qua đi, bẹp bẹp miệng, hốc mắt nháy mắt đỏ, một đôi thủy trong mắt nước mắt nhi bắt đầu lăn lộn, chính là không muốn làm nước mắt rơi xuống, chỉ là ủy khuất ba ba đứng ở cửa, nhìn chầm chầm bên trong nam nhân, không gần cũng không lùi. 21 tuổi phó khuê, đã rút đi ngây ngô, không ngừng hình dáng biến ngạnh lãng, ngay cả vai lưng đều rộng lớn vài phần không còn có mấy năm trước đơn bạc thiếu niên thân hình hắn vốn dĩ dựa nghiêng trên trên bàn làm việc trên mặt treo thả lỏng lại ôn nhu tươi cười nhìn đã trưởng thành đại cô nương cát tường dang hai tay cánh tay dọn xong tư thế chờ nàng phát lại đây nhưng mà nhìn thấy nàng ủy khuất hỏng rồi tiểu biểu tình cùng kia treo ở hàng mi dài thượng uy hiếp hắn nước mắt nhi nam nhân trong lòng một nắm nháy mắt đã không có treo đùa ý niệm thậm chí có chút hối hận chính mình vì cái gì một hai phải lộng này cái gọi là kinh hỉ hắn ngồi dậy bước nhanh đi đến nữ hài bên người thói quen tính nâng lên tay vừa muốn đem người hợp lại tiếng trong lòng ngực lại ở đụng chạm đến tiểu cô nương bả vai thời điểm chần chờ hạ phó khuê buông xuống mặt mày phát hiện tiểu cô nương không biết khi nào đã trường tới rồi bờ vai của hắn chỗ không ở là từ trước tiểu nha đầu nàng thành niên hai người đều đã lớn lên lại làm thân mật hành động tựa hồ có chút không thích hợp nghĩ đến đây phó khuê ánh mắt ảm đạm một cái chớp mắt đầu một hồi cảm thấy trưởng thành tự hồ cũng không phải như vậy hảo, ít nhất không thể hướng từ trước như vậy, muốn ôm liền ôm, tưởng ôm liền ôm. Cuối cùng, hắn mặt danh thở dài, mắt phượng chỗ sâu trong dạng ôm nhu, nam nhân đem chuẩn bị ôm người bàn tay to, ấn ở tiểu cô nương trên đỉnh đầu xoa xoa, không lưng xin lỗi, ý ý không khổ sở được không? Ca ca không phải đã trở lại sao? Là ca ca sai rồi, không khóc được không? Người đều là như thế này, không được đến an ủi phía trước còn hảo, chính mình là có thể hoãn lại đây. Chính là bị như vậy một hống, kia cổ làm ra vẻ kính nghi liền như thế nào cũng áp chế không được. Nàng nước mắt nháy mắt giống như vỡ đê, đại viên đại viên đi xuống lăn xuống, ở nam nhân luống cuốn tay chân vì nàng trà lau thời điểm, nàng trừng mắt người bắt đầu lên án, người hơn hai năm không có đã trở lại. Phó khuê ăn nói khép nép, là là là, là ca ca không tốt, ca ca không nên đi ra ngoài lâu như vậy. Ngươi rõ ràng có nghỉ hè nghỉ đông, nhưng ngươi ở nước ngoài chính là không trở lại nữ hài tiếp tục lên án. hảo hảo hảo, đều là ca ca không tốt, ca ca về sau nhất định sửa được không? Phó khuê một bên giúp tiểu cô nương trà lau nước mắt, một bên không hề nguyên tắc tiếp tục xin lỗi. ngươi cách ngươi còn không cho ta đi tìm ngươi. Phó khuê bị tiểu cô nương đột nhiên đánh cách đầu nói, thiếu chút nữa không phun cười ra tiếng, lại lo lắng tiểu nha đầu càng thêm tức giận, dùng sức nhẫn cười giải thích. ca ca không phải lo lắng ngươi một tiểu nha đầu ở trên đường xảy ra chuyện sao? cho nên ca ca liều mạng đọc sách, chính là vì sớm một chút về nước tìm chúng ta ý ý a. À? Chính là ngươi hơn 2 năm không trở về. Đến, đề tài lại vòng đã trở lại, phó khuê giúp tiểu cô nương sát nước mắt, tiếp tục hống, về sau ca ca đều không đi rồi, bất quá chúng ta ý ý thật lợi hại, hơn 2 năm không thấy, cư nhiên trường như vậy cao. Biết rõ hắn này ngữ khí là ở hống tiểu hài tử, nhưng các tường vẫn là không nhịn xuống kiều kiều khóe miệng, ai kêu nàng đã từng nhất để ý chính là thân cao đâu lúc này bị hống lại khóc lại cười, hảo không chật vật, một chút ít cũng không có trước mặt ngoại nhân nữ thần hình tượng. Nam nhân cũng bất giác phiền, ngược lại cực có kiên nhẫn hỗ trợ trà lau nước mắt, còn không quên cắt đất đền tiền, cho phép thật nhiều chỗ tốt, mới đưa tiểu tổ tông hống hảo. Cuối cùng, quở trách xong ca ca vô số tông tội danh sau, các tường sưng đỏ một đôi con thỏ mắt, ngửa đầu nhìn có chút xa lại nam nhân, nhỏ giọng nói, ca ca, ta có thể tưởng tượng ngươi. Phó khuê đồng tử sậu súc, nha đầu này, đại khái vĩnh viễn cũng không biết, ở tiểu thúc tiếp tiểu thẩm cùng nàng đi vào thành phố S lúc ban đầu, hắn là cỡ nào bàn hoàng bất an, nàng ước chừng vĩnh viễn cũng không biết, đương nàng dính ở chính mình bên người, yêu cầu hắn thời điểm, hắn là cỡ nào vui vẻ, vui vẻ chính mình cũng không phải dư thừa, vui vẻ chính mình cũng bị người yêu cầu. Hảo sau một lúc lâu, phó khuê đứng dậy, ở nữ hài khó hiểu trong tầm mắt gian hai tay cánh tay, ôm thanh hỏi, kia, muốn hay không ôm một cái đáp lại hắn chính là nữ hài trực tiếp phát lại đây thân mình, cùng một câu kiên định, đương nhiên muốn. Chương 68 chương 68 Tam Nguyệt cảm thấy sự tình không lớn dịu. Đã từng mỗi ngày đều sẽ vây quanh chính mình chuyển động xinh đẹp tỉ tỉ, bị một cái đột nhiên xuất hiện đại phôi đảng phân đi tâm thần. Đối cái này, nghe nói khi còn nhỏ ông quá chính mình ca ca, Tam Nguyệt ngay từ đầu cũng là thích, rốt cuộc ca ca cho hắn mua rất nhiều rất nhiều món đồ chơi. Nhưng là ca ca quá xấu rồi, chờ hắn từ món đồ chơi đôi phục hồi tinh thần lại khi, liền phát hiện sự tình không thích hợp. Còn không đến 3 tuổi tiểu bao tử không biết cái gì là viên đạn bọc đường, nhưng thông minh đầu nhỏ đã đã nhận ra không khỏe. Cho nên, đương lại một lần nhìn đến tỷ tỷ cùng ca ca ngồi ở cùng nhau thời điểm, hắn bước củ sen tiểu thô chân, lộc cộc liền ghé vào tỷ tỷ trên đầu gối, ngưỡng đầu nhỏ triều nàng lộ ra một cái khả khả ái ái tươi cười. Quả nhiên, các tường bị nải oa oa manh tâm ca nghi rung, đem hắn ôm ở trên đùi an trí hảo còn chưa đủ, lại đối với tiểu gia hỏa thịt đô đô, động hô hô gương mặt thân thơm vài khẩu, thẳng đến đem nải oa oa thân khanh khách cười không ngừng, mới cười hỏi, tam nguyệt như thế nào lạc? Là... Như thế nào không cùng nải nải đi ra ngoài chơi nha? Nghĩ đến này, nho nhỏ tam nguyệt lập tức quên mất bên cạnh chán ghét ca ca, tiểu đại nhân dường như thở dài, không đi, tam nguyệt quá khó khăn. Tiểu gia hỏa đúng là ái trang đại nhân tuổi tác, thường thường liền toát ra hai câu lời nói, hoặc là liền kinh người chết, hoặc là liền cười chết, lúc này cũng là, các tường bị hắn thở dài bộ dáng đậu đến thiếu chút nữa cười phun, nghẹn cười sau một lúc lâu mới hỏi ra tới, bảo bảo vì cái gì quá khó khăn a à. Tiểu gia hỏa nhi bẻ thịt hô hô ngón tay cáo trạng, chu nải nải, hà nải nải, lưu thẩm thẩm. Dù sao thật nhiều đại nhân đều thích niết ta mặt, nếu không chính là thân ta, nhưng phiền nhân. Phúc, các tường cái này thật không chống đỡ được tiểu khả ái bạo kích, cười cong mặt mày. Tam Nguyệt ngay từ đầu có chút ngốc, tự hồ không rõ tỷ tỷ vì cái gì cười, sau lại thấy bên cạnh ca ca cũng vẽ mặt tươi cười, tiểu gia hỏa lập tức không làm, củ sen cánh tay gian nan làm ra một cái hoàng ngược động tác, sau đó hơi thấp đầu, bài trừ song cầm, làm ra một cái tức giận biểu tình, trừng mắt tỷ tỷ. Các tường. Xong rồi, càng muốn cười, nàng dùng sức véo véo chính mình, lo lắng tiếp tục cười đi xuống khả năng sẽ thương đến tiểu khả ái lòng tự trọng, chỉ là không biết vì cái gì, khác vài cái, một chút cũng không đau liền ở nàng tính toán lại dùng điểm lực thời điểm, tay đã bị một đôi ấm áp khô ráo bàn tay to nắm lấy, ngay sau đó bên tai liền truyền đến mắt lạnh nam âm, trong giọng nói tràn đầy bất đắc dĩ, đừng khát, lại véo đã bị ngươi nắm xuống một miếng thịt. Các tường một, nhanh chóng nghiêng đầu nhìn lại, lúc này mới phát hiện, hai người sóng vai ngồi ở trên sofa, chân dựa vào cực gần, mới vừa rồi hẳn là véo đến ca ca trên đùi. Tư cập này, các tường lại nhịn không được bật cười, trách không được ta một chút cũng không đau đâu, ha ha. Phó Khuê buông ra tay, xoa xoa bị véo đau đùi, giữa mày cũng nhiễm ý cười. Tỷ tỷ. Phát tiểu tính tình, cư nhiên không có bị hống, Tam Nguyệt tiểu bằng hữu tỏ vẻ thật sự sinh khí, quả nhiên cái này ca ca là cái hư ca ca, tuy rằng ba ba nói nam tử hán không nên khóc nhè, nhưng là tiểu Tam Nguyệt vẫn là nhịn không được ủy khuất bắt đầu bẹp miệng. Nga, là tỷ tỷ sai, chúng ta Tam Nguyệt không tức giận nga, tỷ tỷ cùng ngươi xin lỗi, bất quá, tỷ tỷ cũng thường xuyên thân Tam Nguyệt nha, vì cái gì không muốn cấp chu nải nải bọn họ thân a à. đệ đệ thật sự sinh khí các tường nhưng luyến tiếc hắn khóc nhè chạy nhanh đem tiểu khả ái bế lên tới ở trong phòng đi qua đi lại tam nguyệt thực hảo hống lập tức mặt mày hớn hở thịt đô đô cánh tay ôm tỷ tỷ cổ nải thanh nải khí nói kia không giống nhau nha tỷ tỷ là nội nhân chu nải nải các nàng là người ngoài tam nguyệt là nam hài tử không thể cùng nữ hài tử khác thân thân các tường cảm thấy chính mình muốn rơi nước mắt như mưa nghẹn cười nghẹn lời này ai nói cho ngươi a à? tam nguyệt chính hướng về phía ngồi ở trên sofa ca ca đắc ý nâng tiểu cầm vẻ mặt tỉ tỉ vẫn là yêu nhất bảo bảo đắc ý hình dáng phó khuê lười nhác giao điệp khởi chân dài hẹp dài mắt phượng hơi liễm đột nhiên cảm thấy tiểu gia hỏa này cũng không phải như vậy đáng yêu là chuyện như thế nào nghe được tỉ tỉ nói tam nguyệt đương nhiên nói ba ba nói cho ta nha sợ tỉ tỉ không tin tiểu gia hỏa còn thao tiểu nải âm bá bá giải thích lần trước Tam Nguyệt thấy ba ba thân mụ mụ, ta cũng muốn thân mụ mụ, ba ba nói nội nhân mới có thể thân, Tam Nguyệt không thể. Các tường Khụ khụ, một không cẩn thận nghe được cha mẹ đại dưa, tiểu cô nương chỉ có thể tự động lọc, vậy ngươi như thế nào cảm thấy tỷ tỷ chính là ngươi nội nhân A? À? Tam Nguyệt vẽ mặt tỷ tỷ ngươi biến bổn tiểu biểu tình, mụ mụ là ba ba, tỷ tỷ khẳng định chính là Tam Nguyệt A. À? Trong nhà theo ta cùng ba ba hai cái nam tử hán, một người một cái vừa vặn tốt nha. Các tường ngươi đưa ngươi phân kẹo đâu, còn một người một cái, bất quá. Ai nói trong nhà có hai cái nam tử hán? Rõ ràng là ba cái, ca ca không phải cũng là nhà ta nam tử hán. Tam Nguyệt chỉ cảm thấy sét đánh giữa trời quang, hắn mở to tròn xoe mắt to, dạy ra một hồi lâu, mới nhìn về phía thanh thản ngồi ở trên sofa, triều hắn cười ca ca, chứng thực nói, thật đắt. Phó khuê ho nhẹ một tiếng, khó khăn mới sang bằng khóe miệng, tận lực nghiêm túc biểu tình, gật gật đầu, thật sự. Hoa! Ô ô, Tam Nguyệt cái này thật sự bi thương, hắn vẫn luôn cho rằng tỷ tỷ là chính mình, không nghĩ tới cư nhiên toát ra một cái hư ca ca cùng hắn đoạt, hắn. Cách. Hắn giống như còn đoạt bất quá. Cách. Tam Nguyệt từ nhỏ đến lớn rất ít khóc, lần này tử, các tường lập tức nghẹn hạ ý cười, bắt đầu hống hắn, Tam Nguyệt không khóc nga, tỷ tỷ đậu ngươi chơi, chúng ta Tam Nguyệt nói không có sai, tỷ tỷ nhưng còn không phải là ngươi nội nhân sao, có phải hay không à? a, ca ca. Phó khuê mím môi thấy một lớn một nhỏ, cực tương tự hai khuôn mặt nhìn chính mình, rõ ràng là một câu rất đơn giản nói dối, giờ khắc này, hắn mặt danh liền không nghĩ nói dối. Mắt thấy Tam Nguyệt lại muốn bắt đầu nghẹn nước mắt, hắn há miệng thở dốc, nghĩ muốn hay không dời đi cái đề tài, liền nghe được nhà mình tiểu thúc thanh âm từ cửa vang lên, Tam Nguyệt như thế nào khóc. Quên ba ba nói qua. Ngươi là nam tử hán. Đổ máu không đổ lệ. Tam Nguyệt quay đầu xem ba ba, hai mắt đẫm lệ mà mông lung hướng tới ba ba mở ra bụ bẩm cánh tay, muốn ôm một cái. Đại phó lập thành bắt lấy quân mũ, đem nhi tử một tay ôm trong lòng ngực khi, Tam Nguyệt thúc tha thúc thiếp liền bắt đầu cáo trạng, ba ba, là ca ca hư, hắn cùng Tam Nguyệt đoạt tỷ tỷ. Lúc này, nghe được nhi tử tiếng khóc cắt tuyết, cũng từ trong phòng tìm ra tới, thuận đi thang lầu liền đi xuống dưới. Các tường da đầu căng thẳng, trực giác không tốt, liền phải đánh gãy tiểu gia hỏa nói. Nhưng mà đã không còn kịp rồi, Tiểu gia hỏa mồm miệng lanh lợi hỏng rồi, tư duy cũng không loạn, bá bá liền bắt đầu giải thích. Mắt thấy ngăn cản không được, các tường túng ca ca cánh tay, nhanh chân liền ra bên ngoài chạy. Chờ chạy đến trong viện, còn có thể nghe được các tuyết tiếng gầm gừ, phó lập thành, ngươi như thế nào nói cái gì đều cùng nhi tử nói. Buổi tối cút cho ta đi phòng cho khách ngủ. Thật tới rồi thi đại học hôm nay, các tường ngược lại không có thực khẩn trương, bởi vì nàng Mỹ thuật chuyên nghiệp sớm đã thông qua, mọi người đều biết, nghệ thí sinh đối văn hóa khóa điểm yêu cầu cũng không tính cao, huống chi, sư phó còn nói, liền tính nàng văn hóa khóa không đủ tiêu chuẩn, nàng hội họa trình độ cũng đủ trường học đặc chiêu. Bất quá vì không cho sư phó mất mặt, các tường tuy rằng không có thực khẩn trương, nhưng như cũ phát huy không tồi, đãi cùng lão sư so qua đáp án sau, tình trạng nguyên gì đó có chút khoa trương, nhưng là cũng sẽ không kém rất nhiều, không uổng công nàng những năm gần đây nỗ lực. Thi xong sau, nàng nơi nào cũng chưa đi, cũng không nhúc nhích bút vẽ, mà là ở trong nhà hung hăng nghỉ ngơi hai ngày, chờ hoàn toàn thả lỏng xuống dưới, mới nghĩ muốn hay không đi ra ngoài chơi một chút, kiến thức kiến thức tổ quốc rất tốt non sông, thuận tiện sưu tầm phong tục. Một cái thành công họa gia, mặc kệ là nào một loại phong cách họa gia, chỉ có nhiều đi ra ngoài nhìn xem, mới có thể có nhiều hơn linh cảm. Ngươi muốn đi nơi nào chơi? Biết được nàng ý tưởng sau, phó khuê từ một đống công tác trung thoát thân. Bọn họ tự chọn siêu thị trải qua gần 3 năm lên men, tuy rằng còn chưa tới cả nước thiết điểm nhưng là cũng có ba mươi mấy gia sở hữu công nhân mời như cũ đều là giải nghệ quân nhân mấy năm nay hắn ở nước ngoài đọc sách công ty sự tình cơ bản đều là vệ cẩn cùng nghiêm lệnh an hai người quản lý đến nỗi cẩu lan thần cùng ném cũng không sai biệt lắm hắn niệm chính là trường quân đội kỷ luật nghiêm minh không có khả năng cho phép hắn kinh thương các tường lắc lắc đầu ta cũng không biết sư phó nói ta không địa phương đi có thể đi theo sư huynh nga chính là mễ quản hạo cùng đi tân cương đi dạo hắn muốn đi bên kia nhìn xem đại thảo nguyên. Còn có mấy tháng, liền phải rảo bước tiến lên thập niên 90, mấy năm nay kinh tế phát triển quá nhanh, có tiền bôn khá giả gia đình cũng càng ngày càng nhiều, đường ấm no không hề là vấn đề khi, người liền sẽ hướng hưởng thụ sinh hoạt thượng dựa sát. Cho nên mấy năm nay, du lịch liền dần dần mới mẻ độc đáo lên, đương nhiên, những người này vẫn là số ít, cơ bản đều là lúc đầu mạo hiểm kinh thương, hơn nữa thành công người, cũng là rất nhiều dân cư trung nhà giàu mới nổi. Phó khuê nhíu mày, liền các ngươi hai người. Đương nhiên không phải, mười mấy người đâu, đều là họa gia, đại gia ước hảo đi, có tân cương bản địa người quen, nếu chỉ có sư huynh một người, sư phó mới sẽ không yên tâm hai chúng ta đi đâu. Các tường đem lại trường đến phần eo tóc dài linh hoạt biên thành một cái trường biếm tóc, sườn rũ bên phải phía trước, mới cảm thấy mát mẻ chút. Mấy năm nay, các tường chảy vào việc đời thượng họa tác rất ít, hơn nửa mấy năm trước thanh mỹ triển đoạt giải kia một bức, tổng cộng cũng liền tam phút kỳ thật có danh tiếng họa gia, đều sẽ có ý thức khống chế chảy vào thị trường họa tác số lượng, một cái là đối họa tác hoàn mỹ trình độ theo đuổi, một cái khác xem như đói khác marketing đi. Sư phó đã từng cùng nàng nói qua, hy vọng nàng không cần nóng lòng cầu lợi, ở họa tác còn chưa đủ thành thục thời điểm, chú ý một cái lượng, nhưng cũng không thể hoàn toàn yên lặng đi xuống, rốt cuộc người bệnh hay quên quá lớn, mà có năng lực người cũng không phải chỉ có nàng cắt tường một cái. Cho nên, các tường mấy năm nay một năm chỉ ra một bức tác phẩm, mỗi một bức đều là tinh phẩm, lượng thiếu lại tinh, khi hai bức họa, không chỉ có vì nàng mang đến gần 10 vạn thu vào, cũng làm còn tuổi nhỏ nàng, ở giới hội họa thượng chiếm ổn một bộ địa vị. Trước hai tháng, sư phó đối nàng nói, nàng tài nghệ vậy là đủ rồi, hy vọng nàng có rảnh thời điểm đi ra ngoài mở rộng tầm mắt, cho nên nàng mới động tâm tư, muốn thừa dịp ở vào đại học trước, hảo hảo đi ra ngoài chuyển động chuyển động. Này sư phó khuê suy nghĩ sẽ, chần chờ nhìn về phía tiểu cô nương, kia muốn hay không cùng ca ca đi thâm quyến? Thâm quyến? Các tường hoàng hồn, nghi hoặc hỏi. Ân, ừ, muốn đi sao? Đi thâm quyến làm cái gì? Kiểm tra chi nhánh sao? Phó khuê, thuận tiện kiểm tra chi nhánh đi, chủ yếu muốn đi xem ta ông ngoại cùng cửu cửu bọn họ. Các tường rất ít nghe được ca ca nhắc tới hắn ông ngoại cùng cửu cửu, cũng không phải quan hệ không tốt, chủ yếu vẫn là ly quá xa, nghe nói, ở ca ca lúc còn rất nhỏ, hắn ông ngoại một nhà liền dọn đến thâm quyến đi, hình như là lão gia tử công tác thượng điều động. Bất quá! Ta đi theo đi không quan hệ sao? Phó Khuê cười khẽ, có quan hệ gì, dù sao đều là đi ra ngoài ngắm phong cảnh, đi đâu đều giống nhau, thế nào? Muốn đi sao? Các tường cũng không có tự hỏi vài giây, đáp án đương nhiên chỉ có một cái. Nàng muốn đi nha. Tựa như ca ca nói như vậy, cùng ai đi đều giống nhau. Nhưng là đi, đi theo 30 suốt đầu, lại như cũ không thế nào đáng tin cậy sư huynh, đương nhiên là đi theo đáng tin cậy ca ca càng tốt nha. Buổi tối, người một nhà ngồi ở trên bàn cơm ăn cơm thời điểm, các cường hưng phấn tuyên bố muốn cùng ca ca đi thăm quyến sự tình. Phó lập thành giúp nhi tử điều chỉnh có chút quai yếm đeo cổ, nghe vậy chọn hạ anh đỉnh mày kiếm, tán đồng nói là nên đi ra ngoài đi một chút, các ngươi lớn, đi ra ngoài kiến thức kiến thức cũng hảo, chúng ta tổ quốc vẫn là rất mỹ lệ. Tam Nguyệt vụng về dùng muỗng nhỏ tử cho chính mình uy cơm, nghe được tỷ tỷ muốn đi ra ngoài chơi, khóe miệng biên dính vài viên gạo, nải thanh nải khí hỏi, thâm quyến ở nơi nào. Tam Nguyệt cũng phải đi. Các tuyết lấy khăn giúp tiểu gia hỏa lau khô bên miệng gạo, cười mắng, nào đều có ngươi, đừng quấy rối a, à, cẩn thận ngươi mông, các ca ca tỷ tỷ đi học tập, ngươi đi làm gì. Tam Nguyệt theo bản năng vương tiểu béo tay, muốn che mông, nghĩ lại lại đỉnh đỉnh tiểu bộ ngực, Tam Nguyệt cũng học tập phó lập thành là vị hiền từ hảo ba ba hắn cười nói tưởng cùng ca ca đi cũng đúng chỉ cần ngươi đáp ứng ba ba một điều kiện còn lại người đều không lên tiếng rõ ràng nhìn ra nào đó đại nhân ở lừa tiểu hài tử nhưng là tam nguyệt lại không biết hắn chạy nhanh túng ba ba hai ngón tay nôn nóng nói ba 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 hảo ba ba ngươi mau nói điều kiện gì phó lập thành không có vội vã nói ra điều kiện mà là nghiêm trang nói đây là nam tử hán ước định nếu ba ba nói điều kiện ngươi làm không được nói, liền phải ngoan ngoãn nghe lời, không thể lại nháo các ca ca tỷ tỷ biết không. Tam Nguyệt mảnh điểm đầu nhỏ, tam đầu thân tiểu thân mình, thiếu chút nữa không thừa nhận trụ đầu trọng lượng, dùng sức quá mãnh liệt lão đảo hạ, cũng may bị nhanh tay lẹ mắt phó lập thành cấp đỡ. Còn lại ba người nghẹn cười, lo lắng cười ra tới tiểu gia hỏa thương tự tôn, tiểu hài tử cũng là sĩ diện. Phó lập thành ho nhẹ thanh, ngay ngắn biểu tình, nghiêm trang nói hô nói vượng, chỉ cần ngươi có thể nhảy sau ba ba cao, ngươi liền có thể đi. Còn không đợi mấy người phun cười, Tam Nguyệt liền không làm, hắn đỉnh một trương cùng mẫu thân cực kỳ tương tự, tinh xảo cùng búp bê Tây Dương khuôn mặt nhỏ, đối với các tuyết lên án, hiển nhiên rõ rành rành trong nhà ai mới là lão đại, mụ mụ, ba ba hắn khi dễ tiểu hài tử. Các tuyết miếng môi, khó khăn nhịn cười, không chút nào ấy nấy gia nhập lừa gạt tiểu hài tử đại quân, ba ba là không tốt, như thế nào có thể khi dễ tiểu hài tử đâu, nếu không như vậy đi, làm ba ba một lần nữa ra một cái, không khi dễ tiểu hài tử điều kiện được chưa? Cho rằng được đến mụ mụ duy trì, Tam Nguyệt cao hứng thẳng chụp tiểu thịt tay, hảo, mụ mụ tốt nhất, mụ mụ xinh đẹp nhất, Tam Nguyệt thích nhất mụ mụ. Các tường ho nhẹ một tiếng. Tiểu gia hỏa lập tức quay đầu, cũng đối tỷ tỷ lộ ra một cái mỉm cười ngọt ngào, Tam Nguyệt cũng thích nhất tỷ tỷ cùng ba ba. Nói xong lời ngon tiếng ngọt sau, tiểu gia hỏa nhìn về phía có điểm chán ghét ca ca, nhăn lại bánh bao mặt, sau một lúc lâu, mới miễn miễn cưỡng cưỡng nói cũng thích ca ca. Đương nhiên, đừng nói không có, nhất, liền thái độ cũng thực có lệ, hiển nhiên còn ở mang thù ca ca cùng chính mình đoạt tỷ tỷ sự tình. Phó Khuê Khi ba ba liền lại ra một điều kiện, chúng ta không thể so cao, chúng ta liền so trạm, ai trạm lâu, ai liền thắng, sao sao dạng. Tam Nguyệt Nam Tử Hán Phó Lập Thành lại lần nữa tung ra điều kiện. Tam Nguyệt chuyển động đầu nhỏ, tổng cảm thấy có chỗ nào không đúng lắm, nhưng là bị ba ba dùng nam tử hán tới khẳng định, tiểu gia hỏa một kích động, đáp ứng rồi trận này xa hoa đánh cuộc. Đáp án. Không cần nói cũng biết. Cuối cùng lấy sàn xe không xong tiểu tam nguyệt, quăng ngã một cái mông ngồi sổng, vì trận này xa hoa đánh cuộc định ra thắng thua. Đến nỗi thúc tha thúc thiết bị mụ mụ ôm hống khi, nước mắt lưng trồng tiểu tam nguyệt, trong miệng còn gập ghềnh nói, nam. Nam tử hán. Cách. Nói chuyện giữ lời chính là lời phía sau. Chương 69 chương 69 Nếu quyết định muốn đi thâm quyến, các tường vào lúc ban đêm trở về phòng liền bắt đầu thu thập đồ vật. Quần áo có thể thiếu mang hai bộ, nhưng là dụng cụ vẽ tranh gì đó, là nhất định phải mang đầy đủ hết. Lại không nghĩ, ca ca trực tiếp đưa cho nàng một cái camera, nếu như đi trên đường, gặp được cái gì muốn họa phong cảnh liền dùng cái này chụp được tới, dụng cụ vẽ tranh phương diện, trừ phi đặc biệt thói quen bút vẽ, khác đều không cần mang, đến bên kia lại mua, chúng ta lần này ngồi xe lửa đi, mang đồ vật quá nhiều, trên đường không có phương tiện. a, à, không lái xe đi sao? Các tường tưởng chính mình lái xe đi đâu? Lúc này các tuyết phủng hai bộ quần áo lại đây, nghe được lời này, giận nữ nhi liếc mắt một cái, nghĩ đều đừng nghĩ, trước hai ngày ta nghe chu tẩu tử nói, thâm quyến bên kia so chúng ta bên này loạn nhiều, các ngươi chính mình lái xe, vạn nhất gặp lại cướp đường làm sao bây giờ? Không thể luôn muốn dựa đoàn tử đi thành thành thật thật cho ta ngồi xe lửa đi, đến bên kia cũng không cho chính mình đánh xe, làm ông ngoại phái xe tới đón, biết không, tiểu nhị. Đoàn tử năng lực, trừ bỏ tam nguyệt không biết ngoại, mấy năm nay đã thành trong nhà trong lòng hiểu rõ mà không nói ra sự tình, nói xong lời cuối cùng, các tuyết nhíu mày nhìn phó khuê dặn dò nói. 20 suốt đầu người trưởng thành rồi, nhìn cũng không thể so tiểu thúc đơn bạc, nhưng là bị tiểu thẩm công đạo thời điểm, phó khuê vẫn là thành thật gật đầu, hướng về phía các tường lộ ra một cái bất lực biểu tình. Thấy bọn nhỏ đem chính mình nói đều nghe xong đi vào, Các Tuyết mới đưa trên tay quần áo đưa cho Phó Khuê, cười nói, đây là tiểu thẩm cho ngươi làm quần áo mới, chờ đợi thử xem, nếu là nơi nào không thích hợp, cùng tiểu thẩm nói, ta lại cấp sửa sửa. Mấy năm nay Phó Khuê ở nước ngoài, vì mau chóng hoàn thành việc học, một lần cũng không trở về, cho nên có hơn 2 năm không có mặt đến tiểu thẩm cho chính mình làm quần áo. Hắn duỗi tay tiếp nhận, quý trọng ôm vào trong ngực, mắt Phượng trung tràn đầy ý cười, cảm ơn tiểu thẩm các tuyết quán trách người trong nhà cảm tạ cái gì các tường chen vào nói chính là cảm tạ cái gì mẹ cho ta cũng làm hai bộ bái đi 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 ngươi quần áo còn thiếu sao một tháng đều không trùng lập này cũng cùng ngươi ca tranh muốn quần áo làm ngươi ca cho ngươi mua biết khuê nữ là cố ý các tuyết cười mắng hai câu liền trở về phòng đi nàng nếu không nhìn chút đôi phụ tử kia hai có thể chơi đến đêm hôm khuya khoắt Phó Khuê vỗ vỗ tiểu cô nương đầu, ân, nghe nói thâm quyến bên kia quần áo rất đẹp, ngươi thiếu mang hai kiện, đến bên kia ca ca một lần nữa cho ngươi mua. Các tường cũng không cự tuyệt, hảo nha, kia ta nhưng đến nhiều mua vài món. Vé xe lửa mua chính là ngày hôm sau buổi chiều 3 giờ, như cũ là giường nằm. Vốn dĩ các tường là tính toán làm mẫu thân mang theo Tam Nguyệt đi ra ngoài chơi, nàng lại nhân cơ hội cùng ca ca cùng nhau rời đi. Các tuyết lại không đồng ý, ngược lại làm tiểu bằng hữu hảo hảo cùng ca ca tỷ tỷ cáo biệt. Tuy rằng Tam Nguyệt nước mắt lưng trồng, còn thường thường mượn cơ hội đẩy mạnh tiêu thụ chính mình, muốn cho tỷ tỷ mang theo hắn cùng đi, nhưng là mỗi khi bị mụ mụ nhắc nhở đánh cuộc sự tình khi, tổng có thể lần lượt nghẹn trở về. Cuối cùng, Tam Nguyệt phe phẩy thịt hô hô tiểu béo tay, cùng tỷ tỷ còn có thảo người ghét ca ca từ biệt, nhìn hai người ngồi trên tiểu trương thúc thúc xe rời đi sau, rốt cuộc không chống đỡ được, ông mụ mụ cổ, tiểu nãi túi sườn gối mụ mụ bả vai, qua một tiếng khóc ra tới, Hảo không thương tâm. Đừng nói là nho nhỏ tam nguyệt, chính là các tường, trừ bỏ năm trước nghỉ hè đi thành phố Di, ở lão sư gia ở hơn một tháng ngoại, nàng cơ hồ vẫn luôn bồi tiểu gia hỏa. Đột nhiên tới chia lìa, kêu nàng cũng nhịn không được đỏ hốc mắt, trong miệng còn nhịn không được quán giận, mẹ thật là, tam nguyệt còn như vậy tiểu, chúng ta trộn rời khỏi, hắn liền sẽ không như vậy khổ sở. Phó khuê nhưng không như vậy cho rằng, tiểu gia hỏa thông minh quá mức, hơn nữa sẽ giáo dục phương diện tới nói, ba tuổi nhìn đến lão, lại tiểu nhân hài tử, làm ra lựa chọn sau, hẳn là gánh vác cái dạng gì hậu quả, cũng là muốn rõ ràng. Phó gia hài tử từ nhỏ luôn chiều, nhưng là nên nhẫn tâm giáo dục thời điểm, tuyệt đối sẽ không hàm hồ, tiểu hài tử kỳ thật cái gì đều hiểu. Đương nhiên, hắn kia không đàng hoàng ba, ước chừng là duy nhất một cái ngoại lệ, cũng may phó lập chí trừ bỏ luyến ái não một ít, bên còn tính linh đắc thanh. Cuối thập niên 80, thập niên 90 sơ thâm quyến. Làm quốc gia mạnh mẽ nâng đỡ kinh tế đặc khu là rất nhiều người hướng tới địa phương. Cả nước các nơi ga tàu hỏa, tùy ý có thể thấy được lưng đeo bọc hành lý, muốn lao tới kia phồn hoa đô thị, lan bạc một phen người trẻ tuổi. Tương so với người khác bao lớn bao nhỏ, hành tẩu gian nan, các tường cùng phó khuê hai người tổng cộng chỉ dẫn theo một cái rương hành lý. Tiến trạm khi, phó khuê một tay che chở tiểu cô nương, một tay sách theo cái rương, theo chen chút dòng người hướng trên xe mà đi như cũ là xe lửa sơn màu xanh, như cũ là bốn người giường nằm ghế lô. Chỉ là lúc này đây, đương hai người tìm được thuộc về bọn họ thùng xe khi, phát hiện trong xe đã có hai nữ nhân. Các tường vẫn luôn bị ca ca hộ ở trước ngực, trên tay cầm phiếu, thấy thuộc về bọn họ kia trương hạ phô bị một cái 30 tuổi xuất đầu nữ nhân bá chiếm. Nữ nhân cũng không nhiều xinh đẹp, nhưng là người mặc một bộ màu đỏ rực váy liền áo, màu trắng cao cùng giày xăng đan, còn năng cái đại cuộn sóng, nhìn rất là vũ mị, cũng thực tân triều nhìn thấy bọn họ tới, chẳng những không có đứng dậy tránh ra chỗ ngồi, ngược lại lớn mật nhìn chầm chằm phó khuê nhìn. Các tường nhíu mày, nghĩ muốn hay không mở miệng gọi người rời đi khi, liền cảm giác được phía sau ngực chấn động vài cái. Bên tai cũng truyền đến nam nhân thanh lãnh thanh âm, vị này đồng chí, ngươi ngồi vị trí là của ta. Nói, phó khuê ôm lấy tiểu cô nương đi vào ghế lô, đem trên tay cái rương tạm thời đặt ở trên mặt đất, sau đó trên cao nhìn xuống, lạnh lùng nhìn dung mạo vũ mị nữ nhân. Nữ nhân nhìn lướt qua đem chính mình diện mạo bao vây kính mít tiểu cô nương, thấy nàng xuyên tuy hảo, lại lộ ra cổ tính trẻ con, vừa thấy chính là cái hoàng mau nha đầu, căn bản là không đem nàng trở thành là nam nhân đối tượng. Nghe được nam nhân cùng loại với đuổi người nói, cũng chỉ là giao điệp khởi trắng nõn chân dài, dạng khởi một mặt ái muội tươi cười nói, anh đẹp trai, tỷ tỷ có chút không dám ngủ thượng phô đâu, ta có thể hay không cùng ngươi đổi nha. Nói, nữ nhân còn hướng tới phó khuê bay một cái mắt, hiển nhiên là coi trọng cái này tuấn mỹ nam nhân. Các tường khuôn mặt nhỏ giấu ở xa khăn, tuy rằng có chút khó chịu ca ca bị trước mắt nữ nhân này nhìn chăm chú ánh mắt, nhưng lại mặt danh muốn cười, đăng đồ tử gì đó, nguyên lai like không phải chỉ có nam nhân a. À. liền ở tiểu cô nương mở to ngập nước mắt to, xem mùi ngon khi một con bàn tay to trực tiếp che ở nàng mặt trước, đem nàng toàn bộ khuôn mặt nhỏ đều che đậy. không rõ vì cái gì bị che lại mặt, các tường theo bản năng nâng lên tay nhỏ, liền phải túng khai bên tai lại truyền đến nam nhân trầm thấp thanh âm đừng nhìn ô đôi mắt nói xong lời này thấy tiểu cô nương quả nhiên ngoan ngoãn không dãy dụa phó khuê mới nhấc lên mí mắt nhìn như củ bãi liêu nhân tư thế nữ nhân môi mỏng khẽ nhếch khó được khắc nghiệt nói a di nếu ngươi lại không quay về chính mình chỗ ngồi đừng trách ta kêu nhân viên bảo vệ vốn dĩ nữ nhân bị người kêu a di còn tức giận muốn đánh trả vài câu nhưng là vừa nghe nói nhân viên bảo vệ theo bản năng liền héo làm các nàng này hành sợ nhất chính là sợi nhân viên bảo vệ cũng là sợi. Tư cập này, nàng hướng tới tuấn Mỹ nam nhân mắt trợn trắng, tức muốn học máu đứng dậy đồng thời, nhìn không được chửi nhỏ câu, có phải hay không nam nhân. Lời này nói, các tường liền không làm, rõ ràng là nàng chính mình có vấn đề, cùng cái đăng đồ tử dường như, ca ca không lý nàng, nàng nhưng thật ra đặng cái mũi lên mặt, dựa vào cái gì mắng chửi người. Các tường tiểu cô nương lập tức tới tiểu tính tình, mấy năm nay sinh hoạt trôi chảy, trong nhà cũng đều quán nàng, nàng cũng không thể nhẫn vì thế nàng lay hạ ca ca bàn tay to một không cẩn thận cũng mang xuống che ở trên mặt xa khăn nàng cũng đành phải vậy chống nạnh đối với nữ nhân liền hung ba ba nói ngươi mắng ai mà không nam nhân đâu chướng mắt ngươi liền không phải nam nhân khi ta nói cho ngươi liền ngươi này diễn xuất người bình thường đều chướng mắt ngươi váy đỏ nữ nhân đang ở gian nan hướng lên trên phô bò nghe được lời này lập tức quay đầu tính toán khai mắng không nghĩ đối tượng một trương xinh đẹp đến lóa mắt dung mạo nữ nhân ngoài miệng một nghẹn tức khắc cũng không biết nói cái gì mới hảo, sau một lúc lâu kinh bỉ nhìn mắt tuấn Mỹ nam nhân, trong lòng cười lạnh, nguyên lai like không phải không háo sắc, là ánh mắt cao A. À. Cũng là, nha đầu này nhìn tuổi không lớn, nhưng là này tướng mạo, thật đúng là nàng chạy biến toàn bộ thâm quyến câu lạc bộ đêm, cũng chưa từng thấy hảo gia. Lại nhìn một cái kia nam nhân tiểu tâm che chở, váy đỏ nữ nhân đột nhiên liền không có đối mắng đi xuống tâm tình, chật. Có chút người chính là trời sinh hảo mệnh. Nhìn một cái kia cô nương ăn mặc, lại nhìn một cái kia trong mắt sạch sẽ hồn nhiên, vừa thấy đã biết là bị sủng ái lớn lên, chưa hiểu việc đời trung hắc ám tiểu nha đầu. Váy đỏ nữ nhân trong mắt hiện lên ghen ghét, nửa dựa vào thượng phô, nàng phiền út trừ một cây yên vì chính mình điểm thượng, môi đỏ khẽ nhếch, hít mây nhã khói sau một lúc lâu, nhịn không được lại nhìn về phía đã ngồi ở trên giường tiểu nha đầu, cười lạnh nói, trưởng thành như vậy, liền ít đi ra tới hoảng người mắt, thâm quyến như vậy địa phương nhưng không thích hợp ngươi như vậy đại tiểu thư, khi nào bị người bán cũng không biết. Các Tường nhíu mày, nhìn đối diện cái này nói chuyện khó nghe, lại như là ở nhắc nhở gì đó nữ nhân, cùng ca ca liếc nhau, nhỏ giọng hướng tới người cảm ơn, cảm ơn tỷ tỷ. Nữ nhân một nghẹn, khắc yên, hừ lạnh một tiếng, nằm xuống thân mình, bày ra một bộ cự tuyệt nói chuyện bộ dáng. "Xin hỏi, ngươi là các Tường sao?" Lực Hiện thanh lãnh giọng nữ đột nhiên vang lên. Xe lửa đã khởi động, tốc độ cũng không mau, các Tường cùng ca ca đều ngồi ở hạ phô, một bên trò chuyện thiên một bên phiên mang đến tống cổ thời gian tiểu thuyết. Như thế nào cũng không nghĩ tới, ở xe lửa thượng, tự nhiên có người nhận thức chính mình. Nàng lúc này mới cẩn thận đánh giá đối diện hạ phô nữ hài, nhìn giống như cùng chính mình không sai biệt lắm đại, rất soái khí một cái cô nương, chỉ là lưu trữ một đầu lưu loát tóc ngắn, nhìn không chỉ có soái khí, còn có chút quen mắt. Cho rằng chính mình là ở nơi nào gặp qua người, rồi lại đem người cấp quên mất, các tường lộ ra một cái ngượng ngùng cười, ngươi hảo, ta là các tường, xin hỏi ngươi là tóc ngắn nữ sinh công công khóe môi hiển nhiên không phải một cái ái cười cô nương nàng nói ta kêu phùng quân ngươi không quen biết ta bất quá ta mẹ ngươi hẳn là nhận thức nàng kêu phùng tịnh như vậy vừa nói các tường lập tức biết cô nương này là ai chính mình ở thanh mỹ triển thượng đoạt giải kia phúc ngọc lan hỷ thước đúng là phùng tịnh nữ sĩ mua đi hơn nửa nàng năm trước ra kia bức họa cũng bị vị này phùng nữ sĩ mua sắm đi rồi nàng tự hồ thực thích chính mình họa nghĩ đến đây các tường có chút thẹn thùng chào hỏi ngươi hảo ta nhận thức phùng nữ sĩ nàng mua quá ta hai bức họa cảm tạ nàng nâng đỡ phùng quân ngươi khiêm tốn ta mẹ nếu mua liền chứng minh họa giá trị nàng nói ngươi tương lai nhất định có thể trở thành không thua sư phó của ngươi đại gia bản nhân như vậy nghiêm trang khen các tường nhịn không được liền đỏ mặt thân mình thói quen tính lại hướng phó khuê bên kia dựa như là đang tìm cầu cảm giác an toàn sau một lúc lâu mới hự nói cảm ơn ta sẽ nỗ lực Phùng quân trong mắt xẹt qua ý cười, có chút ngoài ý muốn với nữ hài thẹn thùng, lại trò chuyện vài câu, liền cũng không có lại lôi kéo người ta nói lời nói, nàng cũng không phải cái ái nói chuyện tính tình, chỉ là cùng mẫu thân giống nhau, phá lệ thích cái này kêu các cường hỏa tác, cho nên mới khó hơn nhiều vài câu miệng. Bất quá, phùng quân mắt phong từ đối diện người nọ trên người lượt quá, thấy bọn họ có chút thân mật dựa vào cùng nhau, lòng nghi ngờ. Này chẳng lẽ là các cường bạn trai? Trong xe lại lần nữa khôi phục an tĩnh trừ bỏ an tỉnh viên thư thanh, chỉ dư mấy người thanh thiển hô hấp thanh âm. Đọc sách mệt mỏi, các tường liền nằm một hồi, thường thường lại cùng ca ca tâm sự, hoặc là cùng đối diện phùng quân nói chuyện tào lao hai câu, ngay cả ngay từ đầu có chút chán ghét nữ nhân, cũng không có lại âm dương quái khí, mặt sau trong xe không khí đảo cũng coi như vui sướng. Đương chuẩn bị sung túc sau, 21 tiếng đồng hồ xe trình, không có như vậy gian nan. Chờ tiếp viên hàng không cầm loa, một tiết thùng xe một tiết thùng xe thông tri, sắp đến thâm quyến trạm thời điểm, thời gian vừa lúc là ngày hôm sau buổi chiều 12 điểm tả hữu. Thùng xe nội mấy người, đều là này vừa đứng xuống xe. Chờ đi ra ngoài một đại sóng hành khách, lối đi nhỏ thượng không có như vậy chen chút sau, các tường cùng phó khuê mới cùng hai người nói sau đó đừng, theo đám người đi ra ngoài. Chương 70 chương 70 Thâm quyến bảy nguyệt, không có các tường cho rằng như vậy nhiệt, ít nhất so thành phố S còn có thành phố di độ ấm muốn thấp một ít. Bất quá, nàng vẫn là dùng sa khăn vây quanh chính mình diện mạo tuy nói khả năng có chút tự luyến nhưng là nàng cùng mẫu thân mặt có đôi khi thật là cái phiền toái thể xe lửa thượng không ngừng cái kia váy đỏ nữ nhân nhắc nhở ngay cả hàng năm ở tại thâm quyến phùng quân phân biệt khi cũng thiện ý báo cho nàng nơi này ngư lông hỗn tạp trắng trợn táo bạo cướp bóc người rất nhiều làm nàng cùng ca ca tiểu tâm một ít cho nên nàng không chỉ có thành thật đem diện mạo vây quanh lên còn gắt gao kéo ca ca cánh tay không có kiến thức quá cái gọi là hắc ám tiểu cô nương, tuy rằng không đến mức sợ hãi, nhưng vốn dĩ chờ mong tâm tình thượng, nhiều ít bịt kính tầng bóng ma. Phó khuê cũng túng nàng, liền tư thế này, mang theo tiểu cô nương chậm rãi dịch tới rồi cổng ra, sau đó cùng chờ ở nơi đó, trên tay giơ phó khuê hàng hiệu một nam một nữ chạm vào mặt. Người đến là phó khuê đại cửu gia nhi tử khuê tuấn, cùng nhị cửu gia nữ nhi khuê lâm lan. Phó khuê mắt phượng hơi hơi gục xuống, có chút vô ngữ liếc mắt không đàng hoàng tam biểu ca, nếu mày nói ngươi không quen biết ta ngụ ý dùng đến viết cái thẻ bài sao khuê tuấn dài quá một trương tuấn nhang ăn mặc cũng coi như bình thường sơ mi trắng màu xám bạc quần tây nhưng là nhìn chính là không giống cái người đứng đắn hắn thoạt nhìn sau phó khuê muốn lớn hơn vài tuổi nghe được nhà mình biểu đệ chất vấn nghe răng cười đừng như vậy a à, biểu đệ chúng ta này không phải hai ba năm không gặp sao tam biểu ca không phải lo lắng ngươi biến hóa quá lớn nhận không ra sao vị này chính là biểu muội đi Ngươi hảo A, à, ta là phó khuê tiểu tử này tam biểu ca, biểu muội nếu là không ngại, cũng kêu ta tam biểu ca đi. Khuê tuấn hẹp dài hồ ly mắt mị mị, tàn thu hút đế tinh quang, khít mắt nhìn chỉ lộ ra một đôi đẹp đôi mắt tiểu biểu muội, mắt đen lóe lóe, không hỏi vì cái gì muốn bao vây lấy diện mạo, chỉ cho rằng nàng sợ phơi nắng. Các tường buông ra kéo ca ca cánh tay, liền phải đem trên đầu khăn quàng cổ kéo xuống tới, như vậy bọc cùng nhân gia thăm hỏi, quá không lễ phép, cũng có chút mặt đỏ chính mình này có chút không phóng khoáng hành vi. Phó khuê giơ tay đè ở tiểu nha đầu trên đỉnh đầu, không cho nàng kéo ra xa khăn, liền cái này động tác vì tiểu cô nương giới thiệu, đây là biểu tỷ, kêu lâm lan, ngươi đi theo ca ca kêu lâm lan tỷ là được. Các tường ngoan ngoan ngoãn ngoãn kêu người, lâm lan tỷ tỷ hảo. Tương so với khuê tuấn không đàng hoàng, khuê lâm lan tính tình muốn ổn trọng rất nhiều, nàng đối với tiểu cô nương cười ôn hòa, các tường muội muội ngươi hảo, hoan nghênh ngươi tới thâm quyến, chúng ta trước lên xe đi, có cái gì đến trên xe liêu. Cái này đề nghị không thể tốt hơn, đến nỗi khuê tuấn làm ầm ĩ ở phía sau nhảy nhót, kháng nghị biểu muội không có kêu biểu ca gì đó, bị mấy người đều vứt tới rồi sau đầu. Phó khuê đem trên tay cái rương ném cho khuê tuấn, chính mình tắt một lòng nắm tiểu cô nương hướng dừng xe địa phương mà đi. Hắn này che chở đầy đủ hành động, kêu khuê tuấn cùng khuê lâm lan liếc nhau, trong mắt đều xẹt qua suy nghĩ sâu xa, đối với cái này không có huyết thống biểu muội đột nhiên liền tò mò lên vốn dĩ nhận được biểu đệ muốn lại đây tin tức, liền kêu bọn họ kinh hỉ, không nghĩ tới tiểu tử thúi nói muốn mang theo tiểu thúc gia nữ nhi cùng nhau. Phó khuê mẫu thân kêu khuê lệ, năm đó có thể cùng phó lập chí liên hôn tương thân, trong nhà điều kiện tự nhiên không kém, khuê gia cũng là quân lữ gia đình, sớm là thành phố di người địa phương. Sau lại ở thập niên 70 trung kỳ, lão gia tử điều tới rồi Quảng Châu quân khu, gần 20 năm cắm rễ, người một nhà cũng dần dần đều tụ lại lại đây. Đối với phó khuê đứa cháu ngoại này, đã về hưu khuê lão gia tử là nhất đau lòng, lão gia tử liền khuê lệ như vậy một cái khuê nữ, còn tuổi còn trẻ liền hy sinh ở chiến trường. Tuy rằng vì tổ quốc, hy sinh cũng là anh hùng, là vinh quang, nhưng là làm người nhà, trong lòng bị thương cũng là không thể xóa nhòa, chẳng sợ lão gia tử quyền cao chức trọng cũng giống nhau. Sao lại kia không đàng hoàng con rể tục huyền, hắn không phản đối. Nhưng là tục huyền cái kia ngoạn ý nhi cư nhiên bước đi hài tử, lão gia tử liền không bình tĩnh. Vì việc này, lão gia tử lúc ấy riêng kêu chính mình đại nhi tử lúc ấy đã là lữ trưởng khuê vệ quốc bất thời giờ đi tấu phó lập chí một đốn thuận tiện đem cháu ngoại nhận được quảng châu sinh hoạt nếu không phải lão gia tử lúc ấy thân cư địa vị cao hơi có nhúc nhích là có thể khiến cho rất nhiều nhìn chăm chú hắn đều phải chính mình chạy tới đánh người đương nhiên này không ảnh hưởng khuê lão nhân cùng phó lão nhân hữu nghị chỉ là cháu ngoại một lòng đi theo hắn tiểu thúc mấy phen du thuyết đều sau khi thất bại lão gia tử cũng không nghĩ miễn cưỡng hài tử liền mỗi ngày cấp hài tử chuyển tiền, hài tử hai cái cửu cửu cũng là, thẳng đến hài tử thành niên trước, trong nhà tôn tử có, phó khuê đứa cháu ngoại này có chỉ biết càng nhiều. Tuy rằng 10 năm sau cũng không có gặp qua vài lần, nhưng là người nhà chính là người nhà, mỗi năm điện thoại thăm hỏi sẽ không đoạn, mỗi năm gửi lễ vật sẽ không thiếu, thậm chí khuê lão gia tử mỗi năm tiếp đón người nhà chụp ảnh gia đình thời điểm, đều sẽ trao khuê gửi một phần, hơn nữa ở mặt trên ghi chú rõ từng người tên, liền lo lắng hài tử có mới lạ cảm cũng là dụng tâm lương khổ. Khuê Tuấn xem như tiểu bối bên trong cùng phó khuê quen thuộc nhất, bởi vì bọn họ hai xem như trong nhà dị loại, đều chạy tới kinh thương. Trước hai năm, phó khuê cái kia tự chọn cửa hàng chạy đến thâm quyến thời điểm, cũng là khuê Tuấn ra mặt hỗ trợ bãi bình hết thảy, cho nên, tương đối với khuê gia những người khác, bọn họ anh em bà con ngược lại là liên hệ nhiều nhất. Thâm quyến xây dựng ở cả nước tới nói, đều là dẫn đầu, ga tàu hỏa thậm chí đã phân chia ra chuyên môn bãi đổ xe mấy người sắp đến bãi đổ xe thời điểm, đột nhiên nghe được xe máy thanh âm. Các tường còn không có phản ứng lại đây tình huống như thế nào, liền bị ủng vào một cái giày rộng ôm ấp, sau đó liền nghe được một tiếng bén nhọn giọng nữ vang lên, giật tiền nộp. Các tường bị thanh âm này kinh một cái giật mình, giải dụ từ ca ca trong lòng ngược lộ ra đầu nhỏ, liền nhìn đến cách đó không xa, một cái người mặc màu đen liền thân váy nữ nhân, giày cao gót bước giày, vô lực truy ở một chiếc xe máy mặt sau chạy. Khi xe máy ngồi hai cái nam nhân, kiêu ngạo liền khuôn mặt cũng không che, thậm chí còn đắc ý hướng về phía bị đoạt nữ nhân, thì uy thổi cái huyết sáo. Mắt thấy xe máy liền phải sử ra tầm mắt trong phạm vi, đột nhiên một đạo bạch quang xẹt qua, như là đụng vào cái gì chướng ngại vật, lái xe người nọ xe long đầu một cái lắc lư, liền người mang xe trực tiếp ném đi trên mặt đất. Này một ngã, thật thật là quan ngã không nhẹ, khuê tuấn ha ha cười, đám tôn tử này, nên. Lời tuy nói như vậy, nhưng là trong giọng nói cũng không có quá lớn kinh ngạc, hiển nhiên đối với như vậy băng phi xe thấy nhiều không trách. Bọn họ không trì hoãn bao lâu, thấy kia nữ nhân đoạt lại chính mình bao, hơn nữa chờ tới cảnh sát sau, liền xoay người thượng nhà mình xe hơi. Ngồi trên ghế điều khiển, khoe Tuấn còn vui sướng khi người gặp họa, vừa rồi phỏng chừng là ông trời khai mắt, có thứ gì ở lái xe kia tiểu tử trước mặt phủi đi hạ, ha, đám tôn tử này, sớm muộn gì có người thanh toán. Các tường đang ở giải trên đầu khăn quàng cổ, nghe được lời này, trong lòng lột bột hạ, sau đó liền duỗi tay hướng chính mình trên đầu sờ, hảo gia hỏa, đoàn tử đâu? Chẳng lẽ vừa rồi kia đạo bạch quan là đoàn tử? Các tường chạy nhanh ở trong lòng kêu gọi đoàn tử, quả nhiên, không quá vài giây, ngoài cửa sổ liền truyền đến đoàn tử, PP thanh. Phó khuê nhìn ngoài cửa sổ, đi theo xe phành phạch cánh tiểu mau đoàn, nhìn chầm chầm nó kia đậu xanh đại đôi mắt, nhìn chăm chú một hồi lâu, thẳng đến đem nó nhìn chầm chầm chột dạ dời đi tầm mắt sau, khóe miệng mới trừ trừ. Phá án, xem ra vừa rồi kia khai xe máy người đột nhiên té ngã, chính là tiểu gia hỏa này làm. Nam nhân nhéo nhéo giữa mày, bất đắc dĩ quay cửa kính xe xuống, phóng nào đó yêu quái tiến vào. Đằng trước lái xe khuê tuấn thông qua kính chiếu hậu đêm này hết thảy xem ở trong mắt, vừa định kinh ngạc cảm thán cư nhiên còn có như vậy bạch, như vậy viên hô điểu, liền thấy kia chim chóc trực tiếp ngồi sổn ở tiểu cô nương trên đầu. Khuê tuấn lúc này mới hậu tri hậu giác phản ứng lại đây, vừa rồi, giống như này chỉ cục bột trắng liền ở tiểu biểu muội trên đầu hắn còn tưởng rằng là trang trí phẩm đâu. Nghĩ đến đây, hắn thông qua kính chiếu hậu, muốn hỏi hỏi biểu muội như thế nào thuần phục này điểu khi, liền đối thượng một trương kinh diễm tuyệt lệ mặt. Ngoạ tàu. Khuê Tuấn liên tục phát ra mấy cái ngoạ tàu, mới bình phục trong lòng kinh ngạc cảm thán. Đối với ghế sau người so đo ngón tay cái, tiểu biểu muội về sau đi ra ngoài vẫn là đem mặt vây thượng đi, người này mặt đích xác thấy không được người. Khuê Lâm Lan tuy rằng cũng ngoài ý muốn biểu muội dung mạo, nhưng là nghe được tam đường ca nói, hướng hắn mắt trợn trắng, ca ngươi như thế nào nói chuyện đâu, các tường như thế nào liền thấy không được người. Khuê Tuấn tự giác nói lỡ, liên tục xin lỗi, ta sai, ta sai, biểu muội quá đẹp, biểu ca này không phải không kiến thức sao, ha ha, chớ trách chớ trách. Kỳ thật các tường không cảm thấy kia lời nói làm sao vậy, trong lời nói có hay không ác ý, nàng vẫn là có thể nghe ra tới, ngược lại bị như vậy xin lỗi, có chút không biết làm sao phó khuê trừng mắt nhìn không đàng hoàng biểu ca liếc mắt một cái đem tiểu nha đầu đầu hướng chính mình trên vai nhích lại gần không phải có chút vây sao trước ngủ đi về đến nhà còn muốn hơn một giờ đâu đúng 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 tiểu biểu ngụy mệt nhọc liền ngủ biểu ca nhất định đem xe khai vững vàng trong lòng tắt táp lưỡi chả trách ở trong vòng như vậy ưu tú phó lập thành cưới nhị hôn nữ nhân sau phó gia trưởng bối không chỉ có không phản đối còn vui mừng không được nơi nơi đều nâng con dâu thể diện hai nhà xem như thế giao Phó lão gia tử cũng thường xuyên cho chính mình gia gia gọi điện thoại khoe khoang, khoe khoang con dâu nhiều hiếu thuận, hôm nay thân thủ làm quần áo, ngày mai thân thủ theo đại kiện, một kiện theo phẩm càng là bị tuyển nói viện bảo tàng triển lãm vân vân. Hoặc là chính là khoe khoang cháu gái nhiều ưu tú, bị quốc họa đại gia mễ khánh đại sư nhìn trúng, chủ động thu đồ đệ, hơn nữa mới 15 tuổi tuổi tắt liền đánh bại cả nước sinh viên, dũng đến đệ nhị danh hảo thành tích từ từ. Lại sao lại, khoe khoang đề tài từ hai người biến thành ba người, bởi vì nhiều một cái kêu tam nguyệt, đáng yêu cơ linh tiểu gia hỏa. Dù sao, trung tâm tư tưởng chỉ có một cái, tuy rằng con dâu là nhị hôn, nhưng là so rất nhiều nhân gia đầu choáng ván còn muốn ưu tú, phó lập thành có thể cưới được như vậy ưu tú tức phụ, hoàn toàn là bọn họ phó gia kiếm lời vân vân. Giờ khắc này, Khuê Tuấn chỉ nghĩ phun tàu, phun tàu phó lão gia tử sao không khoe khoan quan trọng nhất địa phương, hắn nhịn không được lại liếc mắt một cái ghế sau dựa vào biểu đệ trên vai nghỉ ngơi tiểu cô nương nữ nhi trưởng thành như vậy làm mụ mụ còn có thể kém rất xa cũng không phải là kiếm quá độ khuê lão gia tử sau so phó côn lớn mười mấy tuổi năm nay bảy mươi sáu tuổi trước hai năm đã hoàn toàn về hưu lúc này đang ở đại nhi tử bên này dưỡng lão khuê vệ quốc năm nay năm mươi bảy tuổi quân hàm trung tướng thân cư chức vị quan trọng nghe nói ở về hưu trước còn có thể tại hướng lên trên động nhất động khuê tuấn chính là khuê vệ quốc tiểu nhi tử cũng đúng là bởi vì tiểu nhi tử lại cùng phía trên hai cái ca ca tuổi tác kém khá lớn cho nên tính tình có chút khiêu thoát không có tiến vào quân đội các trưởng bối cũng không đặc biệt phản đối dù sao bộ đội có các ca ca hắn chỉ cần không làm ra có tổn hại cạnh cửa sự tình tới liền tính cả nhà đối hắn yêu cầu không thể không nói tiểu nhi tử gì đó có đôi khi đích xác sẽ bị thiên vị chút các tường vốn dĩ chỉ là tránh né xấu hổ không nghĩ dựa vào ca ca trên vai thế nhưng thật sự đã ngủ chờ bị ca ca đánh thức thời điểm đã qua đi hơn một giờ, mà xe cũng ngừng ở bộ đội cổng trước. Nhìn đến cùng thành phố ép không sai biệt lắm phối trí, các tường cư nhiên còn có vài phần quen thuộc cảm, từ trên xe xuống dưới, phối hợp đăng ký. Chờ xe chạy đến chính mình dưới lầu, phát hiện cửa đã đứng không ít người, ngay cả lão gia tử cũng ra tới, đứng ở phía trước nhất, ngày thường bản khắc khuôn mặt thượng, nhiễm mấy phần tươi cười. Xe mới vừa rất ổn, phó khuê đã từ ghế sau ra tới, hắn duỗi tay đỡ lấy lão gia tử, sau đó không lưng ôm ôm lão nhân, mới ôm thanh nói, ngài như thế nào còn ra tới. Lão gia tử thân thể không tồi, mặt mày hồng hào, đặc biệt bị thanh lãnh cháu ngoại chủ động ôm, càng là ha ha cười lên tiếng, tâm tình phá lệ hảo. Hắn ngẩng đầu cẩn thận quan sát cháu ngoại khí sắc, phát hiện sau đầu hai năm chắc nịch không ít, mới vui mừng vỗ vỗ phó khuê bả vai, không tồi, nhìn là cái nam nhân, không giống trước hai năm, gầy đều không thể nhìn. Nói xong, lại đem tầm mắt chuyển qua nữ hoa hoa trên người, thấy tiểu cô nương ánh mắt sạch sẽ thanh triệt, lão gia tử vừa lòng gật đầu, là cái hảo hài tử, tới ông ngoại gia không cần câu thúc, chính mình gia, có cái gì yêu cầu liền tìm ngươi mợ. Nói liền tự mình vì các tường giới thiệu hai cái con dâu, có thể nói là cực đoan coi trọng, kêu các tường thụ sủng nhược kinh đều có chút không biết làm sao. Lão gia tử đây cũng là có qua có lại, tương so với này nữ hoa hoa mẫu thân, đối với nhà mình cháu ngoại chiếu cố, hắn này tính cái gì? Cháu ngoại mấy năm nay quá có được không, lão gia tử mắt không hạt, mấy năm trước, đứa nhỏ này tuy rằng cũng hiểu chuyện, nhưng là giữa mày luôn là mang theo chút lệ khí. Người trong nhà trước mặt còn tốt một chút, đối mặt người ngoài kia, cùng kia cô độc sói con cũng sấp xỉ. Ba năm nhiều trước, phó lập thành kia tiểu tử muốn cưới vợ, lão gia tử lúc ấy liền tính toán tự mình đi thành phố ép đem người bắt được tới thâm quyến sinh hoạt. Lại không nghĩ còn không có quá bao lâu, đứa nhỏ này lại cùng chính mình thông điện thoại thời điểm ngữ khí liền chậm rãi thay đổi, không chỉ có thanh âm nhẹ nhàng, đề tài cũng nhiều cái tiểu thẩm. Nói tiểu thẩm đối hắn thực hảo, sẽ tự mình ngao hắn ái uống canh, sẽ tự mình giúp hắn làm quần áo, cũng sẽ cho hắn tắt tiền tiêu vặt, sẽ cùng người bình thường gia mẫu thân giống nhau, cảm thấy hắn làm không đối khi, sẽ quát lớn hắn. Nhưng mà càng nhiều, lại là cái kia kêu các tường tiểu cô nương. Tại cháu ngoại miêu tả trung, tiểu cô nương có chút bổn, là cái học ra, thần kinh vận động cũng không phát đạt, xe đạp luôn học không thường, một hai phải ăn vạ hắn, làm hắn mang theo nàng vân vân. Phùng Toái Tán Dương Tóm lại, tại cháu ngoại chính mình còn không có phát hiện thời điểm, lão gia tử đã phát hiện, cái kia kêu các tường tiểu cô nương, đột nhiên xuất hiện ở tôn tử trong thế giới, cùng với nói bị thiếu niên ghét bỏ, không bằng nói là bị trân ái. Nữ hài kia, là cái tiểu Thái Dương, ấm áp hắn tôn tử. Cho nên, lão gia tử trên mặt là vì nên đón tôn tử, không bằng nói là nên đón cái này kêu các cường tiểu cô nương. Không phải dùng kia cái gọi là thượng tướng thân phận, này chỉ là đến từ một cái nhất giản dị, một cái ông ngoại cảm tạ. Cảm ơn cái này tiểu thái dương làm hắn cháu ngoại trong mắt có ấm áp. Đại cửu mẫu kêu quan cầm, là cái khuôn mặt hiền hòa phụ nhân, thấy phụ thân lôi kéo hài tử, rất có nói đến thiên hoang địa lão tư thế, nàng cười nói, ba, trước làm bọn nhỏ vào nhà nghỉ ngơi nghỉ ngơi, làm lâu như vậy xe lửa, khẳng định vừa mệt vừa đói nhị cửu tô kỳ cũng đi theo nói đại tẩu nói rất đúng có nói cái gì vào nhà lại nói là như vậy cái lý lão gia tự ảo não cười đây là cao hứng hồ đồ chạy nhanh một tay lôi kéo một cái mang theo bọn nhỏ vào nhà ngoài miệng còn quan tâm nói này đều một chút nhiều có muốn ăn hay không xong cơm lại đi rửa mặt a à. phó khuê chính mình liền ái khiếp, tiểu cô nương vui gì vì thế hắn hồi ông ngoại chúng ta trước tắm rửa một cái đi ở trên xe không có biện pháp tẩy thời tiết này nhiệt khó chịu lão gia tử liên tục gật đầu, cười nói, cũng hảo, chờ các ngươi tẩy hảo, vừa vặn đồ ăn cũng hảo. Nhìn nhà mình gia gia từ ái biểu tình, Khuê Tuấn tỏ vẻ e răng. Cùng Khuê Lâm lang thẳng thang lão gia tử bất công tử, sau đó thành công được đến tai thính mắt tinh, lão gia tử một cái bạo hạt dẻ. Khuê gia người thực nhiệt tình, đặc biệt hai vị mợ, không chỉ có đã vì hai đứa nhỏ chuẩn bị hảo phòng, thậm chí trước tiên vì các tường chuẩn bị không ít đẹp quần áo thâm quyến quần áo đích xác so thành phố S muốn xinh đẹp, rất nhiều kiểu dáng các tường đều không có nhìn đến quá. Nữ hài tử đều thích xinh đẹp quần áo, lúc này cũng không chê nhiệt, thổi quạt, nàng đã phối hợp thay đổi thật nhiều bộ, dù sao nàng là mỗi một bộ đều thích khẩn. Các tường cũng không phải tay không lại đây, tới cửa bái phỏng, còn muốn ở nhờ mấy ngày, tuy là có ca ca nguyên nhân, chính mình cũng không thể làm như đương nhiên. Cho nên tiểu cô nương, cũng đem mẫu thân vì nàng chuẩn bị mấy cái hai mặt theo quạt tròn đem ra. Khuê gia bà ngoại mấy năm trước liền qua đời, cho nên hơn nửa Lâm Lan biểu tỷ trong nhà tổng cộng cũng chỉ có ba gã nữ tính, mỗi người đều phân tới rồi một thanh cây quạt. Các tuyết là cái cẩn thận người, chuyên hỏi phó khuê muốn khuê gia nữ tính ảnh chụp, cuối cùng căn cứ các nàng khí chất, chuyên môn từ trữ hàng lấy ra này tam bính. Nhưng đừng xem thường này nho nhỏ một phen quạt tròn, tuyệt đối là quý trọng tác phẩm nghệ thuật, thật vì phối hợp quần áo mang đi ra ngoài, đều đến đau lòng, lo lắng quát hỏng rồi nơi nào. Quả nhiên, nữ nhân liền không có không yêu này đó, hai vị mợ cùng lâm lan biểu tỷ phủng từng người cây quạt. Vui mừng đến không được, cũng không phải các nàng ít thấy việc lạ, hoặc mua không nổi. Chủ yếu là căn bản mua không, như vậy trân phẩm, căn bản liền sẽ không chảy tới thị trường. Đại cửu mẫu quý trọng phủng cây quạt cảm thán đã lâu, lại cùng đệ muội trao đổi thưởng thức một hồi lâu. Mới cười một quyển thỏa mãn, trách không được mẫu thân ngươi tác phẩm có thể đi vào viện bảo tàng đâu, này nơi nào là thương phẩm A, đây là tác phẩm nghệ thuật A, Ai nha, quá lợi hại, thật là quá lợi hại. Mẫu thân bị ca ngợi, các tường tự nhiên là cao hứng, chuẩn bị lễ vật bị người thích, cũng gọi người vui mừng. Nàng còn đơn độc vì lão gia tử chuẩn bị quà tặng, theo phẩm trong nhà không có thích hợp, mấy năm nay, Trân Tú Phường liền đi theo trong nhà trang đôi mắt dường như, mỗi khi mẫu thân hoàn thành một cái tân phẩm, bên kia liền sẽ ở không sai biệt lắm thời gian gọi điện thoại lại đây. Các tường suy đoán, nếu không phải nhà mình ở tại bộ đội trong đại viện, không thích hợp người ngoài tiến vào, trân tú phường lão bản cùng cửa hàng trưởng. Nga, bởi vì khai cuộc mẫu thân như vậy đại sư sau, nguyên lai cửa hàng trưởng đã bị lão bản đề bạc vì giám đốc. Nếu không phải đại viện không thích hợp người ngoài tiến vào, các tường đoán, bọn họ một tháng đều phải thượng môn rất nhiều lần, khai ra các loại giá cao cầu tác phẩm. Bởi vì trong nhà gì có thích hợp lão gia tử theo phẩm, các tường liền từ chính mình tương đối vừa lòng họa tác trung, tuyển một bức tùng hạt duyên niên đồ, nhìn lão gia tử hiếm lạ phủng họa, liền nói mấy cái hảo tự, các tường cuối cùng yên tâm. Buổi tối, chỉ có đại cửu đã trở lại, nghe nói nhị cửu còn ở bên ngoài mang nhiệm vụ, còn lại vài vị biểu ca cũng chỉ có nhị cửu gia nhị biểu ca đuổi trở về. Này đảo không có gì, đều là quân nhân gia hài tử, từng người lưng đeo nhiệm vụ, nơi nào dễ dàng như vậy là có thể đụng tới cùng nhau. Bất quá liền tính là như vậy, một nhà chính người súng lại ở trên bàn cơm, không khí cũng là hòa thuận vui vẻ. Trong lúc lão gia tử còn không ngừng một lần đối con cháu nhóm khoe khoang, đã quẻ ở phòng khách tùng hạt duyên niên đồ vui mừng chi tình bộc lộ ra ngoài kêu các tường đều có chút ngượng ngùng lên bất quá mặc kệ nói như thế nào liên hoan qua đi mới là cảm giác thật hạ thấp rất nhiều ít nhất bị tam biểu ca đậu nóng nảy các tường đều không cần ca ca hỗ trợ nàng là có thể dỗi trở về sau đó nhìn tam biểu ca làm quái che lại ngực chính mình cũng cười ngã vào ca ca trên người hôm sau các tường bỗng tính toán đi theo biểu tỷ đi công viên chơi không nghĩ tới không ngừng ca ca không đồng ý, ngay cả tam biểu ca cũng phản đối. Khuê Tuấn làm lơ nhà mình đường muội xem thường, khuyên nhủ, muội muội, ngươi nhân trường điểm tâm A, không phải ca ca nói chuyện giật gân, thâm quyến phát đạt, nhưng là người nào đều có, ngươi long hỗn tạp địa phương nhiều đi, đừng nói ngươi như vậy mạo, liền lâm lan như vậy, ta đều không cho nàng đơn độc đi xa lạ hoàn cảnh. Ai gia uy, đau. Nhà đầu thúi, lại đánh ta. Khuê Tuấn xoa xoa bị đường muội đá đau cẳng chân, nghe răng nhếch miệng tiếp tục nói, ngươi nộp, ở nhà chờ ta cùng ngươi ca, chờ ta hai quá hai ngày có rảnh bồi ngươi cùng nhau được chưa? Phó khuê trong lòng biết tiểu nha đầu tới thâm quyến, chính là nghĩ đến nhìn xem bên này hoa điểu ngư trùng, hắn hơi hơi không lưng, cùng tiểu cô nương đối diện, ôm nhu hỏi, là chờ ca ca hai ngày, vẫn là lúc này cùng ca ca cùng đi tự chọn cửa hàng chuyển động chuyển động. Nếu nhớ không lầm nói, quan thâm quyến nơi này, ca ca tự chọn cửa hàng liền có tam gia, các tường nhưng không có hứng thú đi. Bất quá, nàng cũng không phải không biết cốt xấu tính tình, nói thẳng ở trong nhà sẽ không đi ra ngoài chạy loạn, gọi ca ca yên tâm, thật là lại ngoan lại mềm. Phó khuê mắt phượng trung ập lên ý cười, giơ tay nhéo nhéo tiểu cô nương phấn má, thật ngoan, ca ca cho ngươi mang ăn ngon. Nhìn đã đi ra ngoài ca ca, các tường không được tự nhiên sờ sờ gương mặt, khi còn nhỏ bị niết quán, vừa rồi không biết vì cái gì, tim đập lại lậu mấy chục, bên tai cũng bắt đầu thiêu hồng. Nàng lay vài cái rối tung tóc dài, ngăn trở càng ngày càng năng lỗ tai, môi đỏ khẽ nhếch, nhỏ giọng lẩm bẩm, khẳng định là ca ca đem ta đương tam nguyệt hống, ta lại không phải tiểu hài tử. Thật là. Này Sương, hai cái nam nhân đã lên xe. Quê Tuấn khởi động xe sau, hướng về phía trên ghế phụ biểu đệ làm mặt quỷ, ta nói biểu đệ, ta như thế nào cảm thấy ngươi cùng tiểu biểu muội nói chuyện thời điểm, cùng hống tiểu hài tử dường như. Nói xong liền cảm thấy không đúng, hắn lại lo chính mình nói, không đúng, cũng không thể nói hống tiểu hài tử, càng như là hống tiểu kiều thê. Sau khi nói xong, Khuê Tuấn một người liền ha ha cười rộ lên, tự giác cái này so sánh phá lệ thỏa đáng. Người nói vô tình, người nghe có tâm. Phó Khuê hiếp lại mắt phượng chỗ sâu trong gợn sóng chợt khởi, thổi nhăn một hồ xuân thủy, rốt cuộc vô pháp bình tĩnh. Chương 71 chương 71 Ai? Nghe ca nói chuyện không? Tiểu tử ngươi tốt xấu hồi một câu đi. Khuê Tuấn lại lải nhải vài câu, mới phát hiện đều là chính mình một người ở diễn kịch một vai, hảo gia hỏa, hủ nút biểu đệ ứng cũng chưa ứng hắn một câu, làm đến giống như trong xe liền hắn một người dường như, sốt ruột. Phó khuê liễm rớt đáy mắt khiếp sợ, lười nhắc hồi, nói cái gì? Ngữ khí muốn nhiều có lệ liền có bao nhiêu có lệ. Hắc, hợp lại ca ca ta nói gì đó, tiểu tử ngươi một câu cũng không nghe. Khuê Tuấn cười mắng câu, liền dời đi đề tài, ngươi có phải hay không có cái gì ý tưởng? tự chọn cửa hàng cơ bản ổn định xuống dưới lần này tới thâm quyến không ngừng là đến xem chúng ta đi phó khuê cười khẽ chủ yếu là đến xem ông ngoại thuận tiện nhìn xem bị dự vì nước nội phát triển tốt nhất thâm quyến hiện giờ là cái bộ dáng gì nói xong lời này phó khuê thay đổi cái tư thế thả lỏng một chút có chút chịu câu thúc chân dài mới nói tiếp bất quá ta đích xác có cái sinh ý muốn làm khuê tuấn vẽ mặt ta liền biết đến biểu tình nói nói xem phó khuê trước đánh cái dự phòng châm khả năng không thế nào kiếm tiền, xem như nửa công ích tính chất, biểu ca nếu là có hứng thú, cũng tham một cổ đi. Nói đến sinh ý, Khuê Tuấn thu liễm trên mặt cà lơ phất phơ, người nói trước nói xem. Ta muốn vì xuất ngũ quân nhân là một cái vận chuyển công ty, cả nước tính chất, thế nào? Có hứng thú sao? Khuê Tuấn không có vội vã trả lời, mà là cân nhắc đã lâu, trong đầu nhanh chóng phân tích lợi và hại, thẳng đến qua cái thứ ba đèn xanh đèn đỏ sau, hắn mới hỏi, làm tốt, cũng không phải không kiếm tiền, chỉ là này giai đoạn trước đầu nhập cũng không ít ngươi nghĩ kỹ phó khuê đôi tay giao nhau trí cùng bụng nhỏ gian cười khẽ cũng không phải lập tức phủ kín cả nước liền cùng siêu thị tự chọn giống nhau lấy điểm mặt tiền cửa hiệu chậm rãi thẩm thấu làm gia đình quân nhân ta là muốn làm một ít khả năng cho phép sự tình lại cũng không phải một mặt làm việc thiện cho nên thâm quyến chính là ngươi tuyển cái thứ nhất điểm đương nhiên nơi này là nhất thích hợp khuê tuấn chuyển động tay lái hối nhập một khác điều đường xe chạy, không có một ngụm đáp ứng, lại cũng không có cự tuyệt, tự như biểu đệ nói, làm gia đình quân nhân, mới có thể càng thêm hiểu biết quân nhân không dễ, có cụ thể phương án sao. Phó khuê môi mỏng hơi câu, biết biểu ca đây là đã có ý đồ, có, về nhà ta đưa cho ngươi. Hai người lại nói chuyện tào lao vài câu, khuê tuấn nói, này xin ý nếu ngươi chỉ cần xuất ngũ quân nhân, quy mô lớn, phát triển đến cả nước, bộ đội bên kia khẳng định là muốn khống chế ở bọn họ trên tay, Xem như vì người khác làm áo cưới, ngươi nghĩ kỹ. Biểu ca có thể nghĩ đến, phó khuê sao có thể không thể tưởng được, không sao cả, vốn dĩ cũng không nghĩ dựa cái này hạng mục kiếm bao nhiêu tiền, giai đoạn trước có thể đem cái này dàn giáo kéo tới là được, nói nữa, quốc gia cũng sẽ không bạc đãi chúng ta. Khuê Tuấn thả chậm tốc độ xe, đem xe ngừng xuống dưới, bọn họ đã tới rồi ly bộ đội gần nhất một gian tự chọn siêu thị, nhổ xuống chìa khóa xe trước, hắn còn cười trêu chọc nói, lão gia tự nhóm biết ngươi có cái này ý tưởng khẳng định càng thích ngươi, ai? Ta cảm giác ta tiểu bảo bối địa vị kham ưu a. À. Đáp lại hắn chính là Phó Khuê đi nhanh rời đi cao lớn thân ảnh. Khuê Tuấn. Phó Khuê hôm nay không ngừng là đi tham gia tự chọn cửa hàng, còn cùng biểu ca lái xe đi thăm quyến các nổi danh hậu cần điểm. Trên thế giới chưa bao giờ thiếu có thấy xa người, lúc này hậu cần Kỳ thật đã bắt đầu giống mang mọc sau mưa, không ngừng toát ra, chỉ là còn không có một cái tương đối hoàn thiện chính quy công ty lớn, phần lớn đều là tiểu đánh tiểu nháo đều không phải là không có có năng lực người làm đại chỉ là cái này niên đại trị an cảnh lực theo không kịp hàng hóa gặp được mất trộm hoặc là bị cướp bóc thật sự quá mức tầm thường cơ bản liền tìm đều tìm không trở lại như vậy này những tổn thất chỉ có thể từ vận chuyển công ty chính mình gánh vác phó khuê có gan làm như vậy công ty cũng là vì sau lưng đứng bộ đội nếu không hắn cũng sẽ không suy xét cái này ngành sản xuất kiếm tiền ngành sản xuất rất nhiều hạ tất tuyển như vậy một cái tốn công vô ích buôn ba một ngày chờ buổi tối về đến nhà thời điểm hai cái đại nam nhân giữa mày đều có chút mỏi mệt. Các tường không biết ca ca làm gì đi, nhưng là không ảnh hưởng nàng vội vàng bưng trà đổ nước, lấy ăn. Xem bên cạnh khuê tuấn thẳng chật lưỡi, tiểu biểu muội tam biểu ca thủy đâu. Một bên xem thẳng nhạc A lão gia tử nghe vậy trừng mắt nhìn mắt tôn tử, chính mình không trường tay. Còn có, ngươi kia eo chặt đứt. Ngồi không ra ngồi, cấp lão tử làm tốt lạc. Khuê tuấn sờ sờ cái mũi, ở biểu đệ khiêu khích trong ánh mắt ngồi ngay ngắn, thở ngắn than dài đến, trước hai ngày còn một ngụm một cái ngoan tôn kêu, hôm nay cháu ngoại ngoại tôn nữ gần nhất, ta liền thành tiểu đáng thương, ai? Đây đều là cái gì thế đạo a? À? Nhân tâm không cổ nộp Lão gia tử túng lên bên cạnh quải trượng liền phải tạp qua đi, cười mắng, nhảy ranh, ta khi nào kêu lên ngoan tôn. Ngươi thiếu ghê tẩm ta. Ai gia uy, nhìn một cái ngày này càng già càng dẻo dai hình dáng, cẩn thận ngài tôn tử khuôn mặt tuấn tú nha, ta này còn không có đối tượng đâu. Lăng lăng lăng. Các tường bị đối diện tổ tôn hai đậu cười con mặt mày, cả người đều không tự giác oai đảo ca ca trên vai, nhạc tiểu bả vai rung lên rung lên. Lại không có chú ý tới, có như vậy trong nháy mắt, phó khuê cả người căng thẳng, biểu tình đều không được tự nhiên trệ trệ. Phó khuê nghiêng đầu rũ mắt, nhìn tiểu nha đầu giống như thường lui tới giống nhau, cười ngã vào chính mình bên người. Hắn tầm mắt ở tiểu cô nương tinh xảo ngũ quan thường, một tất tất miêu tả, nếu không có buổi sáng biểu ca kia không thể hiểu được trêu chọc, hắn có lẽ còn không có phản ứng lại đây, nguyên lai like ý ý thật sự trưởng thành. Từ chỉ tới chính mình dưới nách tiểu cô nương, trưởng thành một M7 đại cô nương. Cũng trưởng thành băng cơ ngọc cốt, môi đỏ tuyết da, xinh đẹp gọi người dời không ra tầm mắt đại mỹ nhân nhi. Đặc biệt lúc này cười mặt mày hạ công, khóe môi thượng kiều bộ dáng, gọi người nhịn không được cũng nhu hòa biểu tình, đi theo cùng nhau gợi lên khóe miệng. Phó khuê tưởng, có lẽ, chờ tháng 9 khai giảng thời điểm, tiến vào cuộc sống đại học, còn sẽ gặp được các loại nam nhân theo đuổi nghĩ đến tiểu cô nương kéo một cái không biết diện mạo nam nhân cánh tay nghĩ đến nàng sẽ ỉ lại một cái không hiểu ra sao nam nhân vượt qua chính mình nghĩ đến nàng có như vậy một ngày cùng một người nam nhân thân thân mật mật sinh hoạt ở bên nhau sao không bao giờ sẽ như vậy tới gần chính mình nghĩ đến trăng rắc nam nhân mới vừa rồi còn hơi cong khóe miệng giờ phút này đã kéo thành thẳng tắp trên tay thưởng thức bút chì cũng bị hắn tạo thành hai đoạn các tường chạy nhanh kéo qua ca ca bàn tay to, ở hắn trong lòng bàn tay khẽ vuốt vài cái, xác định không có trầy da, mới nhíu mày hỏi, ca, ngươi làm sao vậy? Sinh khí. Phó khuê không được tự nhiên từ nhỏ cô nương trong lòng bàn tay, rút ra bản thân tay, không có, vừa mới đang nghĩ sự tình. Các tường hoài nghi, còn nói không sinh khí, này sắc mặt đều mau hắt thành đáy nồi. Chẳng lẽ là tam biểu ca chọc ca ca sinh khí? Nghĩ đến đây, các tường hoài nghi ánh mắt nhìn về phía cũng vẻ mặt mặt danh Khuê Tuấn. Khuê Tuấn nhận thấy được tiểu nha đầu cùng nhà mình lão gia tử chất vấn ánh mắt, cả người đều không tốt, hắn gì cũng không làm a. À. Cảm xúc mất khống chế cũng chỉ là một cái chớp mắt, phó Khuê thực mau liền điều chỉnh tốt. Ít nhất người một nhà ngồi ở cùng nhau ăn cơm chiều thời điểm, người khác đã nhìn không ra tới hắn cảm xúc không thích hợp. Cơm chiều qua đi, người một nhà lại vây quanh ở trong phòng khách nói chuyện phím phó khuê liền cùng ông ngoại nói hắn tính toán khai công ty hậu cần ý tưởng lão gia tử tuy rằng đã về hưu cũng không đại biểu cái gì cũng bất quá hỏi hắn vẫn luôn không chen vào nói thẳng đến nghe xong cháu ngoại đối với cái này hạng mục sở hữu quy hoạch sau mới phân tích nói ý tưởng thực hảo bất quá tựa như tiểu tuấn nói nếu thất bại chính là ngươi cá nhân nhưng là thành công liền không hề thuộc về ngươi tư hữu ngươi thật sự nghĩ kỹ phó khuê gật đầu cái này ý tưởng kỳ thật mấy năm trước liền có Ông ngoại ngài thấy thế nào? Lão gia tử vui mừng gật đầu, không phải tâm huyết dân trào liền hảo. Về công, ông ngoại là hy vọng ngươi đi làm, các chiến sĩ không dễ dàng. Đây là chuyện tốt, về tư đâu, kỳ thật ông ngoại không phải thực tán thành. Việc này một cái lộng không tốt, tiền tài tổn thất không nói đến. Rất nhiều người còn sẽ cảm thấy ngươi mua danh chuột tiếng, bất nhiều hơn được. Bất quá chỉ cần ngươi đem được mất suy nghĩ cẩn thận, kém cỏ nhất kết quả cũng có thể tiếp thu. Vậy đi thử thử, nam nhân vẫn là muốn lan bạc một phen mới có thể trưởng thành phó khuê vì lão gia tử tục thượng trà không thành công cũng không sợ người ta nói ta bản thân cũng không phải hoàn toàn vì làm từ thiện khẳng định vẫn là có thể có lợi chỉ là hy vọng ở có thể có lợi dưới tình huống trợ giúp càng nhiều người thôi bất quá sáng lập lúc ban đầu khả năng sẽ có một ít không dễ nghe dứt lời đến ngài cùng các cửu cửu trong tay lão gia tử xua tay này có cái gì lão tử lớn như vậy tuổi cái gì sóng gió không gặp được quá chỉ cần chúng ta chính mình không thẹn với lương tâm là được ngươi chỉ cần nhớ rõ không cần bạc đẩy những cái đó bảo vệ quốc gia các chiến sĩ liền sẽ không đọa nhà chúng ta cạnh cửa điểm này là tất nhiên kỳ thật tới thâm quyến phía trước phó khuê về chuyện này cùng phó lão gia tử còn có đại bá tiểu thúc đều thương lượng quá bọn họ thái độ cùng ông ngoại không sai biệt lắm các tường ngồi ở bên cạnh nghe ông ngoại đại cửu còn có ca ca cùng tam biểu ca càng nói càng phức tạp đề tài dần dần mất đi hứng thú quả nhiên này những sinh ý thượng sự tình, nàng là hoàn toàn lộng không hiểu. Nàng cũng không miễn cưỡng chính mình, ở đôi mắt biến thành nhang mũi bàn phía trước, đứng dậy về tới chính mình phòng vẽ tranh. Dụng cụ vẽ tranh là ca ca buổi tối về nhà thời điểm giúp chính mình mang về tới, đều là nàng ngày thường quen dùng nhãn hiệu. Nàng ở trên bàn phô hảo giấy, cũng không có như thế nào kết cấu, chỉ làm đoàn tử bày ra một cái tư thế, đối với nó vẽ tranh, luyện tập bút pháp. Tuy rằng sư phó nói nàng tài nghệ đủ hỏa hậu, nhưng là loại đồ vật này, liền cùng luyện tập vũ đạo không sai biệt lắm, lâu dài không luyện, liền sẽ mới lạ. Đã thói quen làm điểu người mẫu đoàn tử, trực tiếp ngồi sổn ở trên bàn, làm chính mình bảo trì một cái nhất thoải mái tư thái, sau đó bắt đầu. Ngủ gật. Các tường giơ tay chọc chọc nó, kháng nghị nói thầm, ngươi luôn tư thế này, có cái gì hảo họa, nhiều ít có chút thực xin lỗi ngươi đại yêu giá trị con người đi. Ngươi bãi một cái khí phách điểm tạo hình đâu. Đoàn tử nhân tính hóa thở dài, ngoài miệng pp hai tiếng ngươi yêu cầu thật nhiều tuy rằng như vậy phung tào nhưng là tiểu đoàn tử vẫn là bày ra một cái đại bàn dương cánh tạo hình sau đó gian nan nhìn về phía tiểu cô nương tìm kiếm khẳng định khí phách sao khí phách gì đó ha hả các tường nhìn trên bàn lông xù xù viên cầu nổ tung cắt gao cắn môi dưới mới nghẹn lại ý cười miễn cho cười ra tiếng thương đến điểu tự tôn đoàn tử cũng không biết có phải hay không ăn quá béo tròn vo thân mình phụ trợ chi lăn lên cánh nho nhỏ một con các tường thật hoài nghi nó dựa vào như vậy tiểu nhân cánh, là như thế nào làm được phi hành, mấu chốt là người ta tốc độ còn rất nhanh. Thế nào? Cái này tạo hình xoái không xoái. Nếu không ngươi chụp cái ảnh chụp, bằng không vẫn luôn như vậy chi lăng quá mệt mỏi điểu. Đoàn tử hiển nhiên đối với cái này động tác thực vừa lòng, nhắc nhở tiểu cô nương chạy nhanh dùng camera lưu lại nó anh tư táp sản một màn. Các tường chậm rãi hít sâu vài cái, trung rẩy môi kiến nghị, ngươi muốn hay không đổi một cái tư thế ngươi không phải nữ hài tử sao? Cái này động tác không thích hợp đi. Đoàn tử đậu xanh mắt dạo qua một vòng, cảm thấy tiểu cô nương lời này không tật xấu. Nó thu hồi cánh, nằm nghiêng xuống dưới, dùng một cái tiểu cánh chống đỡ tròn vo tiểu thân mình, một đôi tiểu hắc trảo giao điệp ở bên nhau, nỗ lực làm ra một cái gợi cảm lưu nhân tư thế, câu lấy cổ nhìn về phía các tường, thế nào? Đủ nữ hài tử sao? Các tường. Phục. Ha ha. Ha ha đang cười cái gì? Phó Khuê lên lầu khi, tiểu cô nương môn không quan, liên tiếp chuông bạc tiếng cười truyền ra tới, hắn tò mò đi vào đi, liền thấy tiểu cô nương ôm bụng, cười nằm xoài trên trên ghế, nước mắt đều ra tới. Mà kia chỉ bạch mau đoàn tử, chính tạc mau đối với tiểu cô nương đầu mổ, còn thường thường phát ra phẫn nộ, pi pi, thanh. Phó Khuê đi tới duỗi tay đem đoàn tử ném đến chính mình đỉnh đầu, tùy ý nó mổ đầu mình, duỗi tay kéo tiểu cô nương đứng dậy. Các tường lại cười một hồi lâu, mới hoãn lại đây, cùng đoàn tử đùa dẫn đâu, ca ca ngươi vội được rồi. Ngươi là tiểu hài tử sao? Cười đều có thể cười ra nước mắt. Phó khuê mắt phượng chỗ sâu trong bò lên trên ý cười, giơ tay vì tiểu cô nương trà lau khóe mắt nước mắt. Lại tầm thường bất quá một động tác, lại ở cảm giác được lòng bàn tay trượt xuống nị da thịt khi, giống như bị năng nói giống nhau, co rúng lại hạ. Ca ca. Làm sao vậy? Các tường khó hiểu nhìn về phía túng Mỹ nam nhân, một bên từ trong túi móc ra khăn vì chính mình chà lau nước mắt. Phó Khuê đem cái tay kia cất vào túi quần, cắt gao nắm chặt, trên mặt bất động thanh sắc, không có gì, ngày mai buổi sáng ba ngươi đi công viên đi. Các tường ánh mắt sáng lên, lại chần chờ, ngươi công tác không quan trọng sao? Phó Khuê ôn thanh hồi, công tác sự tình không vội nhất thời, muốn đi sao? Muốn đi nha, liền chúng ta hai cái sao? Phó Khuê cảm thấy chính mình có bệnh, rõ ràng trước kia nghe tới làm tới tại tầm thường bất quá nói, vì cái gì hiện tại nào nào đều kêu hắn tim đập gia tốc. Này không thích hợp. Hắn cảm thấy như vậy đi xuống không được, có chút không nở nhìn thẳng hiện tại chính mình, cùng tiểu nha đầu lại trò chuyện vài câu, ước định ngày mai buổi sáng xuất phát thời gian, liền vội vàng trở về phòng. Hắn yêu cầu bình tĩnh bình tĩnh. Chương 72 chương 72 Hắn khả năng thực sự có bệnh, phó khuê từ trong lúc ngủ mơ bừng tỉnh, bụng mặt, cảm thấy thẹn thiêu đỏ bên tai. Đây là mười mấy năm nội, lần đầu như vậy không biết làm sao, binh hoang mã loạn. Hắn quả thực không nỡ nhìn thẳng chính mình dưới thân hỗn độn, xoay người xuống giường, nhanh nhẹn thay đổi quần sau, cho hả giận giường như cầm quần áo đoàn đi đoàn đi, qua ở một bên trên mặt đất, không muốn lại nhiều xe một cái. Xử lý tốt quần áo sau, phó khuê ngắm trước mắt giang, trạng sáng bốn điểm nhiều, không có buồn ngủ, hắn liền để chân trần, bực bội ở trong phòng dạo bước, lạnh lẽo sàn nhà không có cho hắn mang đến bất luận cái gì lạnh lẽo, trong đầu tất cả đều là trong mộng kiều diễm xuân sắc, ngược lại kêu hắn càng thấy phiền út. Dư quan quét đến đầu giường thượng pha lê ly khi, hắn cũng không rảnh lo là cách đêm nước trà, vặn ra cái nắp, ngẩng đầu lên, trực tiếp rót đi xuống. Thấm lạnh thủy nhập bụng, cuối cùng trao khuê mang đến một chút lạnh lẽo, hắn hung hăng phun ra một ngụm trọc khí, lại ngồi trở lại mép giường, ngơ ngẩn phát khởi ngốc tới. Không biết như thế nào, hôm nay buổi tối, mơ thấy nhà hắn tiểu cô nương mấy năm trước ở bộ đội đại viện biểu diễn khi, người mặc hồng nhạt nho váy bộ dáng thực mỹ, đặc biệt dung nhan tự động biến thành nàng hiện tại bộ dáng liền càng mỹ. Phó khuê không rõ ràng lắm chính mình khi nào đối tiểu cô nương cảm tình thay đổi chất, hắn thậm chí có chút vỉ nhổ chính mình, con thỏ còn không ăn cỏ gần hang đâu, các hắn này đâu. liền qua đều tưởng cho người ta gặm, ngẫm lại đều tao hoảng. chính là nếu phát hiện chính mình đối tiểu nha đầu động tâm tư, làm hắn làm như cái gì cũng không phát sinh, hắn cũng làm không đến chỉ cần tưởng tượng đến hắn tiểu cô nương, có một ngày quăng vào khác giả nam nhân ôm ấp, phó khuê liền muốn giết người. Bị chính mình mặt danh dân lên thô bạo kinh ngạc kinh, phó khuê giơ tay hung hăng xoa bóp hạ gương mặt, sau đó nhận mệnh lại nằm liệt hồi trên giường. Hắn không phải trốn tránh tính tình, nghĩ thông suốt chính mình tình cảm sao. Nhịn không được bắt đầu phân tích khởi, nếu tiểu cô nương đồng ý cùng chính mình ở bên nhau sau lợi và hại. Một phen cân nhắc sau, nam nhân nâng lên một con bàn tay to cái ở trên mặt, nhịn không được cười nhẹ ra tiếng, bởi vì hắn phát hiện, mặc kệ từ nào một phương diện, chính mình đều là tối ưu. Trước không đề cập tới tự thân điều kiện, liền từ nhỏ cô nương góc độ tới xem, nếu gả cho hắn, ít nhất không có mẹ chồng nàng dâu vấn đề, nhà hắn tiểu cô nương còn lưu luyến gia đình, kết hôn sau ở tại nhà mẹ đẻ cũng không có việc gì, hắn càng không ngại đi ở rễ. Cũng không biết tiểu thúc có thể hay không đánh gãy hắn chân, nghĩ đến đây, nam nhân đẹp mắt phượng rốt cuộc áp chế không được tình ý chỉ cần ôm được mỹ nhân về, đánh gãy chân. Cũng đúng. Có chút tin tưởng sau, phó khuê trong đầu lại không ngừng hiện lên mấy năm nay cùng tiểu cô nương ở chung, chờ hoàng hồn khi, khóe miệng đã rời bỏ thân thể hắn, công thành một cái vui vẻ độ cung. Hành đi. Từ ngày hôm qua đến bây giờ, trải qua một ngày một đêm giảm sóc, kỳ thật phó khuê đã minh bạch chính mình tâm ý, hắn thừa nhận, không biết ở khi nào, hắn trông coi tự trộn, đối nhà hắn tiểu cô nương động tâm, thậm chí lòng tham muốn cùng nàng quá cả đời cái loại này sau đó hắn bắt đầu thích hồi ức thả chuyên môn hồi ức hai người đã từng bình thường hiện tại lại cảm thấy phá lệ ngọt ngào ở chung ngay cả chu thẩm trêu chọc các tường phú quý cũng thành khen hai người xứng đôi lời vàng ngọc phó khuê biết như vậy không tốt nhưng chính là khống chế không được chính mình não bổ chỉ là không biết hắn tiểu cô nương sẽ như thế nào đối đãi hắn biến chất tình cảm sẽ tiếp thu vẫn là sẽ cự tuyệt. Trạng sáng 4 điểm nhiều tỉnh sau, phó khuê không có ngủ tiếp, mãi cho đến buổi sáng chạy xong bước trở về, hắn tắm rửa một cái, thuận tiện dường như không có việc gì đem cái kia quần cùng nhau tẩy rớt. Cũng may bọn họ đều có chính mình giặt quần áo thói quen, cho nên hắn hành động cũng không hiện đột ngột, nếu không sáng sớm tẩy quần gì đó, liền thật sự nan kham. Ăn qua cơm sáng sau, có tiểu tâm tư phó khuê, cự tuyệt biểu ca biểu tỷ cùng đi, nghiêm trang tỏ vẻ không hảo chậm trễ hai người công tác, sau đó quang minh chính đại mang theo tiểu cô nương mở ra hai người hẹn hò đương nhiên này chỉ là người nào đó đơn phương cho rằng ít nhất ở các tường xem ra hôm nay chỉ là một cái tận tình sưu tầm phong tục ngày lành cả người vui mừng không được vì đi ra ngoài phương tiện hai người khai khuê tuấn xe đi thâm quyến lớn nhất công viên xuống xe sau tiểu cô nương vẫn như cũ dùng sa khăn vây quanh ở trên mặt trên đầu còn đeo đỉnh đầu che nắng mũ chỉ lộ ra một đôi mắt nàng như vậy trang điểm cũng không tính đột ngột Trước cuộc công viên rất nhiều nữ nhân đều như vậy, hoặc là chính là mang mũ, hoặc là chính là bọc sa khăn, còn có mấy cái đánh ô che mưa. Dù sao vì phòng, tự cổ chí kim, các nữ nhân đều là cẩn trọng. Phó khuê trên người cổng ấm nước, nhắm mắt theo đuôi đi theo tiểu cô nương, nhìn nàng đi đi dừng dừng, thường thường đối với đẹp hoa cỏ trùng điểu, hoặc là mới lạ cây cối chụp được từng trương ảnh chụp. Hiện tại cameras đều là dùng cuộn phim, phó khuê vì làm tiểu cô nương chụp tận hứng, quan cuộn phim liền trang rất nhiều hắn không có quấy rầy nàng, chỉ là ánh mắt ôm nhu đi theo tiểu cô nương phía sau. Phó khuê không vội với làm cái gì, hắn có kế hoạch của chính mình. Lại nói, tiểu cô nương mới 18 tuổi, chỉ cần thời khắc bồi ở nàng bên người, làm nàng chậm rãi nhận thấy được chính mình thái độ thay đổi, một ngày nào đó sẽ bị hắn quải về nhà. Tư cập này, đương tiểu cô nương nói chính mình có chút khác nước thời điểm, phó khuê vặn ra nắp bình, không có giống thường lui tới như vậy đưa cho nàng, mà là đem ấm nước miệng bình, trực tiếp đưa đến nàng bên môi, hiển nhiên tính toán uy nàng uống. Các tường có chút ngốc, hậu tri hậu giác nhìn về phía chính mình tay, ngô. Tay phải camera, tay trái là mũ, hảo đi. Nàng cũng không làm ra vẻ, liền ca ca động tác, cái miệng nhỏ uống lên lên. Nam Tuấn nữ Mỹ, mặc kệ ở nơi nào, đều sẽ là người khác chú mục tiêu điểm. Công viên là tiểu tình lữ hẹn hò tốt nhất nơi, lúc này mọi người nóng lòng tránh thoát của xã hội trói buộc, tự do yêu đương thành một loại trào lưu, một nam một nữ người trẻ tuổi, tuy rằng không đến mức trước công chúng hạ khanh khanh ta ta, nhưng là đáp cái bả vai, ôm cái eo, đã là thái độ bình thường. Cho nên, Phó Khuê Uy Thủy động tác tuy rằng có chút ái muội lại cũng không tính khác người, chỉ là bởi vì quá mức ưu tú dung mạo, mới có thể khiến cho rất nhiều người nhìn chăm chú. Anh đẹp trai, có thể lưu cái liên hệ địa chỉ sao? Có rảnh ta đi tìm ngươi chơi a à? Tiểu cô nương ôm camera đi phía trước đi, Phó Khuê Ninh thượng nắp bình, đang muốn theo sau thời điểm, bên tai liền vang lên một cái kiều nhu giọng nữ. Phó khuê nghiêng đầu nhìn qua, mắt cũng chưa chấp một chút, hướng về phía đã chạy tới gần 10 mét ngoại tiểu cô nương chỉ chỉ, ta đối tượng không đồng ý. Hỏi chuyện nữ hài diện mạo kiều Mỹ, kỳ thật nàng cùng bạn tốt đi theo này hai người phía sau một hồi lâu, tuy rằng thấy không rõ ông thăng trùng đầu kia nữ hài dung mạo, nhưng xem thân hình khẳng định cũng không khó coi. Vốn dĩ nàng đều tính toán từ bỏ, như vậy đẹp nam nhân, có đối tượng cũng là bình thường chính là bọn họ rõ ràng không phải tình lữ a nữ hài không màng bạn tốt kéo túng cắn cắn môi nhấc chân đuổi kịp chuẩn bị rời đi nam nhân nàng không phải ngươi muội muội sao ta vừa rồi nghe thấy nàng kêu ca ca ngươi phó khuê dưới chân một đốn thanh lãnh túng mỹ khuôn mặt thượng dạng khởi tươi cười ân tình ca ca nói xong lời này sau nam nhân không hề dừng lại bước nhanh đuổi kịp đằng trước tiểu cô nương nện bước đứng ở tại chỗ cô nương nhìn nam nhân đi đến nữ hài bên người tự nhiên vì nàng xoa xoa tóc dài mới hoàn toàn hết hy vọng. Phía trước, có lẽ là nữ hài hỏi cái gì, thực mau, nam nhân thanh lãnh thanh âm truyền tới. Hỏi đường. Kiều Mỹ nữ hài than nhẹ một tiếng, lôi kéo khuê mật tránh ra, hỏi đường liền hỏi đường đi. Hai người rời đi sau, từ bên cạnh trong rừng cây thoát ra hai người. Khuê lâm lan học các tường như vậy, dùng một cái sa khăn đem chính mình mặc toàn bộ bao vây lại, lén lút đi theo đường ca phía sau, cả người đều tản ra uể oải hơi thở, tam đường ca, cần thiết như vậy sao? làm đến cùng cái đặc vụ dường như. Khuê Tuấn trên đầu mang theo che nắng mũ, trên mũi còn giá một bộ kính, nghe vậy cười lạnh nói, đương nhiên là có tất yếu, nếu không phải buổi sáng ta mắt sắc, nhìn ra không thích hợp, chúng ta có thể phát hiện tiểu tử thúi còn có này tâm tư sao. Nhìn một cái, kia trong mắt đều sắp dính nhân thân thượng, chật chật chật. Quả thực không mắt thấy. Trong miệng tuy rằng ghét bỏ không được, nhưng là hành động thượng lại là một chút cũng không chậm trễ, khuê tuấn lôi kéo không tình nguyện đường muội cực có theo dõi kỹ xảo trụy ở hai người phía sau đem nhà mình biểu đệ ân cần hành động toàn bộ xem ở trong mắt khuê tuấn cười nhạo tiểu tử thúi đây là rất hố bò không đứng dậy a à, ta coi tiểu biểu muội còn ngây thơ mờ mịt má ơi ha 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 cười chết ta không nghĩ tới không ai bị nổi phó khuê tiểu thiếu gia cũng sẽ thích nữ hài a à, vẫn là yêu thầm ngươi nói một chút thật là ông trời có mắt khuê lâm Lan bị đường ca toái toái niệm làm cho vô ngữ nàng có chút lo lắng bọn họ như vậy không quan hệ sao đừng nhìn khuê tuấn ngoài miệng cười nhạo biểu đệ nhưng là bao che cho con lên hắn nhảy cũng là nhanh nhất có quan hệ gì lại không huyết thống quan hệ chính mình cao hứng thì tốt rồi quản người khác nghĩ như thế nào đâu khuê lâm lan mắt trợn trắng ta không phải lo lắng cái này ta chính là sợ tiểu cát tường không thích biểu đệ làm sao bây giờ biểu đệ tính tình ngươi lại không phải không biết từ nhỏ liền trọng cảm tình vạn nhất không có vạn nhất khuê tuấn kiên định đánh gãy đường mùi nói quay đầu liền bắt đầu khích lệ lên ta tiểu biểu đệ nhiều soái lại có tiền còn chuyên tình còn săn sóc còn ôn nhu nhìn một cái cho người ta tiểu cô nương hầu hạ tốt như vậy đối tượng hướng nào tìm đi bất quá khen đến mặt sau khoe tuấn giơ tay vuốt ve vài cái chính mình cầm hận sắc không thành thép nhìn chỉ biết đi theo tiểu cô nương bên cạnh lại sẽ không sáng tạo lãng mạn du một ngực đáp biểu đệ trầu thúi ruột Dây lát hắn đôi tay về phía sau đẩy đẩy sơ du quan kiểu tóc làm ra một cái tự cho là xoái khí động tác, định liệu trước lôi kéo đường mũi bước nhanh rời đi, đi, cùng ca ca cấp biểu để chế tạo lãng mạn kinh hỉ đi. Khuê lâm lan. Liền sợ biến thành kinh hắc. Này sương phó khuê còn không biết biểu ca cũng đi theo tới, hơn nữa muốn cho hắn chuẩn bị kinh hỉ. Hắn nhìn nhìn thời gian, đề nghị nói, ý ý, nghỉ ngơi trong chốc lát đi, phía trước có cái đình hóng gió, muốn hay không đi ngồi ngồi xuống. Đừng nói, thời tiết này, đi dạo hơn một giờ xuống dưới, chẳng sợ không phải dễ dàng ra mồ hôi thể chất, các tường cũng có chút ăn không tiêu, nghe được có đình hóng gió, gót chân vừa chuyển, lập tức đi theo ca ca phía sau. Đình hóng gió dựa lưng vào sơn, cho nên này một chỗ không chỉ có ẩn nấp còn mát mẻ. Đã đến gần sau mới phát hiện, đình hóng gió đã có hai người, thả nhìn bọn họ nhanh chóng không ra chút khoảng cách, liền không khó đoán ra này hai người mới vừa rồi đang làm gì. Các tường bước chân một đốn, nhìn về phía ca ca, muốn lui ra ngoài. Nếu là ngày thường, phó khuê đích xác sẽ có ánh mắt rời đi nhưng là lúc này nhà hắn tiểu cô nương lại mệt lại nhiệt phụ cận cũng liền như vậy một cái mát mẻ địa phương nơi công cộng nam nhân tỏ vẻ trước bận tâm người trong lòng quan trọng vì thế hắn dắt tiểu cô nương tay trực tiếp đem người đưa tới đình hóng gió bất quá không khỏi xấu hổ bọn họ ngồi cách này hai người rất xa trường hợp không có các tường cho rằng như vậy xấu hổ ít nhất nhân gia khẳng định không xấu hổ khi hai người trừ bỏ nhìn nhiều vài lần phó khuê liền lại đầu dựa gần đầu thân thân mật mật liêu nổi lên thiên hiển nhiên là một đôi tình yêu cùng nhiệt trung tiểu tình lữ các tường chỉ nhìn lướt qua liền xấu hổ lại xem đem khuôn mặt nhỏ đối với ca ca rủ xuống mắt trong lòng lại táp lưỡi cảm thấy thâm quyến bên này người trẻ tuổi so thành phố ép bên kia muốn mở ra thật nhiều uống nước đi phó khuê quán tới không thèm để ý người ngoài ánh mắt hắn đem ấm nước vặn ra đưa cho tiểu cô nương các tường lắc lắc đầu ca ca ngươi uống trước đi ta chờ hạ lại uống phó khuê giơ tay xoa xoa tiểu cô nương phát đỉnh còn cấp ca ca tiết kiệm a không có việc gì công viên có bán kem cùng nước có ga khác không ta ca ca căn bản không thích nước có ga các tường không có giải thích mà là tiếp nhận ấm nước tự mình đưa đến ca ca bên môi vẻ mặt ngươi cần thiết uống hình dáng nam nhân cười nhẹ một tiếng đáy mắt tràn đầy vui mừng hắn cũng không động thủ liền tiểu cô nương tư thế uống lên vài khẩu mới lắc đầu tỏ vẻ đủ rồi các tường không nghĩ nhiều lại đem ấm nước đưa đến chính mình bên môi cái miệng nhỏ nuốt giải khát cũng không hề uống nhiều tiếp nhận ca ca trên tay cái nắp lại đem ấm nước ninh thượng phó khuê đem tiểu cô nương động tác thu hết đáy mắt ánh mắt lại nùng lại thâm đặc biệt ở nàng đem chính mình đụng chạm quá miệng bình hàm tiếng trong miệng thời điểm nam nhân không biết nghĩ tới cái gì hầu kết nhanh chóng hoạt động vài cái không lớn dịu a à. nhận rõ chính mình cảm tình sao cảm thấy chính mình quá dễ dàng bị lay động cảm xúc phó khuê nhéo nhéo lại bắt đầu nóng lên bên tai liêu nhân không thành phản bị liêu như vậy đi xuống hắn còn có thể kiên trì nguyên lai kế hoạch sao tiểu cô nương vô ý thức trêu chọc quả thực muốn hắn mệnh liền ở hắn nghĩ muốn hay không trực tiếp cho thấy tâm ý thời điểm một tiếng kinh thiên rống giận vang lên đánh cướp đem đáng giá đều cấp lão tử giao ra đây phó khuê cả kinh một tay đem tiểu cô nương che ở phía sau hướng tới người tới nhìn lại khi khóe miệng trừu động hạ nhất thời thế nhưng không biết như thế nào là hảo. Mà đối diện kia đối tình lữ trung nam nhân sợ tới mức thét chói tai, sau đó trực tiếp nhanh chân liền chạy, khoảng không chọn lộ, liền mới vừa rồi tình ý miên mang đối tượng cũng không rảnh lo. Mọi người, các tường tay nhỏ vàng ở ca ca trên vai, chậm rãi dò ra đầu. Rồi sau đó, cũng cứng lại rồi. Nàng cư nhiên ở mấy cái dáng vẻ lưu manh tráng hán, thấy được rõ ràng hóa trang tam biểu ca. Các tường cảm thấy có chút sốt ruột, từ ca ca phía sau đứng dậy, đem cái kia bị đối tượng bỏ xuống, ngồi sổn trên mặt đất khóc nữ hài đỡ lên, mới vô ngữ nhìn về phía đầu óc giống như không được tốt Khuê Tuấn, Phung Tào nói, tam biểu ca, ngươi làm gì vậy? Khuê Tuấn cũng hoảng, bị tiểu biểu muội chất vấn lau đem trên đầu hãng. Này như thế nào cùng tưởng tượng không lớn giống nhau? Anh hùng cứu mỹ nhân đâu? Mỹ nữ cảm động lấy thân báo đáp đâu? Này! Chẳng những không có thúc đẩy một đôi, nhìn giống như còn chia rẽ một đôi, Khuê Tuấn cả người đều không tốt. Không nên a. À. tivi TV thượng không phải như vậy diễn a. À. Chương 73 chương 73. Khuê Tuấn riêng tiêu tiền, ở công viên tìm mấy cái cao tráng nam nhân tới diễn kịch, vì gần buổi quan kháng biểu đệ anh hùng cứu mỹ nhân, hắn còn đem chính mình thay hình đổi dạng một phen. Đỉnh Hoa không lưu vứt ăn mặc, Khuê Tuấn xấu hổ cười nói, "Ta, ta này không phải cùng các ngươi đùa giỡn sao, đối, chính là đùa giỡn." Ha ha, các tường càng thêm cảm thấy này tam biểu ca đầu óc không được tốt, bất quá lúc này cũng lười đến quan tâm hắn rốt cuộc muốn làm gì, nàng đỡ bị vô tội liên lụy nữ hài ngồi vào một bên ghế đá thượng, muốn cùng người nhận lỗi. Có lẽ là nhìn ra trên mặt nàng ấy nấy, còn không có đãi các tường mở miệng, khi nữ hài lại trước nói lời nói, nàng dùng tay áo lau khô nước mắt sau, liền đứng dậy nói, không cần cảm thấy ngượng ngùng, như vậy cũng khá tốt, ít nhất có thể làm ta nhanh chóng thấy rõ một người nhân phẩm. Nói xong lời này sau, Nữ hài còn hướng về phía các tường lộ ra một cái gượng ép cười, sau đó nhéo nắm tay hấp tấp đi rồi. Các tường nhìn kia cô nương biểu tình hung hãn bộ dáng, trực giác kia nam nhiều ít đến ăn chút đau khổ, bất quá nàng bất đồng tình là được. Này Sương Khuê Tuấn đã cấp lâm thời diễn viên đã phát tiền, sau đó vẻ mặt xấu hổ nhìn hát mặt biểu đệ, ánh mắt lơ mơ. Trong lòng không quên phỉ nhổ lâm trận bỏ chạy đường muội đêm này cục diện rối rắm ném cho hắn một người. Biểu đệ hảo hung. Phó Khuê ước chừng có thể đoán ra biểu ca làm như vậy nguyên nhân, đối với chính mình tâm tư bị nhìn ra tới cũng không ngoài ý muốn, vốn dĩ hắn cũng không có cố tình che giấu. Hắn không ở nhìn chầm chầm biểu ca, mà là nhìn về phía ngồi ở ghế đá thượng tiểu cô nương, lại nghỉ ngơi trong chốc lát sao. Các tường lắc lắc đầu, ta không mệt, ca ca đâu. Phó Khuê sách tiếp nước hồ cùng bao, hướng tới tiểu cô nương duỗi tay, vậy tiếp tục đi, chờ cảm thấy mệt mỏi lại dừng lại nghỉ ngơi. Các tường túng nam nhân bàn tay to, theo lực đạo đứng dậy, bị hắn nắm đi rồi vài bước sau, phát hiện biểu ca không theo kịp, nàng quay đầu lại, tam biểu ca, không đi sao. Khuê Tuấn vừa định hồi một câu, liền tới, tầm mắt liền đối thượng nhà mình biểu đệ cảnh cáo ánh mắt, hắn âm thầm mắt trợn trắng, đây là ghét bỏ hắn vướng bận đâu, vì thế hắn khóe miệng kéo kéo, các ngươi đi thôi, ta còn có chút việc phải làm. Đãi hai người rời đi sau, Khuê Lâm Lan cũng từ một khắc sườn ẩn nấp phía sau núi đã đi tới. Khuê Tuấn mặt đen lên án, ngươi không nói nghĩa khí. Khuê Lâm Lan trên mặt bình tĩnh không gợn sóng, đã sớm theo như ngươi nói, ngươi này hành vi không đáng tin cậy. Khuê Tuấn một ngẹn, chờ, ta lại tưởng nhất chiêu, đến lúc đó liền xem biểu đệ như thế nào cảm tạ ta đi. Khuê Lâm Lan ha hả cười lạnh, ngươi muốn lại quấy rối, ta liền nói cho đại bá mẫu ngươi có yêu thích người, vẫn là cái phụ nữ có chồng. Quy hiếp xong người lúc sau, Khuê Lâm Lan quyết định không hề bồi tam đường ca nổi điên, quay đầu liền chuẩn bị đi đi bộ đi bộ, tới cũng tới rồi, tốt xấu nhìn xem phong cảnh, gột rửa gột rửa tâm linh. Này uy hiếp quá trác tâm, khởi tới rồi lộ rõ hiệu quả, khuê tuấn cả người đều tạc, cũng không rảnh lo trái ngược hướng tiểu biểu đệ, truy ở đường mùi phía sau, tức muốn học máu nói, ngươi như thế nào nói càng nói bậy, ta khi nào yêu thầm người. Còn phụ nữ có chồng, mệt ngươi nghĩ ra được. Mãi cho đến trời tối, các cường mới thỏa mãn trở về nhà. Thiên nhiên quả nhiên là thần kỳ, nơi này hoa cỏ, rất nhiều đều là nàng từ trước không có gặp qua chủng loại, tuy rằng có chút mệt, lại cũng được đến rất nhiều rất nhiều tư liệu sống nàng cảm thấy chờ này một đám ảnh chụp tẩy ra tới đủ nàng bế quan toàn bộ nghỉ hè kế tiếp nhật tử các tường trừ bỏ mỗi ngày buổi tối sau khi ăn xong bị ca ca túng đi ra ngoài tản bộ cơ bản không có lại ra quá gia môn mỗi ngày oa ở trong phòng vẽ tranh linh cảm tới thời điểm chẳng sợ không ngủ không nghỉ cũng muốn đem kia nháy mắt cảm giác ký lục xuống dưới cũng may người trong nhà đều chú ý nàng phó khuê ở thời điểm mỗi ngày đều sẽ tự mình nhìn chằm chằm nàng làm việc và nghỉ ngơi nếu hắn đi ra ngoài cũng sẽ thỉnh mở cả nhắc nhở tiểu cô nương trước kia không có tiếp xúc gần gũi quá loại người này đại cửu mẫu bị tiểu cô nương đua kính chấn không nhẹ ngầm còn cảm khái chả trách nhân gia thành công đâu này nghị lực này đau khổ không phải người bình thường ăn huống hồ nàng còn nghe nói cô nương này học họa mười mấy năm như vậy nghĩ đến tiểu cô nương thành công mới là bình thường quả thực chính là cái họa si thời gian thoảng qua các tường từ một đống họa tác trung hoàng hồn khi đã qua nửa tháng. Hôm nay buổi tối, nàng có chút mơ hồ nhìn về phía trước mắt nam nhân, hậu tri hậu giác phản ứng lại đây ca ca mới vừa nói cái gì, phải về nhà sao? Phó khuê bất đắc dĩ, đúng vậy, chúng ta ra tới mau 20 ngày, cần phải trở về, trở về phía trước muốn hay không đi ra ngoài chuyển vừa chuyển. Nhà đầu này, trừ bỏ đi qua một lần công viên, còn lại thời gian đều qua ở trong nhà, giống như ôm dụng cụ vẽ tranh là có thể sống dường như các tường a một tiếng thông thả chớp hạ mắt kinh ngạc cực kỳ nhanh như vậy a à. nói xong lại nhìn nhìn trên bàn chưa hoàn thành họa tác chần chờ nói nếu không không đi phó khuê nâng lên ngón tay thon dài chọc chọc nữ hài đầu không được muốn làm việc và nghỉ ngơi kết hợp tiểu cô nương thở dài gật đầu kỳ thật nàng cũng không phải không nghĩ đi ra ngoài đi bộ chỉ là hội họa đối nàng lực hấp dẫn lớn hơn nữa thôi bất quá nếu phải đi về nàng xác nên dừng lại còn không có cấp người nhà mua lễ vật đâu. Nàng hiện tại chính là tiểu phú bà, ca ca đem nàng phía trước cho hắn tiền, đều tính làm tự chọn cửa hàng cổ phần, mấy năm nay cho nàng chia hoa hồng cũng không ít. Nếu muốn đi ra ngoài chơi, ngày hôm sau, các tường phải hảo hảo trang điểm hạ. Mấy năm nay, uống tóc thành lưu hành xu thế, các tường cũng thích, bất quá, nàng tuổi còn nhỏ, hơn nửa luyến tiết phá hư phát chất, chưa từng có nếm thử quá. Lâm Lan tỷ biết sao, liền nói cho nàng có thể lộng dùng một lần, phương pháp cũng rất đơn giản, chỉ cần đang ngủ trước, đem tóc biên thành bánh quai chèo biện, đến ngày hôm sau lại tản ra, sẽ có đại cuộn sóng hiệu quả. Lúc này nhìn trong gương, lỗ tai dưới tóc dài thật sự biến thành đại cuộn sóng, lại còn có không giống dùng nước thuốc như vậy khoa trương, các tường vui mừng hỏng rồi. Thành công giải khóa một khoảng tân kiểu tóc, nàng quyết định không thể cô phụ Mỹ Mỹ chính mình, đem vốn dĩ tính toán xuyên trường tụ quần dài thu hồi tới, thay đổi một kiện tương đối tu thân màu trắng toái hoa váy dài chờ xử lý hảo sau, lại đối với gương chiếu chiếu, tổng cảm thấy thiếu điểm cái gì. Cân nhắc một lát, các tường ánh mắt sáng lên, ngón tay linh hoạt đem phía trước tóc lấy ra tới một tiểu lũ, biên thành hai biếm tóc đặc nhĩ sau. Cái này hoàng mỹ, tiểu cô nương đối với gương lại xú mỹ một phen, mới thay giày, sách thượng bọc nhỏ ra cửa. Kaka, ca, ca ngươi như thế nào ở chỗ này? Chờ ta sao? Mới ra phòng ngủ môn, liền nhìn đến dựa ở ngoài cửa nam nhân, các tường hai bước đi vào hắn trước người, ngửa đầu cười hỏi. Phó Khuê ánh mắt dừng hình ảnh ở tiểu cô nương trên người, đem nàng trên dưới đánh giá một lần, trong mắt tràn đầy kinh diễm, hắn ngồi dậy, tiếp nhận tiểu cô nương trên tay bao, khen nói, "Hôm nay thật xinh đẹp." Bị khích lệ, các tường đè xuống khóe miệng, rốt cuộc không áp chế, bật cười, mi mắt cong cong, nhìn điềm mỹ cực kỳ. Khuê lão gia tử có chút không yên tâm cháu ngoại một người mang tiểu cô nương đi ra ngoài chơi, liền làm tương đối thanh nhàn Khuê Tuấn cũng đi theo cùng đi. Tuy rằng không nghĩ đương bóng đèn, nhưng là Khuê Tuấn nghĩ nghĩ, vẫn là đi theo đi. Khuê Tuấn trực tiếp đem hai người lãnh tới rồi mổ hồng thương trường, đi dạo phố mua lễ vật, nơi này xem như thâm quyến tương đối có danh tiếng, cũng tương đối thượng cấp bậc địa phương. Nữ hài tử đều thích đi dạo phố, các tường cũng không ngoại lệ, nàng nhưng thật ra không có mua rất nhiều đồ vật, trừ phi đặc biệt thích, trong mắt càng có rất nhiều đối cái này đại thương trường tò mò. Mà Phó Khuê cùng Khuê Tuấn tắt hai người, giống như bảo tiêu giống nhau, đi theo các tường phía sau hỗ trợ sách đồ vật trả tiền đương nhiên trả tiền việc này đều là phó khuê ở làm tâm nhãn châm chọc đại nam nhân tỏ vẻ nhà mình tiểu cô nương như thế nào có thể hoa giả nam nhân tiền đâu biểu ca cũng không được nếu không ta đi trên lầu tìm cái quán trà ngồi ngồi xuống chờ các ngươi đại khái đi dạo một giờ mới dạo đến tầng thứ hai không biết chính mình đã bị biểu đệ treo lên giả nam nhân danh hiệu khuê tuấn có chút đã tê rần nữ nhân mặc kệ bao lớn nữ nhân, chỉ cần dạo khởi phố tới, liền sẽ biến thực khủng bố, phản phất có sự không song sức lực giống nhau. Nghe vậy, phó khuê xem cũng chưa xem biểu ca, ánh mắt trước sau nhìn chầm chầm tiểu cô nương, trực tiếp vất tay đuổi người. Bị như vậy ghét bỏ, khuê tuấn ngược lại nổi lên nghịch phản tâm lý, hắn nâng lên khuỷu tay đỡ đỡ biểu đệ, cười mắng, tiểu tử thúi, đây là ước gì ta đi, hảo cho ngươi hai dịch không gian đâu đi. Phó khuê cuối cùng đem tầm mắt thu trở về, hắn liếc mắt một cái khuê tuấn, cười nhạt, biết còn không mau cút đi. Hắc! Tiểu tử ngươi đến không được, có yêu thích tiểu cô nương liền phiêu. Chạy nhanh đi. Phó khuê thấy tiểu. Cô nương triều chính mình vẫy tay, bỏ xuống một câu lời nói, liền bước chân nhẹ nhàng hướng tới nàng đi đến. Khuê tuấn vô ngữ, này đều thành nhìn chầm chầm thê thạch. Bất quá, nhìn hai người đứng chung một chỗ châu đầu ghé tai thân mật bộ dáng, khuê tuấn trên mặt cũng hiện lên vui mừng biểu tình, sau đó hừ khúc lắc lư hướng tầng cao nhất trà thất mà đi. Mà này Sương, Phó Khuê có chút kinh hỉ hỏi, phải cho ta mua quần áo. Các tường điểm điểm đầu nhỏ, chỉ vào nam trang trong tiệm một kiện màu lam nhạt áo cổ đứng áo sơ mi, cười nói, ta cảm thấy ca ca thực thích hợp, ngươi thích sao? Phó Khuê lúc này mới dương mắt đánh giá hạ treo ở nhất phía bên phải quần áo, kỳ thật hắn đối quần áo không thế nào chọn, đơn giản hào phóng là được, đẹp hay không đẹp đều không sao cả, chủ yếu là tiểu cô nương tâm ý, vì thế hắn mắt phượng chỗ sâu trong nhiễm ý cười, thẳng tắp gật đầu ứng hảo. Lúc này quần áo không được tốt thí xuyên, đặc biệt tương đối bên người quần áo, người bán hàng đều có một đôi lợi mắt, trên dưới đánh giá, liền cấp lấy ra một kiện thích hợp phó khuê giải số. Các tường lo lắng xuyên không thượng, thanh toán tiền sau, riêng mở ra tới, đối với ca ca bả vai khoa tay múa chân hạ độ rộng. Đột nhiên, các tường đôi mắt mở to vài phần, bình tĩnh nhìn đối diện. Phó khuê thời khắc chú ý tiểu nha đầu, thấy nàng như vậy, theo bản năng quay đầu lại, ngoài miệng cũng hỏi ra tới, làm sao vậy? Các tường cùng đối diện nữ nhân nhìn nhau vài lần sau, liền thu hồi tầm mắt, nhìn đến phía trước ngồi xe lửa khi đụng tới cái kia tỷ tỷ. Phó quê cũng thấy được, hắn đối người xa lạ không có gì hứng thú, hắn đã quay đầu lại, từ tay nàng lấy quá áo sơ mi, quý trọng điệp hảo bỏ vào trong túi, sau đó ông thanh hỏi, muốn nghỉ một lát nhi, vẫn là tiếp tục dạo. Các tường nhìn cách đó không xa về xe, miếng môi, ngượng ngùng hướng bên kia chỉ chỉ, cười nói, ca ca, ta đi về đúc xe một chút. Nói xong liền từ nam nhân trong tay lấy quá chính mình bọc nhỏ, liền hướng về đúc xe chạy tới. Phó khuê có chút xấu hổ ho nhẹ một tiếng, do dự vài giây, rốt cuộc không yên tâm, đi theo đi qua, sau đó đứng ở gần nhất địa phương chờ. Lúc này, mới vừa rồi nhìn thấy cái kia váy đỏ nữ nhân cũng đi vào vê đúc xe. Vê đúc xe không lớn, các tường còn ở bên trong xếp hàng, nhìn đến váy đỏ nữ nhân tiến vào sau, miễn cười gật đầu, "Tỷ tỷ, hảo xảo." Váy đỏ nữ nhân mới vừa rồi kéo một cái hơn 50 tuổi nam nhân, phong tình vạn chủng mua mua mua, vốn dĩ nàng còn tưởng rằng này đại tiểu thư sẽ làm bộ không quen biết chính mình, rốt cuộc chính mình loại người này, ở rất nhiều người xem ra chính là không sạch sẽ. Không nghĩ tới cô nương này thấy, lại cái gì cũng chưa nói, còn khách khách khí khí kêu chính mình tỷ tỷ, nữ nhân trong lòng phiền muộn, hiển nhiên đối với loại này thiện ý không lớn thói quen. Nàng lại rút ra một cây yên ngậm ở trong miệng, bất quá không có bật lửa, chỉ là khàn khàn giọng nói nói, kêu ta đồng tỷ đi, tới đi dạo phố. Các tường gật đầu, ân, cấp người nhà mua lễ vật. Khá tốt. Hai người câu được câu không trò chuyện thiên, thực mau liền đến phiên các nàng. Các tường giải quyết xong cá nhân vấn đề, đẩy cửa ra, liền thấy ngoài cửa một cái ăn mặc thể diện, khuôn mặt hiền hòa trung niên nữ nhân, hướng về phía nàng liền lã tả rớt nước mắt. Các tường có chút ngốc, vừa muốn hỏi tình huống như thế nào thời điểm, liền thấy kia nữ nhân ôm chặt nàng liền khóc, khuê nữ, mẹ nhưng tính tìm được ngươi, ngươi đi theo kia tên du thủ du thực suốt chạy một tháng A. Chương 74 chương 74 Bởi vì lớn lên quá hảo, thường xuyên bị người nhà phổ cập khoa học đủ loại kiểu dáng âm mưu, các tường lập tức phản ứng lại đây người này là kẻ lừa đảo, liền cãi cọ cũng lười đến cãi cọ, trực tiếp mạnh mẽ đem người ném đi trên mặt đất, sau đó trở tay liền đè ép đi lên, lực đạo to lớn, đem kia phụ nhân áp thẳng a da trong vê người còn rất nhiều, ngơ ngẩn nhìn một màn này, hiển nhiên đều có chút ngốc. Bị các tường đè nặng người cũng ngốc, hoàn toàn không nghĩ tới này tiểu nha đầu bất an kịch bản ra bài, nói động thủ liền tuyệt không bức bức, bình thường tình huống không được xé rách vài câu. Nàng vốn dĩ nghĩ thừa dịp cải cọ thời điểm, đem mê dược tim vào đi vào, đến lúc đó không đều là nàng định đoạt. Nào biết, nàng cái gì cũng chưa tới kịp làm, đã bị người ấn đến trên mặt đất. Bất quá phụ nhân cũng là thân kinh bách chiến, chinh lăng qua đi nàng lập tức thê thê thảm thảm liền khóc lóc kể lễ lên khuê nữ a ngươi đây là bị kia tên du thủ du thực mê tâm trí a cư nhiên còn cùng mẹ động thủ ông trời a mẹ không sống a còn đừng nói này nhất chiêu thật là có dùng ít nhất trong vê đúc C không rõ nguyên do người đã có như vậy mấy cái hốc mắt tử thiển đại thẩm tử đi theo lau nước mắt chỉ trích khởi các tường tới còn tuổi nhỏ đến không được cùng nam nhân tư bôn đây là căn tử hỏng rồi a ta xem là căn tử liền lạng thấu, cư nhiên cùng làm nương lão tử động thủ, đến hảo hảo giáo huấn. Ai da, nhìn không ra tới nha, cô nương này lớn lên thể thể diện diện, xuyên cũng hảo, như thế nào cái dạng này liệt. Muốn ta nói, đại muội tử, ngươi khóc cái rắm, tiểu hài tử không nghe lời, nhốt lại đánh một đốn thì tốt rồi. Đương nhiên, cũng không phải hoàn toàn đều là không có đầu óc, trong đó có mấy cái A-di cũng quan tâm dò hỏi các tường, người này có phải hay không nàng mụ mụ, hiển nhiên có một ít phòng lừa ý thức các tường nâng lên khuôn mặt nhỏ nhìn về phía trong đó một cái chỉ vào nàng mắng đại thẩm vô ngữ nói chẳng lẽ ngài xem không ra sao đây là cá nhân lái buôn ai hỗ trợ kêu cảnh sát đến đây đi có chuyện gì chúng ta làm trò cảnh sát mặt nói lời này vừa ra vừa rồi giúp đỡ chỉ trích các tường mấy cái thím lại chần chờ nhìn về phía bị đè ở trên mặt đất nữ nhân trong mắt cũng bò lên trên hoài nghi này sẽ không thật là cá nhân lái buôn đi này niên đại tin tức lưu thông cũng không phát đạt, mấy người còn thật không kiến thức quá như vậy gạt người, nhất thời lâm vào lưỡng nan. Các tường giữa mày nhăn lại, không nghĩ tới những người này như vậy không có nguy cơ ý thức, nghĩ muốn hay không làm đoàn tử hỗ trợ gọi ca ca thời điểm. Bị nàng đè ở thân mình phía dưới nữ nhân tự hồ từ bỏ giải dụa, khóc càng thêm thê thảm, kêu cảnh sát đi, gọi tới cảnh sát vừa vặn làm cho bọn họ hảo hảo khuyên nhủ ngươi, ngươi đứa nhỏ này, vì một cái tên du thủ du thực, liền thân mụ đều không nhận, ta đây là tạo cái gì nghiệt a à? phụ nhân như vậy làm vẻ ta đây đặc biệt liền kêu cảnh sát đều không sợ hiển nhiên thân phận không thành vấn đề a à. mọi người lại đem hoài nghi ánh mắt nhìn về phía các tường các tường tính này phụ nhân như vậy giảo hoạt tất nhiên không phải một cái đơn giản nhân vật nàng vẫn là không cần trông cậy vào những người này hỗ trợ nàng ở trong lòng cùng đoàn tử câu thông làm nó đi tìm ca ca đoàn tử lúc này lại làm bộ trang trí phẩm ngồi xổm ở các tường trên vai nghe được lời này có chút không yên tâm nếu là ta đi ra ngoài tìm người lúc này công phu ngươi đã bị người mang đi đâu các tường sao có thể đoàn tử không phải nói bọn buôn người mánh khóe thông thiên sao phản nhất nơi này còn có nàng tập thể đâu các tường kia cũng không kém này nửa phút ngươi mau đi nhà này không phải đại danh đỉnh đỉnh hồ đại tỷ sao như thế nào hôm nay coi trọng cái hảo hóa lao ngài tự mình động thủ a liền ở đoàn tử cùng các tường lâm vào cục diện bế tắc thời điểm đồng tỷ đẩy ra vê đúc xê môn đi ra. Trong miệng ngậm yên đã bật lửa, nàng lắc môn chi, quyến rũ liền đã đi tới. Các tường nhìn về phía nàng, đồng tỷ, ngươi nhận thức nàng. Đồng tỷ giơ tay đem trong miệng yên cầm xuống dưới, hít mắt phun ra mấy cái vòng khói, hồ đại tỷ sao, ai không quen biết. Nói, nàng thước tha lại lướt ngồi xuống dưới, đối với đã không còn trang đáng thương hồ đại tỷ trên mặt thổi một ngụm yên, vũ mị cười nói, hồ đại tỷ, đây là ta muội tử, cấp cái mặt mũi như thế nào. Hồ Đại Tỷ lúc này trên mặt nơi nào còn có một đinh điểm khóc ý, nàng bắt đầu giải dụa, trong miệng cũng uy hiếp, hoa đồng, ngươi đừng xen vào việc người khác, thật cho rằng bàn thượng cường ca, lão nương nhàn sự ngươi là có thể quản. Lời này vừa ra, trong ve đúc xe mặt nữ nhân, nơi nào còn không biết người này chính là cá nhân lái buôn, đặc biệt vừa rồi đồng tình hắn mấy cái thím, càng là trực tiếp đối với nàng phun nước miếng, trong miệng cũng bắt đầu hùng hùng hổ hổ. Đoàn tử cảm thấy cái này thời cơ không tồi, lập tức phành phạch tiểu cánh ra bên ngoài phi. Lúc này, vẫn luôn đóng lại một gian vê đúc xe môn, phanh một tiếng, bị người từ bên trong đẩy ra, từ bên trong bước nhanh đi ra một cái cường tráng nữ nhân. Trên tay cầm một cây đao, hung thần ác sát liền hướng tới các tường sông tới, hiển nhiên là có bị mà đến. Trong vê đúc xe các nữ nhân bị một màn này sợ tới mức kêu sợ hãi ra tiếng, trừ bỏ mấy cái phản ứng mau ra bên ngoài chạy, còn lại mấy cái như là bị người điểm huyệt giống nhau, chỉ biết ngây ngốc thét chói tai ngay cả hoa đồng đều đen mặt không nghĩ tới hồ đại tỷ cư nhiên như vậy trắng trợn táo bạo nàng kéo lên các tường liền tính toán đi trước lại không nghĩ nhìn kiều kiều mềm mại đại tiểu thư tính tình lại đột nhiên thực đứng dậy một chân đạp lên hồ đại tỷ trên người đem nàng dẫm đến không có biện pháp nhúc nhích đồng thời nhanh chóng đứng dậy thẳng tắp đón nhận cường tráng nữ nhân một cái thủ đao phách qua đi nháy mắt liền đoạt trong tay hắn đao sau đó bắt lấy cổ tay của nàng một cái quá vai quăng ngã đem người hung hăng lượt ngã xuống đất lúc này có người kinh hô, đây là cái nam. Má ơi, quá ghê tẩm người, tránh ở xe nữ. Đại biến sống nam, mọi người đối với các tường đem người lượt đảo giật mình, đều chuyển dời đến trên mặt đất rớt tóc giả nam nhân trên người. Mặc kệ là bọn buôn người, vẫn là tử biến thái, đều là gọi người căm thù đến tận xương tủy, mấy người phụ nhân cũng không rảnh lo sợ hãi, cầm bao bao ngăn trở toàn mặt, nhất chân liền bắt đầu mảnh đá mấy cái nương tử quân vây công nhưng thật ra làm nam nhân kia nhất thời ở vào hạ phong. Này Sương Hồ đại tỷ như cũ không có sợ hãi, nàng dãy dụa nhìn về phía Hoa Đồng, ta khuyên ngươi tốt nhất kêu nha đầu này buông ta ra, sau đó thành thành thật thật theo ta đi, người khác không biết, ngươi hẳn là biết, nha đầu này tư sắc, Hạo ca là không có khả năng buông tha. Nghe vậy, Hoa Đồng sắc mặt cực kỳ khó coi, nàng đương nhiên biết Hạo ca sẽ không bỏ qua cái này tiểu cô nương, tiểu cô nương quá mỹ, liền tính hôm nay tiểu cô nương có thể thoát đi lấy hạo ca thế lực, sớm muộn gì cũng sẽ đem nàng biến thành mất tích dân cư, không nói được còn muốn liên lụy người nhà. Nhưng là làm tiểu cô nương bị bọn họ mang đi, hoa đồng cũng làm không đến, không quen biết người cũng liền thôi, nha đầu này. Nàng nhìn thuận mắt, tưởng bảo hạ tới, nghĩ đến đây, hoa đồng trên mặt dạng khởi vũ mị cười, vừa muốn lại cầu cầu tình. Đã bị nam nhân thanh lãnh thanh âm đánh gãy, phải không? Ta muốn nhìn một chút, như thế nào cái không buông tha pháp. Phó Khuê cả người đều lôi cuốn tức giận, sắc mặt hắt tựa sắp nhỏ giọt mực nước, hắn quả thực không dám tưởng tượng, hắn tiểu cô nương đi về đúc xe đều có thể gặp được nguy hiểm, đặc biệt này đó cá nhân lái buôn, quả thực vô pháp vô thiên, rõ như ban ngày dưới, này cùng minh đoạt có cái gì khác nhau. Ca, ca đừng nóng giận, ta không có việc gì. Thấy nam nhân sắp khí điên rồi bộ dáng, các tường chạy nhanh trấn an. Phó Khuê nhanh chóng nhìn quét hạ tiểu cô nương, thấy nàng đích xác không chịu cái gì thương tổn, trong lòng khẽ buông lỏng đôi mắt hình viên đạn lại chuyển tới trên mặt đất hai cái bại hoại trên người không nghĩ cùng này bọn họ có dư thừa câu thông hắn sợ ô uế miệng mình vì thế phó khuê tiến lên nhắm ngay hai người chân hung hăng cho một người một chân sau nghe được răng rắc răng rắc hai tiếng vang xác định một người chặt đứt một chân sau dễ dàng chạy không được sau mới giống kéo chết cẩu giống nhau kéo kêu trên hai người đi ra ngoài không thể không nói phó khuê như vậy mới vừa xuống tay như vậy nhanh nhẹn đừng nói bọn buôn người ngay cả vây xem các bác gái cũng bị hù dọa, nháy mắt đã không có nhìn náo nhiệt tâm tư. Này trong chốc lát động đao tử, trong chốc lát gãy chân, liền không có một cái là thiện tra. Vì thế, chờ phó khuê đem người đều kéo ra ngoài sau, bên người trừ bỏ các tường cùng hoa đồng, không còn có người khác. Ý ý, ngươi đừng chạy loạn, ta làm đoàn tử đi kêu biểu ca. Phó khuê cởi cái kia nam giả nữ trang nhân thân thượng quần áo. Xé thành mảnh vải đem hai người buộc chặt lên, dư lại dùng để lấp kín hai người còn đang không ngừng uy hiếp đe dọa hùng hùng hổ hổ miệng sau đó mới đứng dậy đem tiểu cô nương ôm gần chính mình trong lòng ngực vỗ vỗ phía sau lưng quan tâm hỏi có sợ không có hay không bị thương đến các tường lắc lắc đầu ta không có việc gì ca ca biết đến ta cũng rất lợi hại nha nói xong còn đắc ý chỉ chỉ trên mặt đất nam nhân khoe ra nói hắn chính là bị ta một cái quá vai quăng ngã lược đảo phó khuê đôi mắt vẫn luôn nhìn chăm chú vào tiểu cô nương xác định không ở nàng biểu tình nhìn thấy sợ hãi sau mới hoàn toàn yên lòng nâng lên bàn tay to niết mặt niết tiểu cô nương gương mặt hống tiểu hài tử chúng ta ý ý thật lợi hại nhìn dáng vẻ ca ca dạy ngươi đều học xong đâu các tường hoa đồng xem bất quá mắt cười lạnh nói ta khuyên hai người các ngươi nếu trong nhà không có cường ngạnh bản lĩnh tốt nhất chạy nhanh đi ngươi cho rằng những người này trắng trợn táo bạo đối tiểu nha đầu xuống tay chính là xuẩn sao nói xong lời này hoa đồng cũng không nghĩ quản việc này chuẩn bị rời đi, lại nhiều quản đi xuống, liền tính cường ca cũng không giữ được chính mình. Phó khuê cùng các cường ngốc sao? Đương nhiên không phải, bọn họ sớm đã từ hai người trắng trợn táo bạo tác phong trung, nhìn trộn ra sau lưng đại biểu ý nghĩa. Nhưng kia có thế nào? Hắn dám làm như thế, liền đại biểu cho có thể thừa nhận hậu quả, cho dù là vận dụng ông ngoại hoặc là gia gia quan hệ, hắn cũng không cảm thấy mất mặt. Hắn sinh ở như vậy gia đình, sẽ không lợi dụng chức quyền mưu tư, lại cũng sẽ không thanh cao không hiểu dựa thế, chỉ cần có thể hộ hảo nhà hắn tiểu hài tử. Bất quá, hắn tin tưởng, một ngày nào đó hắn cũng có thể bằng vào chính mình năng lực bảo vệ tiểu cô nương, giờ khắc này, vừa mới 21 tuổi phó khuê, đối với tương lai nỗ lực phương hướng có cấp bách cảm, hắn cần thiết càng thêm nỗ lực. Mới được. Hoa đồng vốn là tính toán rời đi, bất quá thấy hai người trẻ tuổi bị chính mình đề điểm sau, còn không có sợ hãi bộ dáng, liền biết này hai người trong nhà tất nhiên là có chút bối cảnh nàng ánh mắt lóe lóe, đột nhiên lại không vội mà đi rồi, liền như vậy khoanh tay trước ngực ôm cánh tay đứng, nhìn càng ngày càng nhiều người súng lại lại đây. Chương 75 chương 75. Cảnh sát tới ngoài dự đoán mau, ngay cả ở tầng cao nhất uống trà khuê tuấn cũng chưa nhanh như vậy. Mang theo cảnh sát lại đây chính là một người ba mươi mấy tuổi nam nhân, hắn chạy đầy đầu là hãng, nhìn về phía phó khuê cười hàm hậu, đồng chí, cũng là xảo, ta mới vừa đi đến thương trường bên ngoài, liền gặp được này hai tên tuần tra cảnh sát. Phó Khuê vừa rồi không có cách nào đi báo nguy, liền cho một cái trong tiệm công nhân 20 đồng tiền, thỉnh hắn hỗ trợ kêu cảnh sát. Cụ thể là sự tình gì, đều không cần các tường bọn họ nói, nhìn đến cảnh sát sau, quần chúng nhóm sôi nổi lòng đầy căm phẫn lên án hai người lái buôn ác hành. Có chút cái tính tình bạo, thường thường còn bổ thượng mấy đá, như vậy trong chốc lát công phu, hai người lái buôn đã bị tấu thảm không nở nhìn, hiển nhiên, mọi người, đối với bọn buôn người đều là căm thù đến tận xương tủy hai tên cảnh sát nhìn cũng thực tức giận bất quá rốt cuộc nhớ rõ chính mình chức vụ dùng còng tay đem hai người đều khảo lên liền lôi kéo liền túng bọn họ rời đi bởi vì các tường là trực tiếp người bị hại các cảnh sát tỏ vẻ cũng yêu cầu bọn họ đi theo cùng đi cục cảnh sát làm ghi chép đây là bình thường lưu trình phó khuê liền nắm tiểu cô nương chuẩn bị theo sau đúng lúc này các tường cảm giác chính mình cánh tay bị nhéo hạ nàng hoàng hồn liền nhìn đến hoa đồng thừa dịp hai tên cảnh sát không chú ý triều nàng đưa mắt ra hiệu trương trương môi đỏ, không tiếng động nói hai chữ, sau đó vội vội vàng vàng liền đi rồi. Các tường trong lòng một đột, theo bản năng trệ trệ bước chân. Phó khuê quay đầu lại, ôn thanh hỏi, làm sao vậy? Các tường không giấu vết đánh giá phía trước cảnh sát, vẫn chưa nhìn ra có cái gì không đúng, thậm chí, hai người đối với phạm nhân thái độ đều là ác liệt, một chút cũng không cố kỵ bọn buôn người bị thương chân. Bất quá! Nàng cảm thấy đồng tỷ sẽ không vô duyên vô cớ nhắc nhở chính mình vì thế nàng nhóm chân tới gần nam nhân bên tai tiểu tiểu thanh nói ca ca vừa rồi đồng tỷ nhắc nhở ta nói này hai cảnh sát là kẻ lừa đảo phó khuê hơi hơi cong eo phối hợp tiểu cô nương thân cao hương thơm ấm áp hơi thở phun ở hắn vành tai nếu là ngày thường hắn khó tránh khỏi lại hiểu ý thần nhộn nhạo một phen chỉ là lúc này hắn mặt mày hơi liễm sau đó bất động thanh sắc thẳng khởi eo giơ tay đáp ở tiểu cô nương trên vai thả chậm bước chân phía trước cảnh sát hướng là nhận thấy được cái gì, quay đầu lại thái độ ôn hòa nói, hai vị đồng chí làm sao vậy? Phó khuê mắt phượng hiếp lại, cười ôn hòa, không có việc gì, chính là tưởng chờ một chút ta biểu ca, hắn hẳn là lập tức là có thể chạy tới. Một khắc danh cảnh sát nhíu mày, ngươi tùy tiện cùng nơi này người lưu cái tờ giấy, làm chính hắn đi tìm tới là được, chúng ta nhưng không có thời gian chờ, vội thực. Nga! Cũng không phải không thể, xin hỏi các ngươi là cái nào phân cục? Phó khuê nắm tiểu cô nương tay hơi hơi buộc chặt, trên mặt như củ ôn hòa. Mổ điền phân cục. Khi cảnh sát trả lời phá lệ nhanh nhẹn, này phân cục đích xác cũng là gần nhất một cái cục cảnh sát. Đúng lúc này, khuê tuấn cuối cùng đuổi lại đây. Trời biết hắn nhận được đoàn tử cấp tờ giấy, nói là tiểu biểu muội gặp được nguy hiểm thời điểm, hắn cả người đều phải khí tạc. Đừng nhìn hắn ở nhà người trước mặt nói chêm chọc cười, nhưng là trước mặt ngoại nhân, hắn tuyệt đối không phải cái dễ đối phó lúc này hơi thở gấp chạy tới khi, liền nghe được những lời này. Khuê Tuấn không phản ứng hai người, nhưng thật ra trước đánh giá biểu đệ biểu muội phát hiện hai người đều không có việc gì sau, mới hư ra một hơi. Các tường đúng lúc cáo trạng, biểu ca, kia nữ nói hắn là hạo ca người, kêu ta thức thời chủ động cùng nàng đi. Khuê Tuấn mặt mày một lệ, nơi nào còn có nửa điểm ngày xưa không đáng tin cậy, hắn đi đến hồ đại tỷ bên cạnh, tinh tế đánh giá hai người, phát hiện cũng chưa gặp qua, cười nhạo nói, Lưu hạo kia ba ba tôn có gan A, đoạt người cướp được ta trên đầu, hành A, có loại. Nói xong lời này, hắn cũng không đi xem hai người lái buông nháy mắt biến đổi lớn sắc mặt, nâng lên mí mắt nhìn về phía hai tên sắc mặt cứng đờ cảnh sát, sau một lúc lâu, nhìn chầm chầm kia hai người sắp banh không được biểu tình thời điểm, cười nhạo một tiếng từ trong lòng ngực móc ra đại ca đại, trực tiếp bắt cái điện thoại. Điện thoại kia đầu thực mau đã bị chuyển được, Khuê Tuấn trên mặt treo lên cà lơ phất phơ, Khương Cục, ta là Khuê Tuấn A, lúc này trong cuộc có huynh đệ sao? Đối. Ta báo cái cảnh. Ân. Ừ. Bọn buôn người. Nói. Nói nơi này, Khuê Tuấn cấp biểu đệ một ánh mắt, sau đó như là không chút để ý dạo bước giống nhau, đi đến bọn buôn người phụ cận, ngăn trở bọn họ chạy trốn lộ tuyến, sau đó trên mặt treo lên ác liệt tươi cười, đối. Tốt. Phiền toái ngươi, đối. Tốt. Ta liền ở cửa chính khẩu bên này. Hành treo điện thoại sau khuê tuấn nhìn sắc mặt càng thêm không tốt hai cảnh sát trong mắt tinh quang chợt lóe mà qua cười càng thêm cà lơ phất phơ nói đến xảo ta và các ngươi khương cục rất thục không ngại chờ một chút đi biểu tình nghiêm túc cảnh sát không nói chuyện nhưng thật ra thái độ ôn hòa người nọ chỉ là trệ trệ lập tức ôn hòa nói nếu khương cục trưởng tự mình tới chúng ta chờ một chút cũng là hẳn là khuê tuấn cũng cười chỉ là ý cười không đạt đáy mắt hắn biết hiện tại hoàn cảnh loạn lại không nghĩ rằng sẽ như vậy loạn, tiếng cục cảnh sát đều không sợ, hoặc là chính là lợn chết không sợ nước sôi, hoặc là chính là bên trong có người. Khuê Tuấn cùng biểu đệ liếc nhau, đều từ lẫn nhau trong mắt thấy được trầm trọng. Hắn cũng không có xem trọng chính mình, mà là lại móc ra điện thoại, trực tiếp đánh cho phụ thân, nhanh chóng mà nhỏ giọng cùng lão cha, đem sự tình công đạo rõ ràng từ đầu đến cuối, hắn liền hoàn toàn yên lòng. Ước chừng lại qua 5 phút, các cảnh sát cuối cùng tới rồi, Khương Cục nhìn hơn 40 tuổi, mặt chữ điền, ánh mắt rất là cương nghị, hắn mang theo 7-8 danh cảnh sát lại đây. Tới rồi lúc sau, hắn lệ mắt đảo qua kia hai tên cảnh sát, vung tay lên, 7-8 danh cảnh sát liền đem kia bốn người bao quanh vây quanh. Bị vây quanh kia hai cảnh sát cùng bọn buôn người cũng không hoảng hốt, đặc biệt thái độ ôn hòa cái kia cảnh sát, trên mặt còn mang theo không có sợ hãi tươi cười, Khương Cục, ngài làm gì vậy, chúng ta chính là phạm phó cục người. Khương Cục trưởng liền một ánh mắt đều không có cho hắn, nếu là thường lui tới hắn còn cố kỵ một chút phạm trường hoành phạm mặt rỗ hậu trường nhưng là hôm nay hắn biết chính mình xoay người nhật tử tới rồi hắn đi đến khuê tuấn bên người nghiêm túc trên mặt khó được mang theo vài phần cười lão gia tử thân thể thế nào ta đã lâu không đi xem hắn lão nhân gia khương cục trưởng đã từng là quân nhân mấy năm trước chuyển nghề tới rồi cục cảnh sát trực tiếp hàng không thành cục trưởng bao nhiêu năm trôi qua cũng coi như cẩn trọng khuê tuấn cười khẽ lão gia tử rất tốt có rảnh ngày đi gặp hắn, hắn lão nhân gia xác định vững chắc cao hứng. Khương cục trưởng chỉ là cười cười, hắn không phải không nghĩ đi, dù sao cũng là chính mình lão lãnh đạo, năm đó chính mình có thể phân đến trong cục đương cục trưởng, lão lãnh đạo cũng là ra không ít lực. Chỉ là mấy năm nay, hắn cũng không có làm ra cái gì thành tích, mấy năm xuống dưới, khó khăn mới đưa Phạm Phó cục trưởng áp chế đi xuống chút, nơi nào không biết xấu hổ tới cửa. Hắn kéo kéo khóe miệng, nói tránh đi, chúng ta vừa đi vừa nói chuyện đi khuê tuấn gật đầu hướng tới các đệ đệ muội muội vẫy tay đãi hai người đi tới thời điểm mấy người một bên đi ra ngoài hắn một bên giới thiệu nói khương cục cho ngươi giới thiệu một chút đây là ta biểu đệ phó khuê biểu muội các tường khương cục ánh mắt ở các tường trên mặt đốn vài giây liền dời đi tầm mắt trong lòng cũng đã hiểu rõ lần này lưu hạo thủ hạ như vậy không quan tâm là vì sao chỉ là khương cục trưởng ánh mắt châm chọc nhìn lướt qua phía trước bị áp lại như cũ không có sợ hãi mấy người trong lòng cười nhạo cũng không nhìn xem, lần này đá đến chính là cái dạng gì ván sắt, đừng nói hắn lưu hạo, chính là phạm phó cục, cũng chạy trời không khỏi nắng. Tuy nói có chút nghẹn khuất, không phải chính mình thân thủ đem này giúp côn trùng có hại đưa vào trong ngục giam, nhưng là, đổi cái góc độ tưởng, không phải chính mình cũng không cái gọi là, chỉ cần có thể đem nhóm người này một lưới bắt hết, là có thể cứu vớt vô số gia đình, hắn liền giác trong lòng thoải mái. Mấy người đi vào xe cảnh sát bên, Khương Cục nhìn Khuê túng mấy người ngồi trên bọn họ xe, đi theo xe cảnh sát mặt sau mới quay đầu lại bên cạnh lái xe tuổi trẻ cảnh sát nhíu mày nói khương cục chúng ta làm như vậy phó cục bên kia có thể hay không trả đũa muốn hay không uyển chuyển một ít tuổi trẻ cảnh sát nói lời này thời điểm trong lòng không phải không có nghẹn khuất bọn họ từ cảnh giáo ra tới trong lòng tràn đầy chính nghĩa ai có thể nghĩ đến tốt nghiệp sau còn không kịp đao to búa lớn vì nhân dân phục vụ đã bị sâu mọc nhóm giáo hội cái gì kêu nếu không phải khương cục vẫn luôn chống bọn họ cũng không biết sẽ thế nào khương cục đảo qua dĩ vãng phiền úc giữa mày tất cả đều là khí phách hăng hái yên tâm đi trừ bỏ phạm mặt rỗ có ánh mắt tránh được đi bằng không lúc này đây hắn ván sắt đá định rồi nghĩ đến ngày thường phạm mặt trỗ hoặc không lưu vứt tác phong mỗi lần đều có thể xảo trá chạy thoát khương cục lại nhíu mày nói chờ hạ đừng biểu hiện quá mức tựa như thường lui tới giống nhau nên nghẹn khuất liền nghẹn khuất diễn giống một ít tuổi trẻ cảnh sát vội vàng gật đầu bất quá rốt cuộc có chút tò mò khương cục ngài cấp thấu cái đế bái này mấy người rốt cuộc là ai a à? người một nhà khương cục cũng không có cố tình giấu giếm, hắn nói quân khu họ khuê tuổi trẻ cảnh sát lập tức trừng lớn mắt dòng họ này quá hiếm thấy chỉ cần chú ý một chút mặt trên lãnh đạo gánh hát chẳng sợ không phải một hệ thống cũng đều biết dòng họ này đại biểu cho cái gì ha 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 phạm mặt rỗ lần này tài nên a à. mẹ nó lão tử chờ đợi ngày này chờ lâu lắm. Ha ha, tuổi trẻ cảnh sát quả thực cao hứng điên rồi. Hắn phạm mặt rỗ không phải tự xưng là phía sau có chỗ dựa sao, hiện tại liền nhìn xem, này cái gọi là chỗ dựa có thể hay không giữ được hắn. Nghĩ đến đây, tiểu cảnh sát hung hăng phun ra một ngụm trọc khí, trong lòng vui mừng lại như thế nào cũng áp không được. Khương Cục trưởng lý giải cấp dưới ý mừng, những năm gần đây, bọn họ liều mạng buông ở bắt giữ tuyến đầu, hy sinh không ít hảo đồng chí, lại không có thể bắt được mấy cái cá lớn nơi này nói không có phản đồ đánh chết hắn đều không tin hắn vẫn luôn hoài nghi phạm mập mạp lại không có tìm được xác thật chứng cứ cũng bởi vì phạm mập mạp phía sau có nhân lực bảo hắn nói đến buồn cười nhưng là có đôi khi thật sự chính là quan đại một bậc áp người chết hắn không phải không nghĩ tới tìm lão thủ trưởng cầu cứu nhưng là không nói hai bên căn bản là không phải một cái thể chế lại một cái hắn cũng không có thể tìm được phạm mập mạp trọng đại sai lầm Người này láo cá thực, ở cục cảnh sát gần 20 năm, này một thế hệ cũng coi như rắc rối khó gỡ, chính mình có thể ở mấy năm nội cùng hắn chống lại, một cái là hắn đích xác có chút thủ đoạn, về phương diện khác đó là hắn là bộ đội thượng chuyển nghề lại đây, chẳng sợ chuyển nghề lại đây sao, hắn không có lại cùng lão thủ trưởng lui tới cực mật, nhưng là chỉ cần có điểm đầu óc người, cũng sẽ cố kỵ một vài. Hy vọng, lúc này đây, Phạm Mập Mạp cũng đủ phiêu, chỉ cần hắn lạm dụng chức quyền chính mình liền có biện pháp trước đem trên người hắn kia tầng thuộc về chính nghĩa gia cấp vạch trần, hắn như vậy bại hoại, không xứng ăn mặc cảnh phục. Hơn nữa, Khương Cục trưởng không có cùng cấp dưới nói chính là, Khuê Tuấn nói cái kia họ phó biểu đệ, hắn không đoán sai nói, chỉ có thể là di thị phó gia, năm đó phó gia cùng Khuê gia liên hôn, có thể nói chấn động một thời, hắn thực sự có chút gấp không chờ nổi, muốn nhìn xem phạm mặt rổ tìm đường chết bộ dáng. Không biết có phải hay không ông trời khai mắt, đương mấy người đi vào cục cảnh sát thời điểm, phủ tiến phòng, nên diện liền nhìn đến sắc mặt vàng như nến phạm mặt rổ. Phạm mặt rổ người này vóc người không cao, một M7 tả hữu, bụng lại không nhỏ, nếu không phải giới tính không đúng, nhìn hoài thai ít nhất 7-8 tháng. Lúc này ứng say rượu còn chưa thế nào tỉnh, cả người nhìn sắc mặt cực kỳ không tốt. Người sao, ngủ không tốt, tâm tình liền thiếu dai, cũng liền càng dễ dàng phạm sai lầm. Này không, dương mắt nhìn đến bị áp vài người, trong đó ba người còn đều là chính mình nhận thức phạm mặt rổ mắt nhỏ tinh quang chợt lóe bưng lên dối trá tươi cười đón đi lên hương cục ngươi này bộ tịch lấy nhưng đủ đại a à, thế nào ta này hai cái cấp dưới làm sai chuyện gì không thành hương cục trưởng vẻ mặt hiên ngang lẫm liệt lời này hẳn là ta hỏi ngươi này hai người là ai chúng ta trong cục khi nào có này hai người vì cái gì ta cái này làm cục trưởng không biết phạm cục trưởng trong mắt xẹt qua trào phúng chịu đựng say rượu sau đau đớn đầu ngoài cười nhưng trong không cười nói xem ngươi nói này không phải chúng ta cảnh lực không đủ sao ta cũng là nghĩ chưa một ít nhân viên ngoài biên chế hỗ trợ giữ gìn trị an cũng không phải bao lớn sự tình cái nào phân cục đều có tình huống như vậy sao ngài không đồng ý cũng không cần thủ sẵn người không phải nói xong lời này phạm mặt rỗ đối với áp hai tên cảnh sát xua tay chạy nhanh buông ra đều là người một nhà như vậy giống bộ dáng gì nói xong lời này hắn còn ý có điều chỉ nói có một số người chính là thích kênh kiệu đem người ngoài biên chế cảnh sát không lo người Khương cục vẻ mặt bị chọc tức không nhẹ, rồi lại không thể nề hà hướng tới cấp dưới gật đầu, làm cho bọn họ đem hai tên cảnh sát buông ra, sau đó mới nghiến răng nghiến lợi nói: Phạm phó cục, về sau loại này nhân viên ngoài biên chế, ta hy vọng được đến ta khảo hạch. Phạm mặt rỗ cười hòa khí, hành hành hành, ta cũng là hảo ý, này không phải xem ngươi bận quá, này cũng muốn quản kia cũng muốn quản, lo lắng thân thể của ngươi ăn không tiêu sao? cương cục trưởng phỏng tự không có nghe được trong lời nói châm chọc, hừ lạnh một tiếng đối với phía sau nhân đạo chúng ta đi nói liền mang theo hai tên bọn buôn người hướng phòng thẩm vấn mà đi phạm mặt rỗ đã sớm thấy được hồ đại tỷ cũng thấy được kêu hắn kinh diễn không thôi nữ hài am hiểu sâu hồ đại tỷ ngày xưa hành vi hắn đều không cần hỏi liền đoán được là tình huống như thế nào ngày thường được lưu hạo không ít chỗ tốt phạm mặt rỗ tự nhiên không thể coi như không nhìn thấy không chỉ có muốn bảo hạ hồ đại tỷ hắn còn tưởng nếm thử tiểu mỹ nhân tư vị đâu nghĩ đến đây hắn đáng kinh tầm mắt, không tự giác liền dừng ở phía trước tiểu cô nương bóng dáng thượng, trong ánh mắt tràn đầy đáng kinh. Phó Khuê như là đã nhận ra cái gì, hắn lạnh lùng quay đầu lại, cùng Phạm mặt trổ đối diện, đáy mắt lệ khí không chút nào che giấu. Phạm mặt trổ ánh mắt lóe lóe, bay nhanh thu liễm trong mắt dầu mỡ, lộ ra một cái hòa khí mỉm cười. Trong lòng lại đánh cái đột, này tuổi trẻ tiểu tử nhìn quý khí khẩn, không phải là cái gì không hảo trêu chọc ván sắc đi các tường mẫn cảm cảm giác được bên người người cả người đều tản ra lạnh lẽo hơi thở, nàng nhéo nhéo hai người vẫn luôn giao nắm tay, ở nam nhân rủ mắt nhìn qua thời điểm, nhỏ giọng hỏi, làm sao vậy? Phó khuê môi mỏng ngoéo một cái, không có việc gì. Cái loại này ghê tởm người, không cần phải nói ra, hỏng rồi tiểu cô nương tâm tình. Khương cục trưởng đem hai phạm nhân tách ra giam giữ, cũng không vội vã thẩm vấn, mà là lưu trữ hai tên cảnh sát trông coi, liền mang theo các tường mấy người rời đi, hiển nhiên là tính toán tự mình làm ghi chép. Này Sương, Phạm Mặt Trổ nghĩ nghĩ, rốt cuộc không yên tâm, đi vào giam giữ hồ đại tỷ phòng thẩm vấn cửa, lấy ra phó cục bộ tịch, trực tiếp vào phòng thẩm vấn. Mà trong coi tiểu cảnh sát còn lại là vẻ mặt tức giận, ẩm ờ, cũng là lão diễn viên. Phạm Mặt Trổ tiến vào sau, không trì hoãn, trực tiếp nhỏ giọng hỏi hồ đại tỷ, ngươi lần này theo dõi hóa là cái gì địa vị? Hồ đại tỷ từ cái kia lấy đại ca đại nam nhân, kêu ra bản thân lão đại tên, thả ngữ khí phi thường kinh thường khi, cũng đã rất là bất an, tự giác lần này không thể thiện. Nhưng là nàng lại ôm một tia hy vọng, hy vọng kia nam nhân chỉ là cố ý hù dọa chính mình, rốt cuộc hạo ca là ai, trên đường ai không cho vài phần mặt mũi. Tư cập này, Hồ Đại Tỷ quyết định ấn xuống trong lòng bất an, trợn mắt nói dối nói, một cái nhà giàu mới nổi ra biểu muội phạm cục, ngài lại không phải không biết, hạo ca coi trọng hàng hóa, nào một lần không phải điều tra rõ ràng mới hạ thủ. Bằng không ngần ấy năm, đã sớm bị kia gì, không phải sao? Lời này nói không giả, lưu hạo người này, cực kỳ tàn nhẫn độc ác, lại cũng là cái đầu óc thanh tĩnh, người nào nên đắc tội, người nào không nên đắc tội, trước nay đều là môn thanh. Nhưng mà, Phạm Mặt Trổ không biết chính là, các tường việc này, lưu hạo cũng không biết, chỉ là hồ đại tỷ mang theo các tiểu đệ ở đi dạo phố thời điểm trong lúc vô ý gặp được. Tiểu cô nương xinh đẹp đến, hồ đại tỷ loại này xem biến các màu mỹ nhân tên giáo hoạt đều kinh vi thiên nhân, vì lấy lòng lão đại, nàng căn bản là không có tới cập đi ra nữ hài chi tiết. Ở nàng xem ra, bản địa thượng tầng xã hội không thể chọc nữ nhân, các nàng cơ bản đều có danh sách, cô nương này là cái sinh gương mặt, khẩu âm cũng không phải bản địa, vừa thấy chính là người bên ngoài. Người như vậy, là tốt nhất xuống tay, mấy năm nay mất tích dân cư nhưng quá nhiều, nhiều nàng một cái không nhiều lắm, thiếu nàng một cái không ít, hồ đại tỷ nóng lòng khoe thành tích, đơn giản kế hoạch hạ, theo dõi một hai cái giờ sau liền bắt đầu hành động. Khi hai tên cảnh sát còn lại là nàng an bài chuẩn bị ở sau, bọn họ căn bản là không phải phạm phó cục an bài cái gì nhân viên ngoài biên chế, này hai người vẫn luôn là hảo ca cấp dưới, chỉ là vì âm mưu trung một vòng khấu một vòng, mới như vậy thao tác. Hơn nữa dám như vậy an bài, cũng là đoan chắc, vạn nhất bại lộ, được không ít chỗ tốt phạm mặt rỗ sẽ không chọc thủng. Quả nhiên, hôm nay một đối mặt, phạm mặt rỗ liền nhận hạ này nồi nấu, lúc này thấy hắn còn tự mình chạy tới hỏi, hồ đại tỷ trà trộn nhiều năm, nơi nào nhìn không ra này phạm mặt rỗ là đối kia tiểu nha đầu động tâm nàng hơi thêm châm ngòi vài câu quả nhiên phạm mặt rỗ liền tin hồ đại tỷ nhìn chăm chú vào bụng phệ phạm mặt rỗ mang theo thỏa thuê đắc ý tươi cười rời đi trong lòng cười lạnh nàng đảo muốn nhìn kia tiểu nha đầu có thể hay không đấu đến quá phạm mặt rỗ một khắc đầu khương cục trưởng lợi dụng lục ghi chép thời gian nhanh chóng đem kế hoạch của chính mình nói một lần hơn nữa thỉnh cầu mấy người trợ giúp Phó Khuê cùng Khuê Tuấn nhíu mày, còn không có tới kịp nói cái gì, các tường liền dẫn đầu mở miệng, ngài là nói, những người đó vì lưu lại ta, sẽ lật lọng cắn chúng ta, không thừa nhận chính mình là bọn buôn người, ngược lại sẽ nói chúng ta ác ý đã thương người phải không? Khương Cục trưởng gật đầu, bất quá, nếu ta không đoán sai nói, Phạm Mặt Rỗ khẳng định sẽ đi trước hỏi các ngươi chi tiết, chờ xác định các ngươi đối hắn tạo không thành uy hiếp, hắn liền sẽ giúp bọn buôn người đó phản bội, tất nhiên sẽ yêu cầu khảo hạ các ngươi tế tra các tường nhíu mày còn có thể như vậy khương cục phúng cười vì cái gì không thể hắn này tay chơi thực lưu các tường chính là lúc ấy có rất nhiều chứng nhân tiểu cô nương rốt cuộc tuổi trẻ khương cục trưởng thở dài giải thích không nói đến này đó chứng nhân có nguyện ý hay không ra tới làm chứng liền tính tìm được rồi chứng nhân thời gian đâu trong lúc này cũng đủ hắn nghĩ cách đem tội danh an đè ở các ngươi trên người đến đổi an áp xuống tới hậu quả là cái gì không cần khương cục trưởng nói mấy người liền đã có thể tưởng tượng. Khuê Tuấn Kỳ thật đối với những việc này tiếp thu độ sau biểu để bọn họ muốn cao, rốt cuộc hàng năm sinh hoạt ở chỗ này, loại chuyện này nghe được cũng không thiếu. Đặc biệt hắn là làm buôn bán, hắn người này giao bằng hữu không nhìn ra sinh, chỉ trọng nhân phẩm, cho nên cái dạng gì giai tầng bằng hữu đều có, nghe được hắc ám sự tình cũng liền càng nhiều. Bất quá, mấy năm nay, quốc gia đối với này một khối trảo càng ngày càng gấp, hắn tin tưởng tổ quốc lực lượng, sớm muộn gì sẽ đem này đó thế lực rõ ràng sạch sẽ. Phó Khuê biết tiểu cô nương tính tình, nghĩ nghĩ, liền cũng đồng ý phối hợp Khương Cục, tiền đề điều kiện là, vạn nhất bị quan, bị khảo, hai người cần thiết ở bên nhau. Chú cứu thế chưa nói tới, nhưng là ở xác định tự thân an toàn đồng thời, hắn vẫn là nguyện ý ra một phần lực. Quả nhiên, mấy người thương lượng xong không bao lâu, phạm mặt trổ liền bưng thái độ tới, hắn ngoài cười nhưng trong không cười đối với Khương Cục trưởng, tỏ vẻ bị giam người ta nói chính mình chỉ là nhận sai người, không thể hiểu được bị đánh một đốn, căn bản chính là này mấy người có ý định hành hung, tính toán cướp bóc. Mấy phen cải cọ giang, người thua tự nhiên là Khương Cục Trưởng. Nhìn Khương Cục Trưởng tức muốn học máu, rồi lại không thể nề hà bộ dáng, phạm mặt rỗ lập tức kêu chó săn nhóm đem người thảo lên. Bất quá cũng bởi vì Khương Cục Trưởng kiên trì, các tường ba người cuối cùng rốt cuộc vẫn là cùng hồ đại tỷ giam ở một gian trong phòng. Đại Khương Cục Trưởng tức giận rời đi sau, trong phòng chỉ còn lại phạm mặt trổ cùng người của hắn. Nếu nói, phía trước hồ đại tỷ còn có chút cố kỵ, nhưng giờ phút này thấy mấy người cũng cùng chính mình giống nhau bị chật vật khảo, trên mặt nàng ác ý rốt cuộc tàn không được, các ngươi không phải rất có thể sao? Còn không phải rơi xuống tay của ta. Các tường ba người không hé răng, lười đến nói chuyện. Phạm mặt rỗ đối với thủ hạ đưa mắt ra hiệu, trong đó một cái cấp dưới lập tức đứng dậy đóng cửa, chính mình cũng đứng ở ngoài cửa nhìn chăm chăm. Xác định hoàn cảnh sau khi an toàn, Phạm Mặt Rỗ trực tiếp làm người trước cấp hồ đại tỷ buông lỏng tay khảo, không chút nào che lấp lộ ra ghê tởm bản chất, một đôi mắt nhỏ trực tiếp theo dõi các tường, vi hiếp nói, ta khuyên các ngươi thành thật một ít, tiểu cô nương, ngươi nếu là thành thật nhận chứng cứ phạm tội đâu, ta liền buông tha ngươi hai cái ca ca, nếu là ngươi không muốn đâu. Lão tử có rất nhiều biện pháp làm ngươi nguyện ý. Các tường nhịn xuống buồn nôn, ngươi này còn có hay không vương pháp? Vương pháp, như là nghe xong cái gì chê cười giống nhau, phạm mặt rỗ cười càng rỡ lại xấu xí. Sau một lúc lâu, hắn mới âm trắc trắc nói, tiểu cô nương lớn lên tốt như vậy, thiên chân một chút, ta cũng lý giải, bất quá. Làm ca ca nói cho ngươi, ở chỗ này ta chính là vương pháp, ngươi nếu là ngoan ngoãn đâu, ta khiến cho ca ca ngươi bình bình an an, nếu là không ngoan đâu. Thần mẹ nó ca ca, gây tẩm ai đâu. Các tường ánh mắt quật cường, có ý thức dẫn hắn nói chuyện, thì thế nào? chẳng lẽ ngươi còn tưởng đánh cho nhận tội sao? Phạm mặt rỗ cười ý vị thâm trường, thậm chí bị tiểu cô nương nhân phẫn nộ, gương mặt nhiễm hồng nhạt, mà hưng phấn lên, hắn ánh mắt càng thêm lộ liễu ghê tởm, đánh cho nhận tội thì thế nào? Chỉ cần ta nguyện ý, ai có thể đem ta như thế nào, tiểu mỹ nhân nhi, ngươi là chưa thấy qua quyền lợi mang đến tiện lợi đi, chỉ cần. Ta cũng muốn gặp, quyền lợi có thể mang đến cái gì? Đột nhiên, phòng thẩm vấn môn bị người từ bên ngoài phanh một tiếng đá văng, đồng thời, một đạo uy nghiêm thanh âm cũng vang ở mọi người bên tai. Phạm mặt rỗ mặt. Sắc biến đổi, quay đầu còn không kịp quát lớn, ánh vào mi mắt chính là một thân thẳng quân trang nam nhân, mà nam nhân trên vai, chói lọi hai viên ngôi sao cùng bông lúa, đại biểu cho cấp bậc kêu phạm mặt rỗ sắc mặt nháy mắt trắng bệch. Hắn cũng coi như có chút lòng dạ, đến lúc này, còn ông may mắn, vừa định cười nịnh nói, mình này chỉ là một loại thẩm vấn thủ đoạn, liền thấy đối diện bị khảo ba người cùng kêu lên hô, ba, cửu cửu phạm mặt rổ chân mềm nhũng, trực tiếp tê liệt ngã xuống trên mặt đất, trong đầu chỉ dư hai chữ. Xong rồi. Cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ, chiến chiến gia đánh cuộc chín cái, minh, mỉm cười, sáu cái, nghe ca đâu, di, thích a à chiến khiết, tiểu dư hấu, vui vẻ tím nghiêng, sư thỏ cùng lung, tiêu giao con cá, ái tiêu chiến ra công quân một cái. Cảm tạ tứ dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ, 1948683891110 bình, ngô lê 69 bình, o nhật nhạt tịch mịch nhật nhạt cười, 2188977960 bình, thiết chủ y muội muội, ngủ đến tự nhiên tỉnh 50 bình, 39 bình, Mimi mi 30 bình, cá 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 22 bình, ái đọc sách miêu, nguyên phổ, 959, giang nam 20 bình, một dịp thuyền con, cận kỳ hằng, với trúc ảnh 15 bình, star 12 bình, i yu, yu, lạc, thắng ảnh, tiêu giao con cá, linh hoa nhi, ái tiêu chiến ra công quân, sư thỏ cùng lung, tia nắng ban mai, vương tiếu độc. Duy, giàu dạc đắc ý, Tiểu bướng bỉnh 10 bình, ta thật sự không có tệ chính bình, lâu lan nguyệt cùng ngọc môn quan 7 bình, tham ăn tiểu lười heo 6 bình, xa xa si, hoáng khê sa, ngân hà cục cưng, ta vũ ta xem, đại đại hôm nay thêm càng không, lan ngữ linh tâm, na không giống nhau, kim sắc lá cây hải đường, nước đá phao đằng phiến, nửa can tà dương 5 bình, chanh 4 bình, nguyên cẩm 3 bình, cam cam cam, băng quả, hoa ca ca, diệp tinh này xu 2 bình, ô ô ô, manh manh ta, tiểu tuyết mai, ly 292821421. Bình. Chương 76 chương 76. Chính mình là cái dạng gì người, suy bụng ta ra bụng người, đương nhiên liền sẽ cho rằng người khác cũng là cái dạng gì người. Phạm Mặt Trỗ cảm thấy chính mình lần này sợ không phải muốn lạnh, liền tính không có hắn sau lưng làm những cái đó trái pháp luật sự tình, chọc phải khuê trung tướng, chính mình tương lai sẽ là thế nào, hắn đã có thể tưởng tượng. Đúng vậy, hắn là nhận thức khuê trung tướng, thâm quyến nói lớn không lớn, nói tiểu cũng không nhỏ, nhưng là chân chính đứng ở kim tự tháp đỉnh, hắn không thể treo vào, cũng liền như vậy mấy nhà, mà này trong đó, không biết sao xui xẻo liền có một cái khuê gia. Chỉ cần tưởng tượng đến chính mình hạ nửa đời, khả năng đều phải ở trong ngục giam vượt qua, phạm mặt chỗ kia bởi vì say rượu mà đau đớn đầu liền càng thêm khó chịu. Lúc này hắn nơi nào còn có một tia ngày thường khéo đưa đẩy cùng kiêu ngạo, mà hắn những cái đó chó săn nhóm, cũng là mãn tráng mồ hôi, hận không thể tại chỗ biến mất mới hảo. Khuê vệ quốc, là cái điển hình quân nhân. Cương nghị, tính tình liệt, thiết diện vô tư còn bên vực người mình, đừng nói đây là nhà mình hài tử, chính là hắn binh, ở không có xác thực chứng cứ trước, hắn cũng quyết không cho phép có người lạm dụng tư hình. Hàng năm thân ở địa vị cao, hơn nữa ở một đường trên chiến trường chiến đấu nhiều năm, khuê vệ quốc hành tẩu giang, cả người đều là sát phạt khí độ, hoàn toàn không có 50 vài tuổi người nên có mệt mỏi. Hắn bước đi đến bọn nhỏ bên người, tầm mắt ở ba người trên người băng khoan một vòng, phát hiện trừ bỏ tay bị hai tay bắt chéo sau lưng ở sau người khảo xuống tay khảo khác nhưng thật ra không có gì thương tổn bất quá tuy là như vậy cũng đủ hắn không cao hứng khuê vệ quốc khắc mặt nhìn về phía nằm xoài trên trên mặt đất như một đống thịt nát phạm mặt rỗ lạnh lùng nói trước nói cho ta nghe một chút đi nhà ta hài tử phạm vào cái gì pháp định tội không có khương cục vừa muốn tiến vào giải thích phạm mặt rỗ liền lão đảo bò lên thân hắn hiện tại nếu là còn không biết chính mình là bị họ khương tính kế hắn ngần ấy năm giang hồ chính là bạch lăng lộn bất quá lúc này tuyệt đối không thể lại làm họ khương nói chút bất lợi với chính mình nói hắn chạy nhanh xoa giữa trán mồ hôi không lưng uống gối nói khuê tư lệnh đây đều là hiểu lầm chúng ta này không phải mới bắt đầu thẩm sao sớm biết rằng này vài vị là ngài trong nhà tiểu bối ta sao có thể kêu tiểu thiếu gia nhóm ăn này đau khổ đều là hiểu lầm đều là hiểu lầm a nói hắn lại quay đầu quát lớn cấp dưới thái độ rất là hiên ngang lẫm liệt, còn không đem người lỏng, từng cái, làm đều là sự tình gì, trận to các ngươi mắt chó thấy rõ ràng, này đó đều là người nào, quay đầu lại đều một lần nữa huấn luyện, bằng không đều lăn trở về gia đi ăn chính mình. Quát lớn xong rồi sau, hắn lại xoa xoa đôi tay, hết sức lấy lòng, khuê tư lệnh. Ngài xem, chuyện này thật là hiểu lầm, hôm nào ta nhất định tới cửa tạ tội. Lại không nghĩ, hắn như vậy. Làm vẻ ta đây càng kêu khuê vệ quốc sinh khí, hắn mặc cơ hồ muốn hắt tích ra mực nước, ý bảo chính mình cảnh vệ ngăn lại, muốn lại đây cấp bọn nhỏ buông tay khảo cảnh sát, lạnh lùng nói, trước không vội mà giải, ta chỉ cần biết rõ ràng, vì cái gì muốn khấu này mấy cái hài tử. Bọn họ phạm vào tội gì? Có hay không thực tế chứng cứ? Phạm mặt rổ ngần ấy năm, cơ hồ quá thổ địa chủ sinh hoạt, đi đến nơi nào đều có người phủng, đã thật lâu không có người như vậy không cho mặt mũi. Hắn đều không cần quay đầu lại, đoán cũng có thể đoán được, chính mình hiện tại như vậy hèn mọn bộ dáng, sẽ bị phía dưới người như thế nào cười nhạo, đặc biệt là một lòng chờ trảo hắn biếm tóc Khương Quốc Thái. Chính là, hắn lại cái gì cũng không thể làm, chỉ có thể cắn răng làm lơ những cái đó kêu hắn mặt đỏ tai hồng ánh mắt, gập gần giải thích vì cái gì đem mấy người khảo trụ nguyên do. Đương nhiên, này trong đó còn bí mật mang theo này không ít hàng lậu, tỉ như, hắn là như thế nào như thế nào vô tội, hoàn toàn bị người xấu chẳng hay biết gì vân vân. Khuê vệ quốc sắc mặt nhưng thật ra chậm rãi bình tĩnh xuống dưới, tiếng nói lại như cũ bi nghiêm, ý của ngươi là nói, ta hài tử đánh người còn cướp bóc. Phạm mặt rỗ công eo điên cùng lau mồ hôi, đúng vậy, bất quá hiện tại biết là ngài gia hài tử, ta tin tưởng khẳng định là hiểu lầm, ta cũng là bị lừa bịp nha. Khi nói chuyện, phạm mặt rỗ tâm thái cũng dần dần ổn định, trong đầu nhanh chóng tự hỏi ứng đối chi sách, hy vọng này họ khuê không có nghe được hắn phía trước nói. Bất quá. Liền tính nghe được hắn cũng không sợ, lại không có chứng cứ phá án quan trọng nhất chính là chứng cứ chỉ cần hắn còn có lợi dụng giá trị mặt trên người liền sẽ lực bảo hắn đảo không phải bọn họ chi gian quan hệ có bao nhiêu chặt chẽ bất quá là sợ hắn cá chết lưới rách đem tất cả mọi người kéo xuống nước thôi đến nỗi phía trước những lời này đó hắn cũng không sợ chỉ cần hắn chết không thừa nhận ai cũng không thể thế nào hắn đắc tội khuê gia hắn nhật tử là không hảo quá nhưng bọn hắn cũng không ở một cái thể chế nội huyện quan không bằng hiện quản, chỉ cần chính mình về sau thận trọng từ lời nói đến việc làm một ít, tổng có thể hảo hảo. Nói nữa, gây gớm hắn điều khỏi nơi này, từ đầu lại đến thôi, hắn còn chưa tin, khuê gia còn có thể mánh khóe thông thiên không thành. Càng là nghĩ, hắn trong lòng càng là yên ổn, đột nhiên cảm thấy chính mình mới vừa rồi như vậy đại phản ứng căn bản không có tất yếu. Tướng quân lại như thế nào, không có chứng cứ, giống nhau lấy hắn không có biện pháp về vệ quốc tuy rằng không biết Phạm Mặt Rỗ suy nghĩ cái gì, nhưng là từ hắn càng ngày càng bình tĩnh sắc mặt thượng, không khó coi ra người này đã có đối sách. Bất quá, hắn cũng không để ý, chỉ là hỏi tiếp, nói cách khác, tin vỉa hè, không có chứng cứ dưới tình huống, ta hài tử báo nguy sau, ngược lại bị đối diện người này lái buông cắn ngược lại, mà các ngươi liền như vậy không quan tâm giam người. Lúc này đây, có lẽ là có tự tin, Phạm Mặt Rỗ nhận sai nhưng thật ra thực thành khẩn, là là là, là ta công tác thượng sơ sẩy, ta về sau nhất định cải tiến, đến lúc đó hoan nghênh lãnh đạo chỉ điểm. Khuê vệ quốc mặt kệ hắn giọng quan, chỉ là chỉ chỉ sắc mặt cùng đã chết cha mẹ giống nhau hồ đại tỷ, kia nàng đâu. Người bị tình nghi. Đãi ngộ không tồi a. À. Phạm mặt rỗ đầy đặn môi run run hạ, chỉ huy người lại lần nữa đem hồ đại tỷ khảo lên, sau đó lại đôi thượng cười, kia cái gì, chúng ta công tác không đúng chỗ, nhất định kiểm điểm, muốn hay không cấp tiểu thiếu gia nhóm trước cởi bỏ còng tay. Lúc này đây khuê vệ quốc không có cự tuyệt, bất quá không làm phạm mặt trổ động thủ, là khương cục trưởng tự mình hỗ trợ mở ra, ghét bỏ rõ ràng. Phạm mặt trổ cũng là người tài ba, điểm này tiểu ghét bỏ, hắn liền mí mắt cũng chưa động một chút, như cũ cười đến vẻ mặt lấy lòng. Này Sương, các tường mấy người đã bị thành công cởi bỏ còng tay, phó khuê trước tiên nắm lấy nữ hài nhi tinh tế trắng nõn thủ đoạn, không tha đối với mặt trên quát ra tới vệt đỏ, vỗ lại vỗ, đau lòng hỏng rồi, đau đi các tường thật không cảm thấy đau chỉ là một chút vệt đỏ thôi phỏng chừng chờ một lát liền toàn tiêu nhưng thật ra ca ca trên cổ tay lạc ngân mới thâm đâu hẳn là cổ tay của hắn so với chính mình thô rất nhiều cho nên lạc ngân mới có thể như vậy thâm đều mau trầy da các tường chạy nhanh trở tay nắm lấy ca ca thủ đoạn đau lòng cho hắn mát xa phỏng tự muốn đem kia vệt đỏ ấn không có giống nhau thường thường còn nguyễn thanh hỏi ca ca có đau hay không buồn nôn trình độ xem bên cạnh khuê tuấn đôi mắt đều sắp mù thấy bọn nhỏ đều không có việc gì khuê vệ quốc đối với khương cục gật gật đầu đạm thanh nói được rồi bắt người đi phạm mặt rỗ bên này người sắc mặt đột nhiên biến đổi đặc biệt phạm mặt rỗ hắn ngoài mạnh trong yếu nói lời này có ý tứ gì khuê tư lệnh ngươi làm như vậy không thích hợp đi chúng ta cũng không phải là một cái thể chế ngươi nhân quản không được chúng ta khuê vệ quốc đều không hy đến phản ứng hắn mắt phong cũng chưa quét hắn một chút trực tiếp đối với khương cục nói mới vừa rồi hắn những cái đó đe dọa nói, bọn nhỏ đều ghi âm, lạm dụng chức quyền, đe dọa công minh, cùng bọn buôn người cấu kết, này những đủ lột trên người hắn da không? Này thân quần áo hắn không xứng xuyên, trước đem người quan đi vào, mặt sau ta sẽ phái người ra. Nếu không phải trường hợp không đúng lắm, thân phận cũng không thích hợp, hương Quốc Thái tỏ vẻ, hắn đều muốn cúi chào, rốt cuộc là lão thủ trưởng thân thủ bồi dưỡng nhi tử, thủ đoạn chính là sạch sẽ nhanh nhẹn. Hắn lập tức phân phó cấp dưới động thủ khảo người mà này sương, phạm mặt trổ cả người đều không tốt, ai có thể nghĩ đến sẽ bị ghi âm, ở thể chế trà trộn 20 năm, hắn nhưng quá minh bạch chính mình nói những lời này đó, có thể tạo thành cái dạng gì hậu quả. Hắn trong mắt hung quan chợt lóe âm thầm đánh cái thủ thế, chính mình tay cũng lặng yên sờ đến sau eo chỗ, trên mặt như cũ treo nịnh nọt cười, liền tính muốn bắt ta, cũng muốn giảng chứng cứ đi. Các ngươi nói ghi âm liền ghi âm A. Khuê Tuấn cũng không trì hoãn, trực tiếp đem máy ghi âm từ trong lòng ngực đem ra, cử cao quơ quơ, cà lơ phất phơ nói, thế nào? Ta hiện tại liền phóng cho ngươi nghe như. Phanh. Tập kích tư lệnh. Bảo hộ tư lệnh. Liền ở phạm mặt rổ nổ súng muốn đem kia máy ghi âm hủy diệt nháy mắt, chỉ cảm thấy cánh tay tê rần, trên tay bắn ra đi viên đạn chết đi, xoa khuê vệ quốc nghe phong phanh xẹt qua, thẳng tắp chui vào tường. Mà nổ súng xả kích phạm mặt rổ, còn lại là canh giữ ở bên ngoài một khát danh, khuê vệ quốc cảnh vệ viên. Khuê vệ quốc ánh mắt lạnh nhạt, chẳng sợ viên đạn từ bên tai xẹt qua, hắn mắt cũng chưa mang chớp một chút, liền như vậy lẳng lặng nhìn nằm xoài trên trên mặt đất, che lại cánh tay ngốc phạm mặt rỗ, nghiêng đầu đối với bên cạnh cảnh vệ viên nói, tập kích quốc gia cao cấp tướng lãnh, phán không được tử hình cũng đủ không hẹn đi. Cảnh vệ viên cung kính trả lời, đúng vậy, tư lệnh. Khuê vệ quốc nhìn mắt một bên đã cứng đờ khương quốc thái, chính chính quân mũ, mới nói, người này muốn thượng tòa án quân sự, ta liền mang đi nếu là có người tìm ngươi muốn người, làm hắn tới tìm ta nói. Nói xong lời này, hắn hướng tới Khương Cục gật gật đầu, liền mang theo bọn nhỏ đi nhanh rời đi. Phạm mặt trổ điên rồi dường như giải dụa, hắn biết, lần này tử, hắn là hoàn toàn xong rồi. Bọn họ này đó tham gia quân ngũ quả thực là kẻ điên, lấy chính mình mệnh tới đánh cuộc, hắn không tưởng tập kích khuê vệ quốc, hắn chỉ là muốn đem cái kia máy ghi âm hủy diệt, chỉ cần không có thiết thực chứng cứ, mặt sau tự nhiên sẽ có người tốn tâm tư bảo hắn, chính là hiện tại, bị cái này họ khuê kẻ điên toàn hủy hoại, phạm mặt rổ một bên dãy dụ một bên gào rống, cả khuôn mặt vốn là không thể xem, lúc này càng là dữ tận đáng sợ, ngươi hãm hại ta, ngươi hãm hại ta. Ta không có tập kích ngươi. Nhưng mà, ai lại quản hắn, sắc mặt lạnh lùng cảnh vệ viên đều không cần thủ trưởng mở miệng, trực tiếp một cái thủ đao đem người đánh vựng, sau đó kéo phạm mặt rỗ liền đi ra ngoài. Khương cục trưởng quả thực muốn hóa thân trở thành cầu vòng cơ, điên cuồng thổi cầu vòng thí cuối cùng rốt cuộc cố kỵ chút thể diện, đem tầm mắt chuyển tới phạm mặt chỗ thủ hạ trên người, những người này hiển nhiên cũng bị này một đợt thao tác dọa ngốc, nhất thời cũng không biết nói nên làm thế nào cho phải. Khương cục trưởng bàn tay vung lên, mang theo chính mình thuộc hạ vây quanh đi lên. Vốn đang có chút dãy dụ sâu mọc nhóm, nghe được Khương quốc thái uy hiếp bọn họ không thúc thủ chịu trói, khiến cho khuê vệ quốc tới đón bọn họ cùng nhau đi. Hiển nhiên, khuê vệ quốc lúc này chính là bọn họ ác mộng, từng cái mặt như thái sắc không dám lại phản kháng có lẽ là bị dọa ngốc, này đó sâu mọc căn bản là không có phản ứng lại đây, khuê vệ quốc liền tính cường ngạnh mang đi phạm mặt rỗ, kia cũng là xuất binh có danh nghĩa, căn bản là không có khả năng, cũng không có tư cách đem này những cảnh sát đều mang đi, chỉ có thể nói, khuê tư lệnh thủ đoạn cường ngạnh kinh sợ ở mọi người. Này Sương, khuê tuấn điên cùng phung tào chính mình lão cha, ngày này quá lớn mật, ngày tốt xấu cố kỵ cố kỵ ngài nhi tử ai, ta này thiếu chút nữa bị bắn thủng A, à, ta còn là không phải ngài bảo bối tiểu nhi tử khuê vệ quốc bị tiểu nhi tử làm ầm ĩ không chiêu tự động xem nhẹ hắn trong lời nói buồn nôn từ ngữ chỉ lấy ra quan trọng nhất trả lời ta làm tiểu lý che chở tiểu nhị cùng các tường khuê tuấn một nghẹn càng tới khí cơ hồ chính là một nhảy ba thước cao ngài nói gì ngài làm cảnh vệ chỉ bảo hộ biểu đệ biểu muội ta đâu ta đâu a à, ta đâu khuê vệ quốc phiền đã chết tên tiểu tử thúi này cũng không biết tùy ai hắn quyết định làm lơ tiểu nhi tử, nhìn về phía phó khuê cùng các tường, lại biến thành một cái ôn hòa trưởng bối, không làm sợ đi. Phó khuê lắc đầu, hắn đích xác không làm sợ, vốn đang có chút lo lắng tiểu nha đầu, bất quá xem nàng khuôn mặt nhỏ vẫn luôn đỏ bừng, hẳn là không làm sợ. Quả nhiên, liền thấy tiểu cô nương hưng phấn khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, ánh mắt càng là sáng lấp lánh, không sợ, đại cửu quá soái quá anh dũng. Khuê vệ quốc ngẩn ra, sau đó lộ ra một cái từ ái cười, người đứa nhỏ này, nên là nhà của chúng ta, lá gan đại, không tồi. Tiểu cô nương bị khích lệ, liền càng cao hứng, hận không thể nhảy nhót vài cái, tới biểu đạt giờ phút này tâm tình. Cả người càng là vây quanh ở khuê vệ quốc bên người chuyển động, miệng nhỏ điên cuồng gửi đi cầu vòng thí, thẳng đem không có khuê nữ khuê tư lệnh hống thẳng nhạc A. Nhìn thấy một màn này, khuê tuấn thở dài, cảm thấy chính mình thật không phải ảo giác, biểu đệ biểu muội tới sau, hắn địa vị cầu thang thức ngã xuống, không lớn dịu A. Ai? ngươi làm sao vậy? Ngẫn người làm gì đâu? Khuê Tuấn cùng biểu đệ lãi nhãi, quán giận đã lâu, đều mau đến xe bên, cũng không gặp biểu đệ hồi một câu, quay đầu vừa thấy, hảo gia hỏa, nhân gia đây là như đi vào cõi thần tiên thiên ngoại A. Phó Khuê miếng môi, tầm mắt như củ gắt cao khóa phía trước tiểu cô nương miệng cười, sau một lúc lâu mới đến câu. Không có gì, chính là nghĩ muốn hay không đi tham gia quân ngũ. Khuê Tuấn. Vì ngoạn ý nhi chương 77 chương 77. Tiểu nha đầu. Liền ở mấy người chuẩn bị lên xe thời điểm, phía sau vang lên một đạo hơi mang khàng khàng thanh âm. Các tường quay đầu lại, cười, đồng tỷ ngươi như thế nào tại đây? Hoa đồng ánh mắt phức tạp từ khuê vệ quốc trên người đảo qua, cuối cùng dừng lại ở bị cảnh vệ viên túng ở trong tay, đã hôn mê phạm mặt rỗ trên người, sau một lúc lâu, mới chần chờ nói, ta có thể cùng ngươi lưu trong chốc lát sao? Các tường quay đầu lại nhìn về phía đại cửu. Phó Khuê đem tiểu cô nương động tác xem ở trong mắt, hàm dưới căng chặt lên. Khuê vệ quốc cúi đầu hỏi tiểu cô nương, nhận thức người. Các tường gật gật đầu, nhanh chóng giải thích hạ hoa đồng mới vừa rồi đối với nàng trợ giúp. Khuê vệ quốc lúc này mới dương mắt, nhìn kỹ xem cách đó không xa đầy người phong trần vị nữ nhân, sau đó nói, làm tiểu nhị bồi ngươi. Này đều không cần cửu cửu phân phó, phó khuê lập tức dắt thượng tiểu nha đầu tay, mang theo người hướng hoa đồng đi đến. Khuê vệ quốc ngồi trên xe thời điểm, đối với cảnh vệ viên nói, tiểu lý, ngươi chú ý chút. Tiểu lý, là thủ trưởng. Này Sương, hoa đồng không nghĩ tới tiểu cô nương thật sự sẽ phản ứng chính mình, trên mặt biểu tình càng vì phức tạp. Các tường lại đây sau, cười tự giới thiệu, đồng tỷ ta kêu các tường. Hoa đồng nỗ lực xả ra một cái cười, lại không biết vì cái gì, giờ khắc này, khóe miệng trầm trọng dị thường, như thế nào cũng cười không nổi, cuối cùng dứt khoát từ bỏ. Nàng là cái có ánh mắt người, lại ngắm liếc mắt một cái chờ ở cách đó không xa quân xe, nhanh chóng nói, ta tưởng thỉnh ngươi giúp một chút. Các tường có chút kinh ngạc, bất quá nghĩ lại tưởng tượng, phía trước hoa đồng đích xác giúp nàng, vì thế nàng thực dứt khoát nói, đồng tỷ ngươi nói xem. Hoa đồng há miệng thở dốc, sau một lúc lâu mới nói, khả năng muốn chậm trễ ngươi vài phút. Các tường tỏ vẻ không quan hệ. Hoa đồng hít sâu một hơi, nói ngắn gọn, ta có một cái muội muội kêu hoa linh, thật xinh đẹp, thật thông minh, năm năm trước, ước chừng cùng ngươi hiện tại không sai biệt lắm đại tuổi tác, tới bên này niệm đại học, sao lại? Mất tích. Nói tới đây, hoa đồng lại móc ra một cây yên, trung rẩy tay bật lửa, hung hăng hít mây nhã khói hạ, mới tiếp tục nói, khi đó ta ở quê quán khai gian trang phục cửa hàng, muội muội sau khi mất tích, ta liền đem cửa hàng đóng, hoa đã hơn một năm thời gian đi tìm, cũng không có thể tìm được, lại sao lại? Ta bị người lừa đi bán, bán cũng không có gì, không đều là tồn tại, tiến vào cái này vòng, vừa vặn có thể làm ta càng phương tiện ra muội muội mất tích nguyên nhân. Sương khói lượng lờ, dần dần mơ hồ hoa đồng biểu tình, nói đến chính mình tao ngộ, nàng thanh âm thực bình tĩnh, các tường lại có thể từ bên trong nghe ra đau kịch liệt. Năm năm, ta leo lên một cái lại một cái nam nhân, được đến một cái lại một cái giống thật mà là giả đáp án, đến bây giờ cũng không có thể tìm về muội muội, ngược lại là chính mình, tiến vào này nhận không ra người ngành sản xuất, liền gia cũng không mặt mũi hồi, người nói buồn cười không? chúng ta hai chị em từ nhỏ. Sao bạn cùng lứa tuổi ưu tú, hiện tại đâu? Ta muội mất tích, mà ta đâu? Ra tới bán. À, chúng ta nhân sinh tựa như chê cười giống nhau, này đó cá nhân lái buôn đều đáng chết, các nàng hủy hoại nhiều ít cái gia đình. Nói tới đây, hoa đồng biểu tình dữ tợn, ngữ mang nghẹn ngào, rồi lại thực mau điều chỉnh tốt cảm xúc, nàng cũng không có rơi lệ, cũng có lẽ, mấy năm nay đã chảy khô, nàng nhìn về phía các tường nói, cho nên, hôm nay giúp ngươi cũng chỉ là ta không quen nhìn bọn buôn người thôi tuy rằng ngươi khả năng căn bản không cần ta hỗ trợ bất quá ngươi đừng bởi vì ta đề điểm vài câu liền cho rằng ta là người tốt này không ta liền tới tác muốn thù lao các tường nhấp môi không biết chính mình phải nói cái gì tổng cảm thấy lúc này nói cái gì đều không lớn thích hợp vì thế nàng trực tiếp hỏi kia đồng tỷ ngươi là muốn ta hỗ trợ tìm ngươi muội muội sao hoa đồng không nghĩ tới như vậy trước mắt tiểu cô nương còn nguyện ý kêu nàng tỷ giống như rất nhiều năm trước đã từng nàng cùng muội muội cũng là như vậy đơn thuần đâu nàng dùng ngón tay cái lau hạ khóe mắt cười khẽ không cần giúp ta ra ta chính mình mấy năm nay cũng có chút manh mối ta hoài nghi phạm mặt rỗ biết ta muội muội sự tình có thể hay không có thể hay không thỉnh người giúp ta hỏi một chút phạm mặt rỗ có biết hay không ta muội muội hiện tại ở đâu nói hoa đồng từ bên người trong túi móc ra một trương ảnh chụp mãn nhãn mong đợi nhìn về phía nàng các tường nhìn về phía phó khuê, ca ca, có thể thỉnh đại cửu cửu hỏi một chút sao? Phó khuê duỗi tay tiếp nhận ảnh chụp, có thể. Hoa đồng ánh mắt sáng lên, đối với hai người không ngừng không lưng nói lời cảm tạ, cuối cùng vẫn là ở các tường ngăn trở hạ mới đình chỉ, sau đó để lại cái số điện thoại cùng địa chỉ, không hề trì hoãn bọn họ xoay người liền rời đi. Các tường tiếp nhận ca ca trên tay hai tấc ảnh chụp vừa thấy, là cái thật xinh đẹp cô nương, ảnh chụp dùng trong suốt lá mỏng phong, các tường hướng tới hoa đồng bóng dáng hô, đồng tỷ, ta sẽ bảo quản hảo ảnh chụp. Hoa Đồng quay đầu lại, dạng khởi một nụ cười rạng rỡ, như cũ là màu đỏ rực váy, như cũ là quyến rũ trang dung, nhưng giờ khắc này, nàng tươi cười lại không hề có chứa chút nào phong trần, tràn đầy đều là sắp cùng muội muội đoàn tụ mong đợi. Bởi vì bọn họ hai người về sau không quá khả năng sẽ tiếp xúc đến Phạm Mặc Trổ, cho nên lên xe sau, các tường liền đem ảnh chụp cho cửu cửu. Thỉnh hắn thẩm vấn Phạm Mặc Trổ thời điểm, hỗ trợ hỏi một chút Hoa Linh sự tình. Khuê vệ quốc tiếp nhận ảnh chụp cẩn thận nhìn vài lần, mới gật đầu, thành, có kết quả ta nói cho ngươi. Đem ảnh chụp bỏ vào túi trung sau, khuê vệ quốc lại nói, ta làm người cho các ngươi mua gần nhất cấp lớp vé xe lửa, hôm nay việc này cũng coi như là thọc tổ ông vò vẽ, không phải một hai ngày là có thể giải quyết, các ngươi tổng không hảo vẫn luôn ở bên này háo, sấn bọn họ không phản ứng lại đây, vãn đi không bằng sớm đi. Phó khuê nhíu mày, trong lòng biết cửu cửu là lo lắng những người đó chó cùng rất dậu thương tổn bọn họ, chuyện này ngài đúc kết tiến vào, đối ngài có hay không nguy hiểm. Khuê vệ quốc quay đầu lại nhìn mắt cháu ngoại, mặt mày từ ái, không có việc gì, phạm mặt rỗ chỉ là một cái ngòi nổ, cụ thể không thể cùng ngươi nói quá nhiều, ngươi chỉ cần biết rằng, mặt trên chuẩn bị mạnh mẽ chỉnh đốn này một khối liền hảo. Phó khuê nháy mắt đã hiểu, hắn nhìn về phía bên người tiểu cô nương, kia chúng ta trở về. Vốn dĩ cũng tính toán mấy ngày nay liền hồi thành phố S, sớm một chút cũng hảo. Khuê vệ quốc đem hai người đưa đến người nhà viện sau, lại vội vội vàng vàng rời đi. Biết được bọn nhỏ muốn ngồi ba cái giờ sau xe lửa trở về, lão gia tử đầu tiên là không tha, sau lại nghe xong bọn nhỏ sau khi giải thích, tuy rằng tức giận, nhưng cũng biết, như vậy làm mới là tốt nhất. Hai người đến thâm quyến tổng cộng không đến 20 ngày, các tường cũng cơ hồ không như thế nào đi ra ngoài quá, nhưng là nàng cùng phó khuê đồ vật thật là không ít. Đặc biệt là nàng, hai vị mở phá lệ thích cho nàng mua quần áo trang điểm nàng, ngay cả lâm lan tỷ tỷ cũng thi thoảng đưa nàng đồ vật, dẫn tới lúc này một sửa sang lại, hai người đồ vật cư nhiên có bảy tám cái rương, liền rất thái quá. Cuối cùng vẫn là lão gia tử bàn tay vung lên, làm hai người chỉ mang mấy thứ quan trọng đồ vật, bên toàn bộ cho bọn hắn gửi bưu cục. Cứ như vậy, hai người rời đi vội vội vàng vàng. Chờ cáo biệt lão gia tử bọn họ, ngồi trên khuê đại cửu cửu an bài xe khi, phó khuê nhìn ngồi ở ghế phụ tam biểu ca nói, không cần ngươi riêng đưa chúng ta. Khuê Tuấn nghe răng cười, ai nói ta là đưa của các ngươi cảnh vệ viên tiểu lý cười giải thích thủ trưởng làm tiểu tuấn đưa các ngươi trở về phó khuê cho nên ngươi muốn cùng chúng ta về nhà khuê tuấn được rồi a à, ngươi này ghét bỏ cũng quá rõ ràng cốt xấu cho ngươi ca ta, ta lưu cái mặt mũi không phải muốn làm vận chuyển công ty sao còn có rất nhiều chi tiết không nói hảo vừa vặn ta gần nhất có rảnh đi thành phố ép nhìn xem phó khuê mím môi không nói nữa bởi vì hắn đã là biết người này thật đúng là không yên tâm chính mình cùng ý ý Triên đưa bọn họ trở về. Ca Các tường nhỏ giọng dò hỏi, không rõ ca vì cái gì đột nhiên cười. Phó khuê giơ tay vỗ vỗ tiểu cô nương phát đỉnh, mặt mày đều là ôn hòa, không có việc gì. Khi sương ba người thành công bước lên xe lửa sau, xa ở thành phố ép phó lập thành, chuẩn bị tan tầm thời điểm cũng thu được khuê vệ quốc điện thoại. Cúp điện thoại sau, nam nhân anh đỉnh mày kiếm nhăn lại, hảo sau một lúc lâu mới thu liễm trên mặt cảm xúc, đứng dậy về nhà. Phủ tiến phòng, liền nghe được nhi tử vui vẻ tiếng cười phó lập thành mặt mày nhu hòa mấy phần tam nguyệt đang làm cái gì tam đầu thân tiểu oa nhi nghe vậy lập tức xoay người thịt đô đô khuôn mặt nhỏ thượng tươi cười càng thêm đáng yêu hắn bay nhanh buôn bán hai chỉ bộ bẩm chân ngắn nhỏ ha 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 hướng tới nam nhân đánh tới ba 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 đã trở lại ba ba tam nguyệt muốn phi phi phó lập thành thân cao một m chín nhiều phụ trợ tiểu gia hỏa càng thêm tiểu chỉ đặc biệt là lúc này ôm ba ba đùi làm nũng thời điểm hiện ngọc tuyết đáng yêu cực kỳ. Nam nhân bị tiểu gia hỏa tươi cười manh hóa, không biết có phải hay không già còn có con vẫn là bởi vì tiểu gia hỏa rất giống thê tử, dù sao phó lập thành không phải truyền thống ý nghĩa thượng nghiêm phục, nên hung thời điểm hung, sủng lên kia cũng là thật sủng. Tựa như giờ phút này, hắn một tay sách theo tiểu gia hỏa cổ áo, nhẹ nhàng liền đem người ôm vào trong ngực, sau đó điều chỉnh tốt tư thế, liền bắt đầu tân một vòng vứt cao cao. Đừng nhìn tam nguyệt lớn lên giống mụ mụ, nhưng là tính cách thượng phần lớn vẫn là giống phó gia nam nhân đương nhiên đây là thẩm bội lan nữ sĩ nói lão thái thái nguyên lời nói là cái dạng này ngươi đừng nhìn lập thành hiện tại nhìn thành thục ổn trọng khi còn nhỏ nhưng gia tính tình cũng hoạt bát hắn kia hai cái ca ca cũng như vậy tiểu nhị kia hài tử cũng là khi còn nhỏ hận không thể leo lên nóc nhà lật ngói cũng không biết sao lại thế này lớn lên chút sau liền biến thành hiện giờ như vậy lại xú lại ngạnh một chút cũng không thảo hỉ các tuyết đảo không cảm thấy trượng phu cùng tiểu nhị tính cách có chỗ nào không tốt, ít nhất nàng cảm thấy nam nhân vẫn là thành thục ổn trọng chút hảo. Buổi sáng không phải nói buổi tối không trở lại ăn cơm chiều sao. Các tuyết từ trong phòng bếp ra tới, trên tay bưng một chén canh trứng cười hỏi. Phó Lập Thành quay đầu lại nhìn về phía thê tử ôm thanh hồi, sự tình vội xong rồi, liền đã trở lại. Ba ba, ba ba, Tam Nguyệt còn muốn phi phi, thấy ba ba cùng mụ mụ nói chuyện, trên tay động tác ngừng lại, tiểu gia hỏa đặng tiểu béo chân, nôn nóng thúc giục. Phó lập thành lập tức lại bắt đầu hống nhi tử. Các tuyết đem trên tay canh trứng đặt lên bàn, quán trách, được rồi, đừng đùa, rửa tay chuẩn bị ăn cơm, đừng quăng ngã hài tử. Phó lập thành lại vứt hai lần, mới tiếp được nhạc điên rồi tiểu gia hỏa, trả lời, sẽ không, tiểu nhị khi còn nhỏ, ta cũng vẫn luôn vứt này hắn chơi, tiểu hài tử đều thích cái này. Các tuyết bắt đầu bãi chiếc đũa, nghe vậy theo bản năng nói, kia có thể giống nhau sao? tiểu nhị khi còn nhỏ ngươi bao lớn. Ngươi lúc này đều 41 tuổi, tiểu tâm lóe eo. Phó lập thành cắn răng. Buổi tối ta sẽ làm ngươi nhìn xem, 41 tuổi nam nhân eo được không? Các tuyết. Chương 78 chương 78. Đến thành phố ép ga tàu hỏa thời điểm. Phó khuê cùng khuê tuấn một tả một hữu che chở các tường hướng cổng ra mà đi. Bọn họ đoán được phó lập thành hẳn là sẽ phái xe tới đón, lại không nghĩ rằng sẽ ở cổng ra nhìn thấy hắn bản nhân tiểu thúc, ngươi biết thâm quyến sự tình. Thấy tiểu thúc, phó khuê phản ứng đầu tiên chính là, tiểu thúc đã biết bọn họ ở thâm quyến phát sinh sự tình. Phó lập thành tầm mắt ở mấy cái hài tử trên người băng khoăn một vòng, sau đó vỗ vỗ hai cái nam nhân bả vai, lại chụp hạ khuê nữ đầu nhỏ, mới ôn thanh nói, trước lên xe đi, có cái gì trên đường nói. Các tuyết cũng không biết nữ nhi hôm nay trở về, nàng ngồi ở trong phòng theo thù thời điểm, đột nhiên liền nghe được dưới lầu nhi tử kinh hỉ kêu tỉ tỉ nàng đem châm thu hảo, sau đó nhanh chóng đi ra phòng ngủ môn xuống phía dưới xem, thật là nữ nhi cùng tiểu nhị đã trở lại. Các tuyết cao hứng hỏng rồi, một bên theo thang lầu đi xuống cấp đi, một bên cười mắng, các ngươi hai cái. Trở về như thế nào cũng không nói một tiếng. Khi nói chuyện, nàng người đã đi tới dưới lầu, duỗi tay ôm ôm nữ nhi, có thể tưởng tượng chết nàng. Hai mẹ con nị oai một hồi, buông ra người sau, nàng lại nhìn về phía tiểu nhị, lúc này mới phát hiện, trong phòng còn có một cái xa lạ người trẻ tuổi. Phó Khuê vì hai người giới thiệu, "Tiểu Thẩm, đây là ta đại cửu gia nhi tử, Kêu Khuê Tuấn, tới chúng ta bên này du ngoạn." Các Tuyết lập tức mang lên nhiệt tình tươi cười, "Hoan nghênh, hoan nghênh, coi như là chính mình gia, nhưng ngàn vạn đừng khách khí." Nhà mình hài tử ở bên kia bị nhiều ít chiếu cố, bọn nhỏ gọi điện thoại thời điểm nhưng đều cùng nàng nói, cho nên, các Tuyết lời này nhưng thật thật là thành tâm, tuyệt không phải giả ý khách sáo. Khuê Tuấn trên mặt khiêm tốn có lễ cùng các tuyết trò chuyện vài câu, một bộ nhẹ nhàng quân tử phong, trong lòng lại nói, quả nhiên, có thể sinh ra đại mỹ nữ người, nhất định cũng là cái đại mỹ nữ. Bất quá! Vị này tiểu thẩm bảo dưỡng quá mức hảo, đừng nói xứng tiểu thúc, liền tính cùng hắn cái này hai mươi mấy tuổi người đứng chung một chỗ, cũng không có gì không khỏe cảm. Các ngươi ăn qua sao? Muốn hay không ăn cơm trước, vẫn là đi trước rửa mặt chải đầu nói các tuyết lại đem tam nguyệt từ nữ nhi trong lòng ngực ôm ra tới tiểu gia hỏa dãy dụ muốn tỷ tỷ thời điểm nàng vỗ nhẹ hạ hắn mông nhỏ quát lớn đừng nháo tỷ tỷ ngồi một ngày một đêm xe rất mệt chờ nàng nghỉ ngơi tốt ngươi lại tìm tỷ tỷ chơi tam nguyệt vừa nghe quả nhiên không hề làm ầm ĩ muốn ôm một cái nếu không hắn mông nhỏ khả năng khó giữ được các tường nhưng thật ra không cảm thấy mệt chỉ là một ngày một đêm không có rửa mặt chảy đầu này đại mùa hè trên người thật sự khó nghe mẹ ta đi trước tắm rửa, ta không đói bụng, trở về trên đường, ba ba mang theo chúng ta đi ăn cơm xong. Các tuyết nhìn nữ nhi đặng 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 hướng trên lầu chạy, nàng cũng ôm Tam Nguyệt đi theo nàng phía sau, nghe vậy nhíu mày, ngươi ba đi tiếp của các ngươi. Hắn như thế nào không cùng ta nói. Các tường không biết như thế nào trả lời vấn đề này, chỉ có thể làm bộ không nghe thấy, bước nhanh lóe tiếng chính mình phòng ngủ. Các tuyết lại đem tầm mắt chuyển hướng theo sau lưng mình phó khuê. Phó khuê. Khả năng tiểu thúc muốn cho ngươi kinh hỉ. Các tuyết trừng mắt nhìn phó khuê liếc mắt một cái, giận mắng, nhìn dáng vẻ nơi này thực sự có bí mật, các ngươi tốt nhất thống nhất hạ nói từ, đừng đến lúc đó nói dạng thẳng chân. Nói xong lời này, nàng đem tam nguyệt nhét vào phó khuê trong tay, sau đó thái độ ôn hòa lãnh khuê tuấn đi phòng cho khách. Bị lưu lại phó khuê cùng trong lòng ngực nhục đoàn tử hai mặt nhìn nhau. Vừa rồi tiểu tam nguyệt kỳ thật đối với cái này ca ca đã không có gì ấn tượng, chỉ là thấy hắn cùng tỷ tỷ như vậy thân cận, mới nhớ tới cái tên xấu xa này là ai. Hắn nhưng thật ra tưởng cấp cái này ca ca điểm nhan sắc nhìn một cái, làm hắn không được cùng chính mình đoạt tỷ tỷ, nhưng là đi. Nhìn ca ca không thua ba ba đại thể ô vuông, tiểu gia hỏa thức thời dây túng. Chỉ thấy hắn bi thương thở dài, ta tưởng trường cao cao. Phó khuê rủ mắt xem tiểu gia hỏa, cố ý điên điên tiểu mập mạp, cười hỏi, vì cái gì? Tam Nguyệt nắm chặt tiểu nhục quyền, ưng thuận to lớn chí lớn, cùng ngươi đoạt tỷ tỷ phó khuê trên mặt tươi cười vừa thu lại, sau đó đem tiểu gia hỏa đặt ở trên mặt đất. ở tiểu gia hỏa khó hiểu ngửa đầu nhìn hắn khi nam nhân dùng kinh thường ánh mắt xem thường tiểu gia hỏa thân cao, đầy mặt đều là liền ngươi này tiểu thân thể, còn tưởng cùng ta đoạt khi biểu tình muốn đều ấu trĩ liền có bao nhiêu ấu trĩ tam nguyệt nghiêng đầu cầm tắm rửa quần áo từ phòng ngủ ra tới các tường buổi tối phó lập thành tan tầm trở về thời điểm nên đón hắn không phải thê tử ôm nhu gương mặt tươi cười mà là một cái xem thường hắn không ngoài ý muốn, cũng không tức giận, ngược lại hảo tính tình hướng về phía nàng cười hạ, bọn nhỏ không cùng ngươi nói. Các tuyết chịu đựng lại phiên một cái xem thường xúc động, nhiều ít vẫn là cho nam nhân một chút mặt mũi, nói phải đợi ngươi nói cho ta. Phó lập thành ông lấy thê tử hướng phòng khách mà đi, nghe vậy cười nói, ân, chờ hạ liền nói cho ngươi. Các tuyết chỉ là cố ý cùng trưởng phu đậu vài câu miệng, đều không phải là thật sự sinh khí, thấy hắn như vậy, chính mình cũng cười. Nhưng mà, kế hoạch không đuổi kịp biến hóa, cơm nước xong sau, Phó Lập Thành không có thể lập tức trở về phòng bồi lão bà, ngược lại bị chất nhi kêu qua đi. Phó Lập Thành cho rằng, chất nhi kêu chính mình, có khả năng là vì thâm quyến sự tình, cũng có khả năng là về mời xuất ngũ quân nhân tổ chức vận chuyển công ty sự tình, lại như thế nào cũng không nghĩ tới, hắn mông vừa ra đến trên ghế, tiểu nhị liền cho hắn lượt tiếp theo cái bom. Phó Lập Thành nhắm mắt, lại lần nữa mở to mắt khi, xác định chính mình không phải ảo giác sau, nhíu mày hỏi, Ngươi vừa mới nói cái gì? Lặp lại lần nữa ta nghe một chút. Trúc đi ngây ngô, càng thêm tuấn mỹ bức người phó khuê, mặt mày kiên định nhìn về. Trí tiểu thúc, ta tưởng cùng ý ý ở bên nhau. Lại lần nữa nghe thế câu nói, phó lập thành ngoài ý muốn bình tĩnh, hắn không có vội vã trả lời, mà là nếu mày bắt đầu trầm tư. Phó khuê ngồi ở tiểu thúc đối diện, thấy hắn chậm chạp không nói lời nào, chậm rãi cũng bắt đầu khẩn trương lên, hắn hoạt động vài cái hầu kết rốt cuộc không có thể chống đỡ được đình trệ không khí, dẫn đầu mở miệng đánh vỡ trầm mặt, kỳ thật. Ý ý cùng ta ở bên nhau cũng khá tốt. Phó Lập Thành nâng lên mí mắt, thần sắc nhàn nhạt nhìn chất nhi. Tiểu thúc, ta tin tưởng trên thế giới này, trừ bỏ tiểu thẩm, không có người sẽ so với ta đối ý ý càng tốt, nàng nếu gả cho người khác, khi giả nam nhân đối nàng được không thả không đề cập tới, nhưng là ý ý khẳng định là phải rời khỏi nhà chúng ta, đến lúc đó không đề cập tới ngươi cùng tiểu thẩm còn có tam nguyệt có bỏ được hay không, chính là ý ý chính mình đâu. Nàng như vậy lưu luyến gia đình. Nhưng là, nếu ta cùng ý ý ở bên nhau sau, hết thảy đều sẽ không thay đổi, ý ý thậm chí không cần đối mặt bất luận cái gì mẹ chồng nàng dâu vấn đề, ngài cũng không cần lo lắng cho ta tương lai cưới một cái sốt ruột thê tử trở về, không phải sao. Nói tới đây, phó khuê câu nói đã thực lưu sướng. Tuy rằng hắn cũng không hiểu, trước mắt người rõ ràng là bị chính mình trở thành phụ thân tiểu thúc, giờ khắc này, hắn lại giống chân chính bái phỏng nhạc phụ mau chân con rể giống nhau thật không khoa trương lúc này miễn bàn cái tráng ngay cả lòng bàn tay cùng phía sau lưng cũng bắt đầu đổ mồ hôi phó lập thành vẫn là không nói chuyện chỉ là trên người khó chịu hơi thở thu liễm rất nhiều kỳ thật ở hắn lập trường đi sinh khí chưa nói tới cùng với nói sinh khí càng xác thực nói là ngốc hắn biết hai đứa nhỏ cảm tình hảo nhưng là chưa bao giờ nghĩ tới có thể hảo đến muốn nói đối tượng phân thượng a không đúng ngươi đã cùng ý ý xử đối tượng. Phó khuê giữa trán đột đột, không? Có. Này không phải tưởng trước chinh đến ngài cùng tiểu thẩm đồng ý sao, ý ý còn không biết. Phó lập thành muốn đánh chất nhi, cho nên, ngươi không ngừng là tưởng chinh đến ta đồng ý, còn muốn cho ta thuyết phục ngươi tiểu thẩm. Vì ôm được mỹ nhân về, phó khuê cũng không biết xấu hổ, sớm muộn gì đều phải đổi giọng gọi ba, ngài coi như vì nhi tử hạnh phúc. Phó lập thành mặt đen, tuy nói ở trong lòng hắn, Tiểu nhị đích xác cùng chính mình thân nhi tử cũng không có gì khác biệt, nhưng là nhi tử tưởng cưới vợ, còn muốn lão tử hỗ trợ, này cũng thế. Hắn tự nhiên còn muốn giúp tiểu tử thúi cưới chính mình tiểu áo bông, ngẫm lại liền sốt ruột. Hắn đây là tạo cái gì nghiệt? Nhưng, không thể không nói, tiểu nhị có câu nói nói kêu hắn tâm động, khuê nữ gả chồng sau, vẫn là lưu tại trong nhà, không cần ứng đối mẹ chồng nàng dâu chi khổ, tiểu nhị cũng không cần cưới một cái không biết nhân phẩm như thế nào tức phụ trở về gặp được thê tử phía trước, Phó Lập Thành tuy rằng không có kết hôn ý tưởng, nhưng là các thuộc hạ hôn nhân ít có quá an ổn, cơ bản đều là hai vợ chồng hòa thuận vui vẻ, mẹ chồng nàng dâu chi gian làm ầm ĩ. Đương nhiên, cũng không phải không có ở chung hòa hợp, chẳng qua là số ít thôi. Rốt cuộc, hướng chính mình thê tử như vậy tốt nữ nhân thật sự không nhiều lắm thấy. Lại một lần ở trong lòng phân tích xong lợi và hại sau, Phó Lập Thành liền ở chất nhi tha thiết chờ đợi lần tới phòng ngủ. Chỉ là trở lại chính mình phòng ngủ, Nhìn đã rửa mặt chảy đầu hảo, ngồi ở trên giường bồi nhi tử chơi đùa thê tử, hắn lại không biết hẳn là như thế nào há mồm. Các tuyết không hỏi nam nhân càng tiểu nhị ở thư phòng trò chuyện cái gì, chỉ là thúc giục, như thế nào không đi trước tắm rửa. Trước nay dũng cảm tiến tới nam nhân, giờ khắc này quay đầu liền hướng rửa mặt gian mà đi. Làm hắn trước chậm rãi. Vừa ra khỏi cửa, hảo gia hỏa, hắn kia chất nhi, chính bưng sữa bò cấp khuê nữ, kia sức mạnh hận không thể tự mình cấp ý ý uy tín trong miệng mới hảo, còn có kia mặt mày, Nhu Hòa kêu hắn cái này đương cha cũng chưa mắt thấy. Phía trước không hướng phương diện này tưởng, lúc này xem ra, tiểu tử thúi động ý niệm cũng không phải một hai ngày đi. Hắn nhất thời cũng không biết hẳn là lấy gậy gộc đuổi lưu manh, hay là nên khen nhi tử xuống tay mau. Tóm lại, phó phó tư lệnh cảm thấy chính mình cưới vợ đều không có loại này rối rắm. Hôm nay như thế nào giặt sạch lâu như vậy? Các tuyết đem ngũ nhi tử ôm đến hắn trên cái giường nhỏ, thấy nam nhân tiến vào, tò mò hỏi. Trượng phu gội đầu tắm rửa cơ bản 5 phút thu phục, lúc này đều qua đi hơn nửa giờ. Phó lập thành ho nhẹ một tiếng, giả vờ vô ý thức xoa xoa cánh tay, sau đó liền tê một tiếng. Các tuyết lập tức quay đầu lại, thấy trượng phu che lại cánh tay, vội vàng liền đã đi tới, lo lắng hỏi, cánh tay làm sao vậy? Nói, đã đem nam nhân bàn tay to dời đi, phát hiện cánh tay hắn thượng có một chỗ sưng đỏ lên. Các tuyết lôi kéo trượng phu đi đến bàn trang điểm bên, đem người ấn ở ngồi ở trên ghế, chính mình tắt vội vàng xuống lầu cầm hai căn băng côn đi lên vì trượng phu chườm lạnh, vừa rồi cùng ai đánh nhau. Trên người còn có các địa phương có sưng đỏ sao. Tuy rằng kết hôn mới 3 năm nhiều, nhưng là các tuyết đối trượng phu cũng coi như hiểu biết, này nam nhân, thật sự bị tương đối nghiêm trọng thương, ngược lại cất giấu. Nhưng thật ra loại này tiểu thương, sẽ cố ý ở chính mình trước mặt yếu thế, nàng nơi nào không hiểu trượng phu tâm tư, đơn giản muốn kêu chính mình đau lòng chút. Bất quá, nàng cũng đích xác nguyện ý túng, sủng là được, chính mình trượng phu, chính mình đau lòng. Phó lập thành lại ho nhẹ thanh, cáo trạng, cùng tiểu nhị đánh nhau. Các tuyết như thế nào cũng không nghĩ tới sẽ là tiểu nhị, nàng chỉ tưởng trượng phu cùng chiến hữu luận bàn đi, rốt cuộc này giúp tham gia quân ngũ huyết khí tràn đầy, thường thường liền giao lưu một chút thân thủ. Vì cái gì? Các tường khó hiểu, đại buổi tối, này ra hai phát cái gì điên? Phó Lập Thành đem thê tử ôm ngồi ở trên đùi, ấp ủ nửa ngày, nghĩ như thế nào Tân Trang dùng từ, mới có thể kêu thê tử không đến mức không tiếp thu được. Sau một lúc lâu, hắn khẽ thở dài thanh, quyết định vẫn là dựa theo chính mình dĩ vãng tác phong, nói thẳng đi, viễn chuyển gì đó liền không thích hợp hắn. Bất quá, kết hôn mấy năm, tự xưng là tài xế già nam nhân, mở miệng trước, cực có tâm kế sử dụng Mỹ Nam kế, chỉ thấy hắn hơi hơi cúi đầu, cái tráng để thượng thê tử, đãi quanh hơi thở tất cả đều là thê tử mê người hương thơm khi phó lập thành chính mình trước bị câu dẫn hắn hầu kết không tự giác lăn lộn hạ tiếng nói ám ách nói tiểu nhị tưởng cùng ý ý xử đối tượng các tuyết biểu tình bình tĩnh nga có thể a à. phó lập thành hắn đã không có mị lực sao không đúng ngươi không tức giận chương 79 chương 79 các tuyết đã thói quen trượng phu ở sinh hoạt thượng qua loa nàng lại giơ tay đem cánh tay hắn túng lại đây, tiếp tục băng đắp sau mới buồn cười giải thích, tiểu nhị thích ý ý, ta đã sớm đã nhìn ra. Phó lập thành mạc danh, làm sao thấy được. Các tuyết giận trượng phu liếc mắt một cái, hài tử xuất ngoại trước ta liền cảm thấy không lớn thích hợp, bất quá lúc ấy bọn họ còn nhỏ, ta cũng không hướng kia phương diện tưởng. Khi nói chuyện, các tuyết cảm thấy dáng ngồi có chút mệt, dựa sát vào nhau tiếng trượng phu trong lòng ngực, điều chỉnh một cái thoải mái tư thế tiếp tục nói, lần này hắn về nước, ta là có thể khẳng định, thích một người, ánh mắt là tàn không được, tiểu nhị kia hài tử chính mình khả năng cũng chưa phát hiện thời điểm, ta liền phát hiện. Phó lập thành mặt mặt. Như thế nào không nghe ngươi nói quá? Các tuyết chụp trượng phu bả vai một chút, dỗi nói, có cái gì hảo thuyết, ta nếu là nói, ngươi không được tìm tiểu nhị phiền toái. Nói nữa, cảm tình loại chuyện này, làm cho bọn họ chính mình làm quyết định đi, chúng ta trộn lẫn hợp làm cái gì? Tiểu nhị nhân phẩm ta còn là yên tâm kỳ thật nếu không có phía trước các thúy phương lão thái thái dự phòng châm, các tuyết ở phát hiện phó khuê cảm tình thời điểm, thật đúng là không nhất định như vậy bình tĩnh. bất quá nghĩ lại tưởng tượng, nữ nhi gả cho tiểu nhị thật là lựa chọn tốt nhất. nàng biệt nữ không hai ngày, thật mau liền bình phục. phó lập thành nhất thời thế nhưng không biết nói cái gì mới hảo, thê tử như vậy bình tĩnh, có vẻ phía trước hắn cùng tiểu nhị rối rắm tựa hồ có chút ngốc. kỳ khuê nữ đâu? nàng nghĩ như thế nào? các tuyết công công mặt mày kia hài tử nếu là không thích, ta liền không phải thái độ này, bất quá, tiểu nha đầu giống như không như thế nào thông suốt, còn không có ý thức được chính mình cảm tình đi. Chính mình nữ nhi, các tuyết tự nhiên cực kỳ hiểu nàng, cũng đúng là bởi vì phát hiện nữ nhi đối tiểu nhị cực kỳ ý lại thái độ, các tuyết mới không có làm cái gì. Hai bên tình duyệt cảm tình thật sự thực hảo, liền hướng nàng cùng trượng phu giống nhau, bị nhân ái, cùng ái nhân là song hướng lao tới khi, cái loại cảm giác này thật sự rất tốt đẹp. Nghĩ đến đây, các tuyết nghiêng đầu hôn hôn trượng phu thẳng thắng mũi. Phó lập thành ánh mắt ám ám, vùi đầu đối với thê tử tinh tế cổ gặm một ngụm, mới than thở đem cầm gác ở nàng trên vai, ở thê tử quay đầu nhìn qua thời điểm, lại hôn hôn nàng, chúng ta. Muốn hay không cùng hai bên cha mẹ lại chào hỏi một cái. Các tuyết cười khẽ lên, đem mấy năm trước các thúy phương lão thái thái hỏa nhãn kim tinh nói cho trượng phu nghe, cuối cùng còn nói, ta mẹ cũng biết. Cái này phó lập thành là thật sự kinh ngạc, ngươi là nói ta mẹ thẩm bội lan nữ sĩ. Các tuyết gật đầu, đúng vậy, trước một thời gian mẹ không phải cùng tiểu nhị cùng nhau tới sao. Lúc ấy liền phát hiện. Phó lập thành đầu một hồi hoài nghi chính mình mắt mù, tiểu nhị thích khuê nữ sự tình, giống như liền hắn không biết. Khi mẹ bên kia nói như thế nào. Các tuyết nhớ tới bà bà ngay lúc đó tâm tình, cười, mẹ hẳn là biệt nữ mấy ngày đi, nàng còn cảm thấy rất thực xin lỗi ta cùng ý ý, riêng tìm ta liêu quá. Phó lập thành hành đi, ta quả nhiên vẫn là quan tâm bọn nhỏ quá ít, ta hẳn là kiểm điểm. Các tuyết đứng dậy, chuẩn bị đem trên tay hòa tan không sai biệt lắm băng côn thả lại tủ lạnh. Phó lập thành lại tiếp nhận tới cấp ném vào một bên tiểu thùng rác, hóa liền không thể ăn. Sau đó nắm thê tử trở lại trên giường nằm xuống, nhọc lòng sự tình nếu giải quyết, kế tiếp chính là hai vợ chồng ân ái sinh sống. Hôm sau, Phó Lập Thành đi làm đi sau, các tuyết tìm tiểu nhị nói chuyện một lần, Khuê Tuấn tuy rằng không biết hai người rốt cuộc nói chuyện cái gì, nhưng là xem biểu đệ khí phách hăng hái bộ dáng, nơi nào không rõ, tiểu tử này tất nhiên qua trưởng bối kia một quan, không thể không nói, biểu đệ như vậy may mắn, làm hắn đều có chút hâm mộ. Trở lại thành phố S sau, các tường sinh hoạt không có quá lớn biến hóa, cơ bản trạch ở trong nhà vẽ tranh, hoặc là bồi đệ đệ chơi đùa. Mà Phó Khuê cùng Khuê Tuấn, hơn nửa vệ cẩn mấy người vừa vặn tương phản, cơ hồ mỗi ngày ở bên ngoài buôn ba, vội vàng mở rộng tự chọn cửa hàng vội vàng mở ra vận chuyển công ty đáng giá nhắc tới chính là bởi vì các tường tứ bá phụ chính là sớm nhất cá nhân nhận thầu vận chuyển công ty tuy rằng quy mô không phải rất lớn nhưng ở cái này ngành sản xuất cũng coi như lão tiền bối cho nên phó khuê mấy người còn riêng đi một chuyến lý nguyên thôn nhưng đem các thúy phương lão thái thái cao hứng hỏng rồi vốn dĩ các tường cùng mẫu thân cũng tưởng đi theo trở về bất quá được đến trong nhà các nam nhân nhất trí phản đối lo lắng thâm quyến bên kia người sẽ có đầu óc sách không rõ chó cùng rứt dậu chạy tới trả thù này cũng không phải nói chuyện giật gân rốt cuộc ở kia ban nhân trong mắt bọn họ chính là đoạn người tiền tài thù địch muốn trả thù hết sức bình thường nói đến thâm quyến các tường cũng vẫn luôn chú ý bên kia tiến triển bên kia gần nhất trung chuyển rất lớn báo chí tv càng là liên tiếp đưa tin mỗi khi đưa tin ra lại có bao nhiêu người bị hại bị cứu vớt ra tới thời điểm các tường bọn họ liền lại là oán giận lại là cao hứng không chỉ có như thế, chuyện tốt tự hồ sẽ liên tiếp mở ra, không ngừng phạm mặt rổ kia cái gọi là hậu trường bị tận diệt, ngay cả mất tích 5 năm, năm Hoa Linh cũng có tin tức. Cũng đúng là thông qua hoa đồng giảng thuật, các tường mới biết được trong đó cụ thể chi tiết. Không thể không nói, nàng cực kỳ bội phục cái kia thù chưa gặp mặt Hoa Linh, không chỉ có thông minh, hơn nữa dũng cảm. Nghe nói, năm đó nàng bị quải sau, bởi vì cao bằng cấp, lớn lên xinh đẹp, cũng không có bị bán được thâm sơn cùng cốc, mà là bị lưu tại nào đó không thể gặp quan địa phương, trải qua huấn luyện sau, chuyên môn tiếp đãi một ít cái gọi là có uy tín danh dự nhân vật. Mới đầu Hoa Linh không phải không nghĩ tới chạy thoát, nhưng là một cái tay trói gà không chặt nữ nhân, ở thật mạnh trong coi hạ, liền tự sát đều khó, đừng nói gì đến thoát đi. Hoa Linh cũng coi như là người tài ba, vài lần thoát đi, đã chịu phi người ra tấn sau, nàng thực mau từ bỏ dãy dụ, lựa chọn thuận theo. Này một thuận theo, dài đến 5 năm lâu thuận theo chỗ tốt có rất nhiều, tỷ như không hề bị ẩu đả, tỷ như nàng không hề bị trở thành một cái phạm nhân, thời khắc bị nhìn chăm chăm. Thậm chí đến sau 2 năm, còn sẽ bị bố thí một ít tự do, tuy rằng như cũ ra không được hoa lệ nhà giam, nhưng là ở chỉnh đống trong lâu chuyển động vẫn là có thể. Chậm rãi, nàng phát hiện, trong tòa nhà này tổng cộng ở ba mươi mấy cái cô nương, một cái sau một cái xinh đẹp, chỉ cần nghe lời, cơ bản đều là bị trở thành chim hoàng yến giống nhau kiều dưỡng, đồ trang sức, giống nhau không ít càng khoa trương chính là, còn có người chuyên môn giáo các nàng như thế nào lấy lòng nam nhân, đề cao các nàng cách nói năng, tài nghệ từ từ. Ngươi cho rằng thật là vì bồi dưỡng các nàng, đó chính là thiên chân, bất quá là vì tăng lên các nàng này đó thương phẩm giá trị, hảo kêu các khách nhân càng thêm vừa lòng thôi. Mấy năm nay, nàng chỉ biểu hiện ra đối với hoa cỏ yêu thích, có lẽ là muốn đem nàng hướng không dính khói lửa phàm tục khí chất thượng chế tạo, dù sao lục tục, thuộc về nàng toàn bộ tiểu hậu viện trồng đầy hoa cỏ, đương nhiên, theo nàng bị đại nhân vật điểm càng nhiều, nàng cũng sẽ mượn cơ hội đưa ra muốn hoa cỏ. Không sai biệt lắm 4 năm thời gian, nàng xen kẻ muốn hai mươi mấy dạng hoa cỏ, cũng rốt cuộc ở đệ tứ năm, chuẩn bị mở ra nàng trả thù. Nói tới đây, liền không thể không dệt nổi linh đại học chức nghiệp, nàng là học y, tuy rằng còn không có tiếng. Vào vườn trường bao lâu, nhưng là giờ gian đi theo trong thôn thầy lang học quá mấy năm trung y. Nhiều tin chưa nói tới, nhưng là muốn độc chết người thật không khó. Hoa Linh không muốn sống, nhưng là, cần thiết lôi kéo này đó ác ma cùng nhau xuống địa ngục, cũng đúng là cái này tính niệm duy trì nàng ngao xuống dưới. Nhưng mà, liền ở nàng chuẩn bị hành động thời điểm, gặp được nằm vùng, một cái không chớp mắt trong coi nhân viên, phát hiện nàng động tác nhỏ, nhắc nhở nàng không cần xúc động. Ngay từ đầu Hoa Linh tự nhiên là không tin, nàng chỉ cho rằng chính mình bại lộ, cũng làm hảo sẽ chết chuẩn bị. Tựa như từ trước những cái đó thà chết chứ không chịu khuất phục cô nương giống nhau, đột nhiên tiêu thanh không để lại dấu vết, nàng đảo cũng không sợ, đơn giản chính là giải thoát, duy nhất làm nàng không cam lòng, chính là đầu độc còn chưa thực thi, liền thất bại. Chính là qua hơn 10 ngày, nàng như cũ sống hảo hảo, kia một khắc, hoa linh liền biết, mặc kệ người nọ có phải hay không nằm vùng, đều sẽ có cầu với nàng. Quả nhiên, không quá mấy ngày, hoa linh liền nhận được tên kia nằm vùng giao phó, hy vọng nàng có thể trở thành cảnh sát tuyến nhân, thỉnh nàng ký lục hạ xuất nhập nơi này, nhân viên thân phận tin tức hoa linh đồng ý thậm chí không có đi tế cứu người nọ rốt cuộc có phải hay không người tốt rốt cuộc đối với một cái chết còn không sợ người tới nói điểm này sự tình tính cái gì nói đến buồn cười vì bảo hộ những cái đó cái gọi là đại nhân vật các nàng này mấy chục cái cô nương đều trụ độc lập tiểu viện tử không tính đại ẩn nấp tính lại rất hảo trừ bỏ các nàng này đó nữ nhân liền bảo an cũng không biết mỗi lần mang theo mặt nạ tiến vào rốt cuộc là ai tìm nàng hỗ trợ thật là cái hảo biện pháp Nơi này bị đóng lại cô nương, ít có không nghĩ trở về Quang Minh, cho nên Hoa Linh không có phí nhiều ít công phu, liền thuyết phục phần lớn nữ hài. Đến nỗi những cái đó thử một hai câu, là có thể nhìn ra hoàn toàn bị ăn mòn các cô nương, Hoa Linh cũng sẽ không lại đi làm cái gì. Đương nhiên, cung cấp tin tức thời điểm, nàng cũng không có từ bỏ độc chết này đó côn trùng có hại tính toán, nàng chỉ là đang đợi, chờ phía sau màn lão bản. Cái này cái gọi là lão bản, ăn người ác ma đã từng đã tới vài lần chỉ là khi đó Hoa Linh chuẩn bị còn không đầy đủ, liền bỏ lỡ cơ hội. Lúc này đây, đương kia thần bí lão bản lại lần nữa xuất hiện thời điểm, cũng là cảnh sát thu thập hảo tư liệu, cùng quân đội hợp lực tận diệt thời điểm. Hoa Linh cuối cùng cũng không có thể hạ độc thành công, nhưng là nàng lại là may mắn, bởi vì ở cùng tỷ tỷ ôm đầu khóc trống kia một khắc, nàng đột nhiên nghĩ mà sợ, nếu nàng thật sự hạ độc thành công, như vậy vì tìm chính mình, cũng lưu lạc đến phong trần tỷ tỷ nên thế nào tuyệt vọng mà đương những cái đó ác đồ bị liền lôi túng, không còn có ngày xưa kiêu ngạo khi, hoa linh rộng mở thông suốt, luật pháp là sẽ chế tài ác đồ, căn bản không có không cần vì nhân ra đáp thượng chính mình tánh mạng. Kỳ thật nơi này cụ thể chi tiết, vì đương sự nhân an toàn, cảnh sát cũng không có công bố. Nhưng là hoa đồng vẫn là ở trong điện thoại, cùng các tường nói lời cảm tạ đồng thời, giảng thuật cái đại khái, hơn nữa nói cho các tường, quá mấy ngày sẽ mang theo muội muội hoa linh tới thành phố ép định cư thâm quyến là tỷ muội thương tâm mà, không có khả năng còn lưu tại nơi đó, nhưng là các nàng tình huống như vậy, quê quán cũng trở về không được. Cho nên hai chị em lựa chọn tới thành phố S định cư, một lần nữa khai một gian trang phục cửa hàng, nếu muội muội nguyện ý, nàng sẽ lại cung muội muội thi đại học. Cũng sẽ đem sớm đã tóc trắng xóa cha mẹ nhận được bên người, hết thảy đều trọng đầu bắt đầu. Không thể không nói, các tường là bội phục các nàng tỷ muội, chẳng sợ ngã xuống vũng bùng, cũng như cũ kiên nghị, hướng dương mà sinh tám tháng đế các tường chuẩn bị xuất phát đi thành phố di đi học cùng nhau cùng đi không ngừng là ca ca còn có ba ba mụ mụ cùng tam nguyệt các tuyết chủ yếu là vì chính giữa tháng tuần cả nước theo thù triển kỳ thật sớm tại từ trước hai năm nàng hai mặt theo bị tuyển nhập viện bảo tàng thời điểm bộ môn liên quan liền muốn cho nàng lộ cái mặt thuận tiện làm thăm hỏi nhưng là các tuyết cũng không phải cái thích xuất đầu lộ diện tính tình hơn nữa hài tử còn nhỏ liền cự tuyệt lúc này đây nguyện ý đi cũng là vài cái nguyên nhân tụ ở bên nhau, một trong số đó liền có nữ nhi vào đại học, thứ hai chính là lần này quốc nội đứng đầu theo thùa đại sư đều sẽ tham dự, đây là một cái thực tốt học tập cơ hội, cuối cùng một nguyên nhân, đó là trượng phu cuối cùng có không tính đoạn kỳ nghỉ, có thể mang theo nàng lần đầu tiên tới cửa nhà chồng. Xuất phát ngày này, trời trong nắng ấm, trời xanh không mây. Một nhà năm người, khai hai chiếc xe, xuất phát phía trước, Tam Nguyệt làm ầm ý muốn cùng tỷ tỷ cùng nhau ngồi, các tường vừa định từ ba ba trong lòng ngực tiếp nhận đệ đệ đã bị đã ở trước mặt phụ huynh qua minh lộ phó khuê ôm lấy bả vai cũng không quay đầu lại mang lên hắn kia chiếc xe jeep bóng đèn gì đó vẫn là ném cho tiểu thúc bọn họ đi phó lập thành kéo 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 thẳng khóe môi lại điên điên trong lòng ngực tiểu béo đôn hống vài câu mới nhìn về phía thê tử ta như thế nào thấy tiểu nhị càng ngày càng không vừa mắt đâu các tuyết mở ra ghế sau môn ngồi vào trong xe sau hướng tới nghi tử duỗi tay đúng không Ta nhưng thật ra càng ngày càng thuận mắt. Chương 80 chương 80 Khi cách mấy năm, lại lần nữa đi vào thành phố Di. Các tường chưa kịp đi chuyển động, cảm thụ nơi này biến hóa, liền vội vàng đi trường học báo danh. Mỹ viện cùng mấy năm trước không có quá lớn biến hóa, như cũ là các tường trong lòng kia sở, kêu nàng hướng tới nghệ thuật gia viên. Các tuyết cùng nữ nhi tay kéo tay, ánh mắt tò mò khắp nơi đánh giá, cuối cùng có chút hâm mộ cảm khái, đại học thật tốt a. À. Các tường làm nũng, đúng không ta cũng cảm thấy đặc biệt hảo mẹ ngài nếu là muốn học cũng có thể a à, mỹ viện cũng có trang phục thiết kế hệ ta liền tính bao lớn tuổi ngài theo thùa là có thể bị liệt vào đặt chiêu sinh các tuyết vẫn là lắc đầu tính mụ mụ chính là cảm khái một chút thật kêu ta trở về vườn trường ta cũng luyến tiếc tam nguyệt cùng ngươi ba ba ông nhi tử đi theo thê tử bên cạnh phó lập thành nghe vậy ánh mắt ôn nhu bất quá thật sự không nghĩ hắn kỳ thật không phản đối thê tử đi học nếu nàng thích nói cũng không có gì đến nỗi tam nguyệt còn có hắn cùng lắm thì lại thỉnh một cái bá mẫu các tuyết dẫn trượng phu liếc mắt một cái đương nhiên không đi thích cái gì ở nhà học cũng là giống nhau mấy người nói nói cười cười thực mau liền tới tới rồi quốc họa hệ đăng ký chỗ không biết có phải hay không các nàng tới tương đối sớm đăng ký bàn dài trước chỉ có một hai tên học sinh cho nên các tường mấy người đã đến sau cũng không cần xếp hàng học tỷ cùng các học trưởng phá lệ nhiệt tình đương các tường báo ra tên của mình khi có một người tướng mạo trắng nõn học trưởng giật mình nhìn trước mắt cái này điệt lệ xinh đẹp nữ hài kinh hô ngươi chính là các tường các tường chấp chấp thủy mắt ta là các tường xin hỏi làm sao vậy vị kia học trưởng cũng phản ứng lại đây chính mình mới vừa rồi quá mức đại kinh tiểu quái hắn sắc mặt nháy mắt bạo hồng gập ghềnh nói không không có gì chính là ngươi rất nổi danh học trưởng trong lòng lệ rơi đầy mặt Vừa mới nhìn đến cô nương này cùng nàng tỷ tỷ, tay kéo tay hướng tới bọn họ đi tới thời điểm, một chút cũng không khoa trương, trong nháy mắt kia, hắn cảm thấy thị giác thượng đánh sâu vào, dùng trăm hoa đua nở tới hình dung cũng không quá. Đây là nữ thần cấp bậc a. Không không không. Ít nhất tiên nữ cấp bậc. Mà này tiên nữ cư nhiên vẫn là bọn họ quốc họa hệ học muội, học trưởng cảm thấy, hắn mùa xuân tới, lại không nghĩ rằng, xuân tâm không có nhộn nhạo vài cái, đã bị hiện thực đánh bại. Các tường A, người này xem như bọn họ thanh niên họa gia một cái ác mộng đi, chỉ cần chú ý giới hội họa người, cái nào không biết A, mấy năm trước thanh mỹ triển, cả nước thành ngàn thanh niên họa gia, đại bộ phận vẫn là danh giáo sinh viên, cuối cùng bạo cái ít được lưu ý, bại bởi một người 15 tuổi học sinh trung học. Hơn nữa càng tuyệt chính là, này tiểu cô nương rõ ràng là đệ nhị danh, cuối cùng cạnh bán thời điểm, vượt qua một phần ba giá cả, nghiền áp lúc ấy đệ nhất danh. Lại sao lại, hiểu biết đến các tường sư phó là công búc họa đại gia mễ khánh đại sư khi mọi người lại đều cảm thấy tự hồ thắng mới là đương nhiên rốt cuộc danh sư xuất cao đồ sao nhưng mà liền ở mọi người cái quan nhận định sau sự tình lại lần nữa có xoay ngược lại mễ khánh đại sư công khai tỏ vẻ tiểu cô nương dự thi thời điểm chính mình mới dạy học gần tháng thời gian lời này quả thực chính là ở nói cho mọi người các tường ưu tú cùng hắn không có quá lớn quan hệ tin tức này đối với mễ khánh đại sư kỳ thật cũng không có cái gì chính diện chỗ tốt nhưng là hắn như cũ công bố thậm chí càng thêm trắng ra nói cho mọi người cái này quan môn đệ tử là hắn chủ động cầu tới có thể nói hâm mộ đỏ một cây tử bái sư không cử người trẻ tuổi này đến là bao lớn giữ gìn cùng thiên vị mà vị này kêu mễ thánh đại sư đặc biệt thích quan môn đệ tử cũng không có bị niên thiếu thành tựu hướng hôn đầu nếu không phải mấy năm nội còn ra hai bức họa thả đều bị giá cao mua đi nàng cơ hồ hoàn toàn yên lặng đi xuống nhưng là cũng nguyên nhân chính là vì nàng cũng đủ đặc biệt, cũng đủ có thiên phú, làm cho bọn họ này những cùng tồn tại giới hội họa người ấn tượng khắc sâu, rốt cuộc tương so với bọn họ này đó bừa bãi vô danh học sinh, các tường đã là một người thành công họa gia. Lúc này nhìn chính mình nhất kiến trung tình đại mỹ nhân nhi, tự nhiên là trong truyền thuyết các tường, thẳng thắn nói, chỉ cần có điểm tự mình hiểu lấy người, đều ngượng ngùng hướng lên trên thấu. Vô hắn, chỉ vì hai người căn bản là không phải một cấp bậc, có liêm sĩ một chút đều sẽ thu liễm tiểu tâm tư này sương các tường không biết học trưởng trong lòng suy nghĩ nàng đã đăng ký hảo hơn nữa từ học tỷ nơi đó bắt được một ít biên lai like cùng ký túc xá chìa khóa học tỷ hiển nhiên cũng là biết các tường nàng thái độ thực ôn hòa đứng dậy liền đi ra ngoài ta mang ngươi đi ký túc xá bất quá ngươi đều không có mang hành lý là không tính toán ở tại trường học sao các tường hướng học tỷ nói lời cảm tạ sau đi theo học tỷ phía sau nghe vậy cười nói mang đến đặt ở trên xe đâu chờ hạ xác định hảo ký túc xá lại trở về lấy. Có lẽ là thấy các tường nhìn tính tình khá tốt, học tỷ nói cũng dần dần nhiều lên, chờ mấy người đi vào ký túc xá phía dưới thời điểm, học tỷ còn khen câu, tỷ tỷ ngươi cùng ngươi lớn lên giống như A, à. nàng thoạt nhìn hảo ôn nhu. Này cũng không phải lần đầu tiên bị người hiểu lầm, các tường biểu tình không có gì biến hóa, chỉ là cười giải thích, đây là ta mụ mụ. Học tỷ. Khụ khụ. Khi cái gì, ngươi ký túc xá ở lầu 3, chìa khóa thượng liền có cụ thể phòng hào, ta liền không tiễn các ngươi lên rồi. Nói xong, học tỷ nhanh chân liền chạy, tấm lưng kia, giống như bị ác quỷ đuổi đi giống nhau. Mọi người, chìa khóa thượng môn hào là 308, các tường cùng người nhà tìm được ký túc xá sau, phát hiện trong ký túc xá đã tới hai người. Càng kêu các tường không nghĩ tới chính là, cư nhiên gặp được người quen. Các tường chủ động chào hỏi, Phùng Quân. Ngươi cũng là quốc họa hệ. Này cũng quá xảo, Phùng quân cũng cảm thấy xảo, nàng đứng dậy, thanh lãnh mặt mày thượng nhiễm một chút ý cười, là đỉnh xảo, bất quá ta không phải quốc họa hệ, ta là trang phục thiết kế hệ, ký túc xá là hỗn trụ. Chuyện này các tường thật đúng là không biết, bất quá có thể gặp được người quen, nàng tâm nháy mắt an một nửa, rốt cuộc muốn ở chung mấy năm đâu, vạn nhất gặp được tính cách không hợp bạn cùng phòng, cũng rất sốt ruột. Các nàng lại trò chuyện vài câu, các tường lại cùng mặt khác nữ hài lẫn nhau giới thiệu hạ mà phó lập thành còn lại là đem tam nguyệt giao cho thê tử, chính mình tắt mang theo chất nhi đi xuống lầu lấy hành lý. Nữ hài tử quen thuộc lên thực mau, đặc biệt một cái khác kêu kỹ na tranh sơn dầu hệ nữ hài, là cái phá lệ rộng rãi cô nương, có nàng tồn tại, tưởng không thân đều khó. Chờ phó lập thành bọn họ sách theo bao vây đi lên thời điểm, mấy người đã ngồi ở cùng nhau ríu rít thân thiện lên. Thu thập giường đệm sự tình, thúc cháu hai cũng chưa làm tiểu cô nương động thủ. Một cái tham gia quân ngũ nhiều năm, một cái từ nhỏ lớn lên ở quân nhân gia đình sửa sang lại nội vụ đối với bọn họ tới nói tuyệt đối là thành thạo không thể lại thành thạo tương so với các tuyết mẹ con tập mãi thành thói quen phùng quân cùng kỹ na đều có chút giật mình trước cuộc này niên đại nam nhân cơ bản đều sẽ không làm việc nhà đừng nói gấp chăng nước tương cái chai ở bọn họ trước mắt đổ cũng sẽ không đỡ một chút kỹ na nhìn bận rộn hai cái nam nhân tới gần các tường bên tai nhỏ giọng nói đây là ngươi ba ba cùng ca ca sao các tường gật đầu kỹ na hâm mộ thật tốt a à, ta ba cùng ta ca tuy rằng cũng đưa ta lại đây bất quá bọn họ liền đi lên nhìn một chút đều là ta mẹ giúp ta sửa sang lại kỹ na là người địa phương tới chính là sớm nhất lúc này người nhà đã rời đi đến nỗi phùng quân cô nương này độc lập quán trực tiếp cự tuyệt người nhà tiễn đưa chính mình một người tới các tường không biết như thế nào hồi lời này chỉ là lộ ra một cái nụ cười ngọt ngào rốt cuộc ba ba cùng ca ca thật sự thực hảo thu thập hảo sau, các tường không có tiếp tục lưu lại, mặt sau còn có hai ngày đưa tin thời gian, nàng cùng tân bạn cùng phòng cáo biệt sau, liền đi theo người nhà đi trở về. Đi tới cửa khi, các tường không cẩn thận chạm vào một chút khung cửa, tiểu tiểu thanh, tê hạ. Phó khuê lập tức quan tâm dò hỏi, xác định tiểu nha đầu không có việc gì sau, không hề yên tâm nàng một người đi, dắt nàng tay nhỏ, mang theo người đi ra ngoài. Vẫn luôn chú ý bọn họ kỹ na. Không thể nào chẳng lẽ cái này ca ca là tình ca ca nào có thân ca ca như vậy thân mật ngẫm lại nhà nàng kia xui xẻo ca ca kỹ na càng thêm tin tưởng chính mình hoài nghi